Đại Hào Môn. Chương 1206, rằng co. Không lâu sau đó, Âu Dương Minh Nguyệt cùng Tiêu Phàm liền tới đến phụ cận. Phía trước là một chỗ sơn cốc hẹp dài, kéo dài không biết bao nhiêu dặm, hai bên sơn phong dốc đứng, địa thế cực kỳ hiểm trở. Âu Dương Minh Nguyệt không chút do dự, liền hướng trong sơn cốc bay đi, vừa tiếp cận sơn cốc, bỗng nhiên đè lại độn quang, dừng ở nơi đó, gương mặt xinh đẹp ngậm xương, hai mắt nhắm lại, phía bên phải bên cạnh một mảnh đen nhánh đất khô cằn chỗ quét tới, lãnh đạm nói, người nào tránh ở nơi đó, ra. Ha ha, đạo hữu thật mạnh thần niệm chi lực, từ nào đó điểm này ẩn nấp chi thuật, quả nhiên không thể gạt được đạo hữu pháp nhãn. Chấm ngoặc kép, một cái nghe vào cực kỳ cởi mở tiếng cười, bỗng nhiên vang lên, đất khô cằn chỗ hắc vụ cuồn cuộn, dần dần hiện ra ba cái bóng người tới. Đi đầu một người, chính là tên kia tu luyện quỷ đạo công pháp đại hán áo đen, vẫn như cũ toàn thân hắc vụ quấn, trên thân thình lình lộ ra nguyên anh hậu kỳ cường đại linh áp. Một tên nguyên anh hậu kỳ quỷ đạo đại tu sĩ, Diêm Nhị Ca cùng Đan Hiền Đệ, tại Âu Dương Minh Nguyệt cùng Tiêu Phàm trong mắt, cũng là hai cái chính cống quái vật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kia còm nhom khô lâu nhân Diêm Nhị Ca cho Tiêu Phàm cảm giác, cùng đại hán áo đen hoàn toàn khác biệt. Trên người người này cũng không có loại kia lượn lờ hắc vụ, tương phản hai tay kỳ dài, vượt xa khỏi người bình thường tay dài tỷ lệ, trần trụi bên ngoài hai cánh tay, màu sắc cháy đen, phảng phất chính là hai đầu hong khô thịt khô. Tiêu Phàm liếc thấy được đi ra, người này chẳng những tu luyện là quỷ đạo công pháp, mà lại căn bản cũng không phải là một người sống, mà là một bộ tử thi, luyện thi. Tiêu Phàm trong đầu cực nhanh hiện lên như thế một cái tên. Tại Thương Khung núi thế giới ngầm, hắn từng gặp được không ít luyện thi, nhục thân cường hoành, cứng rắn vô so. Mặc dù đẳng cấp đều rất thấp, diệt giết cũng có chút không dễ. Trước mắt cỗ này luyện thi, lại có chừng nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Thậm chí đã là nguyên anh trung kỳ đại thành, chỉ kém một bước cuối cùng, liền muốn bước vào hậu kỳ đại tu sĩ hàng ngũ. Dạng này cao giai luyện thi, Tiêu Phàm còn chưa bao giờ thấy qua. Mà cái kia thân cao hai trượng điện nhân, cũng làm cho Tiêu Phàm tầm mắt mở rộng. Không nghĩ tới vừa mới luyện hóa hai đầu lôi thú, kết quả lại ở đây đụng phải một cái điện nhân. Bất quá người này cùng lôi thú có rõ ràng khác nhau. Lôi thú là thuần lôi điện chi lực huyễn hóa thành hình thiên địa dị thú, người này lại là huyết nhục chi khu, chỉ bất quá tu luyện một loại cực đặc thù thần thông sấm sét, cứ thế đem chính mình cũng biến thành một cái toàn thân lôi lóng lánh điện nhân. Hết lần này tới lần khác người này tu vi cũng không thấp. Cùng cô kia luyện thi đồng dạng, có nguyên anh trung kỳ đại thành tiêu chuẩn, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Hiển nhiên, cái này cùng hắn tu luyện đặc thù thần thông sấm sét mật thiết tương quan. A, à, hai vị đạo hữu rất là lạ mặt a, hẳn không phải là chúng ta lôi linh đảo tu sĩ a. Lại không biết hai vị từ đâu mà đến đây có gì muốn làm. Đại hán áo đen không e dè, nhìn từ trên xuống dưới Âu Dương Minh Nguyệt cùng Tiêu Phàm. Cao giọng hỏi, lôi linh đảo. Tiêu Phàm lập tức trong đầu cực lực lục soát, nhưng rất nhanh liền xác định, tại trí nhớ của mình bên trong, không có dạng này một chỗ địa danh. Mặc dù Nam Châu đại lục cực kỳ rộng lớn, Tiêu Phàm nhiều năm như vậy nhưng cũng sưu tập đến đại bộ phận phân địa đồ. Mà kia mấy chỗ không có địa đồ cấm địa cùng cực kỳ xa xôi man hoang đại địa, Tiêu Phàm chỉ ít cũng đã được nghe nói nó đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng mà đều không có lôi linh đảo, từ Âu Dương Minh Nguyệt trên mặt thần sắc đến xem. Nàng tựa hồ cũng không có tìm được thích hợp đáp án. Đây là một cái vượt qua bọn hắn nhận biết địa vực. Hẳn là đã đến thất dạ giới. Ngay sau đó, Tiêu Phàm trong đầu lại toát ra một cái ý niệm như vậy. Khả năng này cực cao. Dù sao tại thiên tri cuối cùng, vì xông ra vòng vây, né qua nghiễm lực lão tổ truy sát. Hắn là nghịch chuyển không gian thông đạo hướng đi, mặc dù nghịch chuyển phải không phải đặc biệt triệt để, nhưng bị hỗn loạn không gian chi lực đưa đến thất dạ giới đến, lại vô cùng có khả năng. Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, cái này lôi linh đảo là tư đạo hữu tài sản riêng a. Người khác tới không được, đại hán áo đen khẽ giật mình, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn khắp nơi. Ha ha, hảo hảo, hỏi rất hay, đạo hữu không hổ là người trong chính đạo, ngạo khí cực kỳ. Nếu như thế, hai vị nhưng lại lén lút chạy đến lôi linh chi địa tới làm cái gì? Chẳng lẽ không biết, cái này lôi linh chi địa, là chúng ta lôi linh đảo cấm địa a? Mặc dù giao diện đại chiến mở ra, chính ma hai đạo minh thể ước, bãi binh ngưng chiến, nhất trí đối phó toa ma giới. Nhưng hai vị đạo hữu chui vào lôi linh chi địa, trước đó không cho tư nào đó chào hỏi, lại là đạo lý gì? Chẳng lẽ coi là chính ma hai đạo ngưng chiến, liền có thể không kiêng nể gì cả không thành?
Đại hán áo đen mặc dù vẫn như cũ cười ha hả, thanh âm lại lạnh xuống, tràn đầy chất vấn chi ý. Tựa hồ một lời không hợp, liền muốn động thủ. Âu Dương Minh Nguyệt cùng Tiêu Phàm không chịu được liếc nhau một cái. Quả nhưng đã đến thất dạ giới. Khó trách trước mắt ba người này đều hình thù kỳ quái, không giống như là toa ma giới tu sĩ. Chỉ bất quá, nghe người này ý trong lời nói, thất dạ giới cũng có chính ma nói chi phân. Cái này ở trong sách cổ lại rất hiếm thấy đến ghi chép. Dù sao lần trước giao diện đại chiến cách này thực tế quá mức xa xôi, mấy vạn năm trước phát sinh sự tình, rất nhiều cổ tịch đều triệt để chôn vùi. Tại toa ma giới tu sĩ trong ấn tượng, vô luận là thất dạ giới, hay là huyền ta giới cao cổ giới cùng giới diện khác tu sĩ, không có chỗ nào mà không phải là tà ác chi đồ. Cần biết năm đó trận đại chiến kia, toa ma giới kém chút bị diệt tộc, như thế nào lại đối giới diện khác tu sĩ có tốt đánh giá. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn qua đại hán áo đen, lạnh nhạt nói, từ đạo hữu, chúng ta hay là mạnh ai nấy làm đi, không có tất muốn ở chỗ này tranh đua miệng lưỡi, bạch bạch chậm trễ tốt đẹp thời gian. Đại hán áo đen cười ha ha một tiếng, nói, đạo hữu nói đúng, xác thực không cần thiết nói nhảm chậm trễ thời gian. Đã hai vị đạo hữu như thế không đem tư nào đó để vào mắt, tư con nào đó tốt lĩnh giáo đạo hữu tuyệt kỹ. Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, một cỗ cường đại uy áp từ trong cơ thể nàng lộ ra. Cho tới nay, bất kể là ai hướng nàng khiêu chiến, Âu Dương Minh Nguyệt còn chưa hề lùi bước qua. Dù là đây là đang thất dạ giới, cũng tuyệt không ngoại lệ. Luyện thi Diêm Nhị Ca trên mặt hai cái lóng lánh quỷ hỏa lỗ thủng đen, lại thẳng tắp tiếp cận Tiêu Phàm, lạnh lùng nói, vị đạo hữu này luyện thể chi thuật bất phàm, có dám cùng Diêm Mỗ phân cái cao thấp. Cao giai luyện thi có đủ loại quỷ dị thần thông, nhưng trong đó nhất khiến người khác sâu ấn tượng, chính là luyện thi nhục thân cực nó cường hãn, thậm chí một ít lực công kích hơi yếu pháp bảo cực phẩm, đều rất khó mở ra luyện thi nhục thân. Cái này luyện thi rõ ràng cảm nhận được Tiêu Phàm thể nội lộ ra hoành luyện khí hơi thở. Cùng Tiêu Phàm thẳng tắp dáng người cùng tuấn lãng ngoại hình, thực tế không thế nào giáp với. Tiêu Phàm cười cười, thân thể nhẹ nhàng phía bên trái bên cạnh phiêu mở mấy trượng xa, cùng Diêm Nhị Ca xa xa tương đối, khí định thần nhàn, không khẩn trương chút nào vẻ sợ hãi. To lớn điện nhân vẫn đứng tại chỗ bất động, tựa hồ dự định trước ở một bên lược trận. Đan Hiền Đệ, người đi hiệp trợ Diêm Hiền Đệ, trước đem kia hậu sinh cầm xuống lại nói, nữ tử này, ta tới đối phó. Lập tức, điện nhân vang lên bên tai đại hán áo đen truyền âm thanh âm. Điện nhân ánh mắt quét qua, không rên một tiếng liền hướng bên kia phi độn quá khứ, cùng Diêm Nhị Ca thành thế đối chọi, đem Tiêu Phàm vây vào giữa. Mặc dù bọn hắn đều rất rõ ràng, chân chính cường địch là trước mắt tên này nhìn qua xinh đẹp như hoa tóc trắng nữ tử, nhưng đại hán áo đen sách lược, không thể nghi ngờ hết sức chính xác. Đánh trận tiêu diệt, nhất định phải trước tự yếu địch vào tay. Tập trung ưu thế tuyệt đối lực lượng, lấy thế lôi đình vạn quân, lập tức đem yếu nhất địch nhân tiêu diệt, sau đó lại tập trung hết thảy lực lượng, tiêu diệt cường địch. Tiêu diệt từng bộ phận, cùng đã đạt đến tại Nguyên Anh hậu kỳ trạng thái đỉnh phong Âu Dương Minh Nguyệt tương đối mà nói, vừa mới đặt chân Nguyên Anh trung kỳ chưa lâu, xa chưa đạt tới trung kỳ cảnh giới đại thành Tiêu Phàm, không thể nghi ngờ là yếu địch. Lấy hai tên Nguyên Anh trung kỳ đại thành tu sĩ tả hữu giáp công, cái này trẻ tuổi hậu bối hạ tràng, có thể nghĩ. Hiện tại mấu chốt là, hai người bọn họ cần tốn bao nhiêu thời gian đến diệt sát cái này hậu sinh, đại hán áo đen phải chăng có thể cuốn lấy Âu Dương Minh Nguyệt thời gian lâu như vậy, mà không để nàng thừa cơ chạy thoát. Mặc dù Âu Dương Minh Nguyệt nhìn qua thụ thương không nhẹ, khả năng không lớn đánh bại cùng là hậu kỳ đại tu sĩ đại hán áo đen, nhưng thật muốn thoát thân mà đi, chỉ bằng vào đại hán áo đen một người, cũng chưa chắc liền có hoàn toàn chắc chắn lưu lại nàng. Đối với đại hán áo đen mà nói, thôn phệ một tên Nguyên Anh hậu kỳ chính đạo đại tu sĩ Nguyên Anh tinh huyết, thế nhưng là so bất luận cái gì linh đan diệu dược đều muốn thập toàn đại bổ. Có lẽ như vậy đạt đến hậu kỳ đại tu sĩ đỉnh phong cảnh giới cũng chưa biết. Về phần kia hậu sinh huyết nhục tinh hồn, cũng là rất không tệ, thuốc bổ, tin tưởng đại hán áo đen ăn như gió cuốn về sau, tất nhiên sẽ cấp hai người bọn họ đầy đủ thù lao. Lôi linh đảo tư lão quái, cho tới bây giờ đều không phải cái hẹp hòi ra hỏa. Âu Dương Minh Nguyệt chỉ là lẳng lặng cùng đại hán áo đen rằng co, đối với cái này ba tên thất dạ giới tu sĩ cấp cao trước diệt yếu địch sách lược, không thèm để ý chút nào, mảy may đều không có muốn đi giúp một thanh manh mối, tựa hồ càng không muốn lập tức thoát thân mà đi. Ngay cả đại hán áo đen đều có chút nghi hoặc, trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn thực tế không nghĩ ra được, Âu Dương Minh Nguyệt bởi vì gì chấn định như thế tự nhiên, lòng tin mười phần. Đạo hữu họ gì đại danh, xuất từ môn gì gì phái. Nếu như cùng ta Lôi Linh Đảo có chút nguồn gốc, ngược lại cũng không phải là không thể hóa thù thành bạn.
chấm ngoặc kép, mắt thấy bên kia vẫn không có động thủ, đại hán áo đen cũng không nóng nảy, chốc lát, mở miệng hỏi. Cứ việc Âu Dương Minh Nguyệt có thương tích trong người, một đôi một, hắn cũng vẫn như cũ không có gì nắm chắc tất thắng. Đã Âu Dương Minh Nguyệt không có ý định thoát thân mà đi, đại hán áo đen từ cũng vui vẻ phải, nhàn nhã, không ngại trước kéo vài câu, việc nhà cùng bên kia thu thập trẻ tuổi hậu sinh lại nói. Âu Dương Minh Nguyệt tiếc lời nói như vàng, môi đỏ đóng chặt, không nói một lời. Nàng vốn cũng không phải là nói nhiều người. Bên kia toa, ba người cũng là yên lặng. Họ Diêm Luyện Thi hai mắt gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, chậm rãi đem hai tay giơ lên, mười ngón thon dài, móng tay thật dài lóng lánh ô ánh sáng đen chạch, một cỗ khó ngửi tanh hôi chi khí, đập vào mặt. Kim thanh sắc quang mang lóe lên, vảy rồng giáp nổi lên, vô thanh vô tức đem Tiêu Phàm toàn thân đều bao vây lại, chỉ lộ ra con mắt cái mũi cùng miệng, cũng một mực tiếp cận đối diện Luyện Thi. Tiêu Phàm mặc dù tự tin mình luyện thể chi thuật tuyệt không tại Luyện Thi cường hoành thịt dưới khuôn mặt, nhưng thân ở dị giới, hay là chú ý cẩn thận vi diệu. Huống chi, bên người còn có một tên nhìn chằm chằm điện nhân. A, à, vảy rồng giáp, Luyện Thi trong mắt tiên diễm ngọn lửa trong chớp nhoáng cấp tốc nhảy lên mấy lần. Điện nhân to lớn trên mặt, cũng lộ ra thần sắc tham lam. Diệt sát tiểu tử này về sau, coi như khác thù lao đều không có, vẻn vẹn bộ này khôi giáp, liền vẫn như cũ đầy đủ đền bù. Chương 1207, chém thành mảnh vỡ. Xuy, chấm ngoặc kép, một đạo tinh xảo kim sắc thiểm điện, từ Âu Dương Minh Nguyệt giữa ngón tay bỗng nhiên bắn ra mà ra. Không có dấu hiệu nào, Âu Dương Minh Nguyệt liền xuất thủ. Tại tất cả mọi người cho là nàng tuyệt sẽ không đoạt trước xuất thủ thời điểm, tại tất cả mọi người đang chờ Luyện Thi cùng Tiêu Phàm ở giữa thời điểm đụng chạm, Âu Dương Minh Nguyệt chợt bộc phát. Cái này một cái xuất thủ, như trước vẫn là điển hình Âu Dương Minh Nguyệt thức phong cách, nhìn như tinh xảo kim sắc phích lịch, mỗi hướng về phía trước một tấc liền lớn mạnh một phân, Âu Dương Minh Nguyệt cùng đại hán áo đen, cách xa nhau bất quá hơn 10 trượng, cái này hơn 10 trượng khoảng cách, thiểm điện chớp mắt là tới, cũng đã phóng đại vì lớn bằng cánh tay. Mang theo khiến người run sợ khí tức khủng bố. Khoảng cách gần như thế, Âu Dương Minh Nguyệt xuất thủ trước lại không có chút nào báo hiệu, đại hàn áo đen tu vi lại cao, cũng không có chút nào né tránh chỗ trống. Kim sắc phích lịch chuẩn xác vô cùng oanh chúng hắn trên đỉnh đầu, thấu thể mà vào. Oanh, một tiếng, đại hàn áo đen thân thể cao lớn nháy mắt liền nổ bể ra tới. Bị Hạo Dương thần lôi chính diện đánh chúng, kết quả như vậy không chút huyền niệm. Âu Dương Minh Nguyệt hai mắt lại bỗng nhiên bắt đầu híp mắt. Rõ ràng thân thể đã hoàn toàn nổ tung, biến thành cuồn cuộn hắc vụ, đại hàn áo đen sinh mệnh khí tức, nhưng cũng không có mảy may suy yếu, ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo. Kia làm người ta trong lòng rung động bất an bá khí, càng là tứ tán tràn ngập ra, quỷ khí âm trầm. Âu Dương Minh Nguyệt không chút do dự, năm ngón tay luân chuyển, từng đạo kim sắc phích lịch đạn nhảy bay bắn ra, nhanh chóng vô cùng ở giữa không trung bện thành một chương kim sắc lưới điện. Hướng lăn lộn phun trào sương mù màu đen, bao phủ xuống. Đối phương đã cũng là nguyên anh hậu kỳ quỷ tu, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không có trông cậy vào vừa ra tay liền có thể chế trụ hắn. Dù coi như nàng chưa từng thụ thương, ở thời kỳ mạnh mẽ nhất, cái này cũng không thực tế. Mỗi cái hậu kỳ đại tu sĩ, đều có tuyệt kỹ của mình. Lần nữa vượt quá mọi người dự kiến, kim sắc lưới điện không tốn sức chút nào. Liền đem sương mù màu đen bao khỏa trong đó, phích lịch không ngừng bên tai. Trọn vẹn thời gian một chén trà quá khứ, kim sắc lưới điện tại dần dần biến mất, lăn lộn phun trào sương mù màu đen hướng ở giữa một góc, trong nháy mắt lại hóa thành đại hán áo đen, khí định thần nhàn. Không có bị thương chút nào dấu hiệu, hắc hắc, thật là tinh thuần chí dương lôi điện. Ta liền kỳ quái hơn, tại thất dạ giới, lại có người có thể tu luyện ra dạng này tinh thuần đến cực điểm chí dương lôi điện, hơn nữa còn là một tên nữ tu. Nói thật, đạo hữu thật để ta lau mắt mà nhìn. Đại hán áo đen nhìn qua Âu Dương Minh Nguyệt, nói. Lắc đầu liên tục, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ không hiểu. Âu Dương Minh Nguyệt song mi có chút nhào lên, lạnh lùng hỏi, người tu luyện là dạng gì quỷ đạo công pháp? Nguyên bản chí dương lôi điện là thế gian hết thảy quỷ vật khắc tinh, toa ma giới quỷ tu, đối Hạo Thiên Tông. Thái ất môn những này tu luyện đến dương thần lôi tông môn, kính sợ dị thường, bình thường không dám hướng những tông môn này truyền nhân sinh sự. Nhưng mà trước mắt tên này đại hán áo đen. Vậy mà mảy may cũng không e ngại chí dương lôi điện. Càng đừng nói khắc chế, đạo hữu là biết rõ còn cố hỏi, hay là đối với chúng ta lôi linh đảo thật hoàn toàn không biết gì. Dùng thần thông sấm sét đối phó lôi linh đảo tu sĩ. Đạo hữu khẳng định sẽ thất vọng, đại hán áo đen cười lạnh nói. Có lẽ cái khác quỷ đạo công pháp đều e ngại thần thông sấm sét, nhưng lôi linh đảo tu sĩ, tuyệt đối là ngoại lệ.
Tại Lôi Linh đảo bên trên, bọn hắn không giờ khắc nào không tiếp nhận lôi điện tẩy lễ. Đối lôi điện chi lực sớm đã rất quen thuộc, cũng tu luyện ra trọn vẹn ứng đối thần thông sấm sét công pháp. Trên đời còn có dạng này kỳ lạ quỷ đạo công pháp, dù coi như là Âu Dương Minh Nguyệt nghe nhiều biết rộng, cũng là lần đầu nghe nói. Kỳ thật đại hán áo đen lời này, cũng có chút tận lực phóng đại thành phần ở bên trong. Hắn cũng chưa hoàn toàn không sợ Chí Dương lôi điện chi lực, chỉ bất quá lần này xâm nhập lôi khu, ý đồ bắt hai đầu lôi thú, hắn làm cực kỳ chuẩn bị đầy đủ, tránh xét pháp bảo tùy thân mang theo, làm hắn chống cự thần thông sấm xét năng lực nâng cao một bước. Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt âm trầm xuống, Chí Dương lôi điện cùng quỷ đạo công pháp, chính là khắc chế lẫn nhau, bây giờ nàng Hạo Dương thần lôi không làm gì được đối phương quỷ đạo thần thông, liền giờ đến phiên nàng cẩn thận. Bên này giao thủ, đem điện nhân ánh mắt hoàn toàn hấp dẫn. Đối bất luận cái gì thần thông sấm sét, hắn đều đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhưng đối Tiêu Phàm hòa luyện thi, lại cơ hồ không hề ảnh hưởng. Hai người cứ như vậy mặt đứng đối diện, gắt gao tiếp cận đối phương, ai cũng không có phân tâm đi chú ý tình hình bên kia. Trong mắt bọn hắn, chỉ có đối thủ, đây mới thực sự là chém giết gần người cao thủ, gấp chằm chằm đối phương nhất cử nhất động, tuyệt không vì ngoại giới hết thảy mà thay đổi. Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, kim thanh sắc phẩy rồng kiếm nổi lên, nắm trong tay. Dù coi như nơi đây bị thật dày mây xám nơi bao bọc, cơ hồ không có ánh nắng bắn thẳng đến xuống tới, phẩy rồng mũi kiếm lưỡi đao phía trên, vẫn như cũ lóng lánh làm cho người kinh hãi run sợ hàn mang. Cho dù ai gặp một lần phía dưới, đều tuyệt sẽ không hoài nghi thanh kiếm này sắc bén. Nếu như luyện thì muốn bằng vào nhục thân cường hoành, ngạnh giang vẩy rồng kiếm, vậy liền sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Mâu cùng thuẫn ở giữa đọ sức, qua nhiều năm như vậy, vĩnh viễn là mâu chiếm thượng phong, thế gian này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết không gì không phá mâu, cũng rất ít có hay không kiên có thể phá thuẫn. Thuẫn cường đại, vĩnh viễn đều là tương đối. Vậy cái kia cỗ luyện thi, lại không nhìn đây hết thảy, cứ như vậy hướng phía Tiêu Phàm, vội xông mà tới. Bất luận kẻ nào thấy một màn này, đều sẽ trợn mắt hốc mồm. Đây không phải nguyên anh trung kỳ giữa các tu sĩ vốn có hình thức chiến đấu. Chắc chắn không phải, chỉ có thế giới phàm tục thấp kém vô sư, mới có thể như vậy tác chiến. Nhất định là cái gì lầm, luyện thi những nơi đi qua, đất đá bay tán loạn, cháy đen đồng hồ, ngạnh sinh sinh bị hắn mở ra một đầu thổ hoàng sắc thông đạo, đồng hồ nham thạch cứng rắn thổ, đều bị nhấc lên. Tốc độ như vậy, lực lượng như vậy, lại tuyệt không phải phàm tục ở giữa vũ sư có khả năng có. Đối chiến đấu như vậy hình thức, Tiêu Phàm rất quen thuộc, không có chút nào không quen. Cổ tay rung lên, đón luyện thi liền bổ tới. Lúc này, cũng không phải đem giang hồ quy củ thời điểm, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất, giải quyết hết đối thủ. Nếu không, ai biết bọn hắn còn sẽ có bao nhiêu viện binh. Đây chính là tại thất dạ giới. Răng rắc, tại Tiêu Phàm huy kiếm nháy mắt, luyện thi tay khô héo cánh tay, bỗng nhiên tăng vọt, nháy mắt liền tới Tiêu Phàm trước mặt, năm ngón tay tùm, một thanh liền tóm lấy vảy rồng kiếm. Dù là Tiêu Phàm chém giết gần người kinh nghiệm cực kỳ phong phú, đối chiêu này nhưng cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn đã từng tại thế giới dưới mặt đất gặp phải những cái kia luyện thi, nhưng không có dạng này thủ đoạn nghịch thiên. Nếu như là song phương thúc đẩy pháp bảo đối công, xuất hiện tình hình như vậy, kia là mảy may đều không kỳ quái. Nhưng đây là chém giết gần người. Bất quá, tại thông tí quyền bên trong, cũng có cùng loại chiêu số, chỉ là tinh nghiên thông tí quyền người trong nghề, cánh tay tuyệt đối không thể có thể lập tức trở nên dài như vậy. Nhưng cái này cũng không có gì. Bị bắt lại vảy rồng kiếm cũng không quan trọng. Tiêu Phàm cổ tay rung lên, liền muốn biến chiêu. Ai ngờ, siêu, một tiếng, còm nhom luyện thi, bỗng nhiên liền đến hắn phụ cận, vậy mà là mượn nhờ vảy rồng kiếm làm điểm tựa, nháy mắt rút ngắn khoảng cách của song phương. Đang, một tiếng bạo hưởng, Tiêu Phàm chưa lấy lại tinh thần, luyện thi đã trùng điệp một quyền đánh vào lồng ngực của hắn. Giống như thiên quân cự lực bỗng nhiên đập trúng trước ngực, Tiêu Phàm không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, chân đứng không vững. Đằng không bay lên, hướng về sau bay ngã ra ngoài. Đừng nhìn cái này luyện thi còm nhom, lại là lực lớn vô cùng, dù coi như Tiêu Phàm kích phát cự linh biến thân, cũng bất quá là lực đạo như vậy. Lúc này, hắn vô luận như thế nào cũng không kịp thi triển, long tượng nặng tay. Một màn này, dĩ vãng thường xuyên tại Tiêu Phàm trước mặt phát sinh, không biết có bao nhiêu địch nhân, bị hắn thiết quyền đánh bay. Ai ngờ vừa mới đạp lên thất dạ giới thổ địa, liền bị người y dạng họa hồ lô, chỉ bất quá lần này. Bị đánh bay biến thành Tiêu Phàm chính mình. Luyện thi hào không dừng tay, như bóng với hình, truy sát mà lên, năm ngón tay như câu, hướng Tiêu Phàm cái cổ ở giữa bắt tới. Hắn sớm đã nhìn ra,
Tiêu Phàm trên thân vảy rồng giáp là một kiện dị bảo, năng lực phòng ngự cực mạnh, mình mặc dù một quyền đem Tiêu Phàm đánh bay, lại không đủ để lấy tính mệnh của hắn, thậm chí ngay cả tổn thương đều không đả thương được hắn. Cái này giáp trụ, sơ hở duy nhất, ngay tại Tiêu Phàm chỗ cổ, đây là duy nhất không có bị giáp trụ hoàn toàn bao khỏa địa phương. Vì chuyển động linh xảo tính, những địa phương này luôn luôn sẽ thiết kế phải tương đối linh hoạt, lực phòng hộ cho nên yếu bớt. Ngay một khắc này, luyện thi tại Tiêu Phàm trong mắt, nhìn thấy một vòng mỉa mai ý cười. Làm sao, luyện thi trong lòng nhảy một cái. Chẳng lẽ, người này có quỷ kế gì không thành? Chỉ là, trong lúc nhất thời, luyện thi cũng nghĩ không thông, Tiêu Phàm có thể có gì loại quỷ kế. Sau một khắc, hắn liền nghe tới, suy suy, âm thanh, thân là chém giết gần người cao thủ, luyện thi rất rõ ràng, kia là binh khí vạch phá không khí thanh âm, cái này tiếng xé gió rõ ràng như thế, chỉ nói rõ một sự kiện binh khí cách hắn đã gần trong gang tấc. Suy, một thanh kim thanh sắc vảy rồng đoản kiếm, từ trước mắt của hắn vạch một cái mà qua, trong lúc cấp thiết, luyện thi không chút do dự, đưa tay bắt tới. Hắn cái này lợi chảo, thắng qua vô số pháp bảo. Đã từng có thật nhiều về, những cái kia lấy cứng rắn chứ danh binh khí cùng pháp bảo, tại cái này lợi chảo dưới, hóa thành điểm điểm mảnh vỡ, toàn thân xương vỡ, tan thành mây khói. Kim thanh sắc quang mang lóe lên, suy, một tiếng, luyện thi chỉ cảm giác phải bàn tay của mình bỗng nhiên chợt nhẹ. Hai cây thon dài đen nhánh ngón tay, lên tiếng trả lời mà rơi, từ trên bàn tay của hắn rớt xuống. Tham gia nhập kim giao vương bản mệnh vảy rồng một lần nữa rèn luyện qua vảy rồng kiếm, kỳ phong duệ trình độ, vượt qua bất luận kẻ nào ngoài tưởng tượng. Dạng này vảy rồng kiếm, mặc dù không dám nói thật không gì không phá, nhưng không thể phá hủy đồ vật trong danh sách, hiển nhiên cũng không bao hàm luyện thi thân thể. Tất cả cứng rắn cùng cường hãn, đều là tương đối mà nói. Còn không có cùng luyện thi đối này làm ra phản ứng, lại là, suy, một tiếng vang nhỏ. Vương bát đản, chấm ngoặc kép, luyện thi hoảng sợ nhìn thấy, mình cả bàn tay, lên tiếng trả lời mà rơi. Tình hình như vậy, hắn chưa hề thấy tận mắt, từ khi đặt chân Nguyên Anh kỳ về sau, cùng người giao thủ, hắn cỗ này cường hoành vô so nhục thân, liền xưa nay không từng bị người chặt đứt qua. Nhưng bây giờ, hết thảy đều cải biến. Suy suy suy, vảy rồng kiếm cắt liên miên bất tuyệt. Không có cho đối thủ lưu lại mảy may giảm sóc chỗ trống. Trong chốc lát, 12 chuôi vảy rồng kiếm từ luyện thi trên thân thể cắt mà qua. Khó khăn lắm đem ánh mắt từ Âu Dương Minh Nguyệt bên kia thu hồi lại điện nhân, kinh ngạc nhìn thấy, bất quá ngắn ngủi một nháy mắt, mới vừa rồi còn nhảy nhót tưng bừng, uy phong lẫm liệt Diêm Nhị Ca, giờ phút này đã biến thành một đống thịt nát, thất linh bát lạc tản mát đầy đất. Cứ như vậy, bị cái này hậu sinh tiểu bối chém thành mảnh vỡ. Chương 1208, thôn phệ. Nhưng Tiêu Phàm rất rõ ràng, có thể đem luyện thi cấp bậc tu luyện tới Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới đại thành, cái này họ Diêm tu sĩ tuyệt không có dễ giết như vậy. Mặc dù tại bất ngờ không đề phòng, bị vảy rồng kiếm chém thành mảnh vỡ, nhưng không thấy phải có thể như vậy diệt sát đi. Họ Diêm tu sĩ khẳng định còn có cái khác thủ đoạn bảo mệnh. Việc cấp bách là lập tức xuất thủ, không để hắn đem đến tiếp sau thủ đoạn bảo mệnh thi triển đi ra. Nhưng vào lúc này, kia cự hình điện nhân cũng kinh hồn sơ định, một tiếng hét lên, năm ngón tay hất lên, năm đạo thô to tia chớp màu bạc, hướng Tiêu Phàm tật bổ mà tới. Cùng lúc đó, bị chém thành mảnh vỡ luyện thi tàn khu trên mặt đất ngọ nguậy, cực nhanh góp đến cùng một chỗ, trong nháy mắt, vậy mà lại lần nữa góp thành một bộ hoàn chỉnh thân thể. Đầu lâu hốc mắt chỗ sâu, ngọn lửa lấp lánh, bắn ra oán độc vô so quang mang, răng cắn phải cạc cạc rung động. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, ống tay áo lắc một cái. Kim sắc lôi quang tháp bắn ra, khoảnh khắc hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, phích lịch trận trận, lượn vòng lấy hướng năm đạo thiểm điện nghênh đón tiếp lấy. Lôi đình chí bảo, điện nhân giật nảy cả mình, gắt gao tiếp cận xoay tròn kim sắc lôi quang tháp, thần sắc trên mặt vừa khiếp sợ lại là tham lam, phảng phất không dám tin. Hắn chủ tu thần thông sấm sét, mặc dù không rõ ràng lắm lôi quang tháp lai lịch, bằng trực giác liền có thể cảm ứng được, lôi quang tháp là thế gian hiếm thấy lôi đình chí bảo. Bảo vật này cho hắn uy áp quả thực thâm bất khả chắc. Tiêu Phàm nhưng lại không đi để ý tới hắn chấn kinh, lôi quang tháp một tế ra ngoài, nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn một chút, thân thể nhoáng một cái, toàn thân xương cốt, lốp ba lốp bốp, một trận bạo hưởng, bỗng nhiên hóa thành thân cao 10 trượng cự nhân, giang rộng ra 5 ngón tay, một trưởng oanh ra. Long tượng nặng tay, một cỗ thái sơn áp đỉnh lực lượng hủy diệt, ầm vang chấn áp mà hạ. Vừa mới một lần nữa liều thành hình người họ Diêm tu sĩ lập tức quá sợ hãi. Luyện thi nguyên bản không chút biểu tình trên mặt, đều nhanh chóng lướt qua một vòng sợ hãi đến cực điểm thần sắc, không cần suy nghĩ. Dưới thân thể ngồi xổm,
hai tay giơ cao, quát lên một tiếng lớn, cạn kiệt toàn thân chi lực, cắn răng nghiến lợi nghênh kích đi lên. Oanh, hai cỗ to lớn cự lực bỗng nhiên đụng vào nhau. Phốc, một tiếng âm thanh ầm ĩ, mới ngưng tụ thành hình luyện thi. Lại một lần nữa chia năm xẻ bảy. Lần này, ngay cả giãy giụa cơ hội đều không có, trực tiếp bị oanh thành thịt nát, cốt nhục hóa thành bột mịn. Chỉ còn lại có một cái trứng gà lớn nhỏ đen nhánh ma hạch, lóng lánh hào quang màu đen, tại long tượng nặng tay uy lực dần dần tán đi nháy mắt, bỗng nhiên từ một đống thịt nát bên trong phóng lên tận trời. Ở giữa không trung lóe lên, liền muốn thuấn di mà đi. Phích lịch một tiếng, một cỗ mậu thổ thần lôi khí tức dâng lên mà ra, một con từ lôi điện tạo thành sữa bàn tay lớn màu trắng, lăng không bắt tới. Viên kia ma hạch chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng thét lên. Liền bị lôi điện đại thủ một phát bắt được, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay thu về, nháy mắt biến đến vô thanh vô tức. Điện nhân lại một lần nữa trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được mình nhìn thấy hết thảy. Thậm chí bên kia tòa đang cùng Âu Dương Minh Nguyệt giao thủ đại hán áo đen cũng sững sờ ngơ ngác một chút. Cùng điện nhân đồng dạng, khắp khuôn mặt là thần sắc không thể tin. Họ Diêm tu sĩ cứ như vậy diệt rồi. Kia cường hoành đến cực điểm luyện thi chi thể, cứ như vậy bị oanh thành thịt nát, đây là ngay cả đại hán áo đen đều khó mà làm được sự tình. Trước mắt cái này nhìn qua nhã nhặn tuổi trẻ hậu sinh, thế mà sẽ làm đến. Sau đó phát sinh tình hình, nhưng lại để Tiêu Phàm ngây người. Tư huynh, đánh không lại, đi, chấm ngoặc kép, cự hình điện nhân chỉ là chố mắt một lát, lập tức lấy lại tinh thần, quát to một tiếng, cũng không để ý tới đại hán áo đen là phản ứng gì, tiếng sét đánh bên trong. Toàn thân hóa thành một đoàn tia chớp màu bạc, không chút do dự hướng trong sơn cốc bay trốn đi. Mắt gặp tình hình không đúng, vị này vậy mà co cẳng liền chạy, ngay cả nửa điểm do dự đều không có. Đủ thấy là cái cơ linh người. Tiêu Phàm dĩ vãng thật đúng là rất ít gặp qua dạng này có thể duỗi có thể khuất người biết chuyện, mặt mũi tính được cái gì. Tự nhiên là tính mệnh quan trọng, chỉ bất quá, dưới mắt Tiêu Phàm thật đúng là không thể để cho hắn cứ như vậy chạy. Cần biết nơi này chính là thất dạ giới. Một khi tùy ý người này chạy mất, lập tức triệu tập đại lượng viện binh chạy đến vây công, bọn hắn liền thật tình cảnh đáng lo. Lập tức Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, xương chim bắn ra, đảo mắt hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, Tiêu Phàm dưới chân độn quang cùng một chỗ, phi thân đạp lên xương chim lưng, xương chim ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng, hai cánh mở ra, nhanh như điện chớp hướng na trong sơn cốc mau chóng đuổi mà đi. Cái này điện nhân lôi độn thuật xuất thần nhập hóa. Cơ hồ không tại Huệ Thiên Hào cùng hậu kỳ đại tu sĩ phía dưới, Tiêu Phàm liền không chút do dự tế ra xương chim. Biển Kiêu, đang cùng Âu Dương Minh Nguyệt giao chiến đại hán áo đen lập tức lại sững sờ ngơ ngác một chút, càng là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Biển Kiêu tại thất dạ giới uy danh, hơn xa với ngân xí đại bằng tại toa ma giới danh khí. Có lẽ bởi vì, thất dạ giới mới là Biển Kiêu chân chính hang ổ. Vượt quá Tiêu Phàm ngoài ý liệu chính là, lôi khu cấm bay chi lực. Đối Biển Kiêu cơ hồ hoàn toàn vô hiệu. Xương chim hai cánh vỗ, trong khoảnh khắc liền cùng phía trước đoàn kia tia chớp màu bạc rút ngắn khoảng cách. Điện nhân ngay tại cấp tốc chạy trốn, bỗng nhiên cảm nhận được sau lưng kia cỗ khí tức kinh khủng, liên tục không ngừng quay đầu về sau xem xét, lập tức dọa đến hồn phi thiên bên ngoài, cắn răng một cái, đem toàn thân pháp lực đề đến cực hạn, lập tức phong lôi chi thanh đại tác, tốc độ bay lại nhanh ba phân. Chỉ bất quá, hắn lôi độn thuật tuy mạnh, lại như thế nào thoát khỏi xương chim đuổi theo. Khoảng cách của song phương, từng bước một rút ngắn, Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, kim sắc lôi quang tháp nổi lên, nâng ở trong lòng bàn tay, thân tháp lôi lóng lánh, liền muốn tế ra. Hào tiểu tử, thật muốn đuổi tận giết tuyệt a, lão phu liều mạng với ngươi. Mắt thấy không chỗ có thể trốn, điện người nhất thời cũng gấp mắt, quay người cuồng hống lên tiếng. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, ánh mắt băng hàn, cổ tay rung lên. Không chút khách khí đem lôi quang tháp tế ra ngoài. Bảo tháp tại không trung xoay tròn cấp tốc, trong khoảnh khắc hóa thành mấy trượng lớn nhỏ cự tháp, đáy tháp lôi lóng lánh, một cái cự đại lôi cầu ngay tại hội tụ thành hình. Cái này điện nhân mặc dù tu luyện chính là cực kỳ cao minh thần thông sấm sét, lôi quang tháp lại là lôi đỉnh chí bảo, mặc dù không thể nói chính dễ dàng khắc chế hắn thần thông sấm sét, ít nhất cũng có thể trừ khử hắn lôi điện công kích ở vô hình. Trước đó, lôi quang tháp tuy có công năng như vậy, công hiệu không hiện. Tiêu Phàm hấp thu đại lượng thiên lôi, lại đem mậu thổ thần lôi luyện hóa một thể về sau, lôi quang tháp uy năng đi theo phóng đại, thần thông xa không phải lúc trước có thể so sánh. Hoặc là, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt đến nói, là Tiêu Phàm tiến một bước kích phát lôi quang tháp tiềm năng. Tại thủy tổ tàng bảo các, hỗn độn đồ bên trong. Tỳ Sa Môn Thiên Vương biểu thị như ý bảo tháp các loại uy năng, nhưng so dưới mắt lôi quang tháp mạnh quá nhiều.
Trước mắt lôi quang tháp, nhiều nhất phát huy không đến nửa thành chân chính uy năng. Theo Tiêu Phàm bản thân tu vi không ngừng tinh tiến vào, lôi quang tháp uy năng cũng biết một chút xíu bị khai quật ra. Đừng khinh người quá đáng. Điện nhân gầm lên giận dữ, lăn khỏi chỗ, hóa thành một đoàn ngân sắc lôi điện. Hướng Tiêu Phàm tật nhào mà tới. Oanh, cơ hồ là cùng một thời gian, lôi quang tháp dưới đáy thô to lôi trụ đánh mạnh mà hạ. Nhưng mà như vậy nhỏ xíu khác biệt, làm cho lôi trụ từ ngân sắc lôi điện một bên sượt qua người, điện nhân hiểm mà lại hiểm tránh đi lôi quang tháp mãnh kích, bỗng nhiên liền đến Tiêu Phàm trước người. Tiểu bối, người có lôi đình chí bảo thì sao? Hiện tại nhìn ngươi như thế nào ngăn cản lão phu thần thông sấm sét. Chấm ngoặc kép, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát lôi quang tháp oanh kích, điện nhân không khỏi vui mừng quá đỗi. Lôi điện đoàn bên trong hiện ra một chương mơ hồ không rõ mặt người, dữ tợn vừa cười vừa nói. Thất dạ giới tu luyện công pháp, quả nhiên cùng toa ma giới có khác nhau rất lớn. Người này bất quá chỉ là nguyên anh trung kỳ cảnh giới, vậy mà liền có thể tại lôi điện cùng thực thể ở giữa tùy ý chuyển đổi hình thể, cùng đại hàn áo đen đồng dạng có được loại này tại toa ma giới cực kỳ hiếm thấy thần thông. Tại toa ma giới thời điểm, Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ ở Hắc Uyên đụng phải quỷ ảnh tử có cùng loại bản sự. Nhưng quỷ ảnh tử chính là thành danh nhiều năm hậu kỳ đại tu sĩ, tu vi cực cao sâu, xa không phải trước mắt cái này điện nhân có thể so sánh. Điện nhân đối với mình cái này hư hóa thân thể thần thông tựa hồ cũng 10 điểm tự tin, ngân sắc lôi điện một quyển. Liền muốn đem Tiêu Phàm bao khỏa trong đó. Mặc kệ tiểu bối này lớn bao nhiêu năng lực, một khi bị mình thần thông sấm sét bao trùm. Một thời ba khắc, liền muốn lôi phải hắn kinh ngạc. Đúng lúc này, tiếng sét đánh lên, điện quang lóa mắt lóa mắt. Hai đầu lôi điện biến thành mãnh thú, từ Tiêu Phàm thể nội lao nhanh mà ra, dương nanh múa vuốt, hướng ngân sắc lôi điện đoàn nhào tới. Lôi thú, cái này sao có thể? Trong chốc lát, điện nhân cả kinh trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không dám tin. Bọn hắn lần này xâm nhập vòng cấm, liền là muốn bắt được cái này hai đầu thiên địa dị thú, ai ngờ lại từ Tiêu Phàm thể nội chui ra. Chẳng phải là nói, cái này hai đầu lôi thú đã bị Tiêu Phàm luyện hóa rồi. Đem thần thông sấm sét tu luyện tới như vậy cảnh giới, điện nhân đương nhiên biết lôi thú lợi hại. Mắt thấy hai đầu lôi thú tật nhào mà đến, điện nhân không kịp ngẫm nghĩ nữa, hét lớn một tiếng, vô số lôi điện bắn ra, đến cái đánh đòn phủ đầu. Hai đầu lôi thú đối với mấy cái này lôi điện nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp vào tới, mở ra miệng rộng, một trái một phải, hung hăng cắn điện nhân biến thành đoàn kia lôi điện, từng ngụm cắn nuốt. Xúc sinh, chấm ngoặc kép, điện nhân vừa sợ vừa giận. Ngân sắc lôi điện không ngừng loạn chiến, hiển nhiên lôi thú miệng lớn thôn vệ cho hắn tạo thành tổn hại cực lớn. Lập tức không lo được khác, một cỗ hủy diệt lực lượng bỗng nhiên bộc phát ra. Trong lúc nguy cấp, vậy mà liều lĩnh, kích phát bản mệnh chân nguyên, dự định liều mạng một lần. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo ngân sắc hồ quang điện, hướng không trung xoay tròn lôi quang tháp kích bắn đi, lôi quang tháp toàn thân quang mang lấp lánh. Tiếng sét đánh bên trong, lại là một đạo thô to đến cực điểm lôi điện ầm vang mà xuống, thoáng qua hóa thành một chương to lớn lôi võng, đem điện nhân cùng hai đầu lôi thú đều bao phủ nó hạ. Điện nhân kích phát bản mệnh chân nguyên bộc phát ra kia cỗ khí tức khủng bố, trong chớp nhoáng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hoàn toàn bị lôi quang tháp chân áp xuống dưới. Đối mặt dạng này lôi đình chí bảo, mạnh hơn thần thông sấm sét, cũng lớn thụ khắc chế. Lôi trong lưới, truyền đến điện nhân kinh thiên động địa cuồng hống thanh âm. Mặc cho hắn biến thành lôi điện đám mây tại lưới điện bên trong mạnh mẽ đâm tới, lại bị điện giật lưới một mực giam cầm, chính là xông ra không được. Chỉ có thể mắt thấy mình lôi điện hóa thân bị hai đầu lôi thú một chút xíu thôn phệ. Trong lúc nhất thời, lôi quang lóa mắt, phích lịch cuồng minh. Trọn vẹn 30 phút sau quá khứ, trong sơn cốc mới khôi phục yên tĩnh. Tiêu Phàm nâng tay khẽ vẫy, lôi quang tháp thu hồi lại, hai đầu lôi thú toàn thân hồ quang điện lập lòe, khí tức lại cường đại hơn nữa mấy phân. Điện nhân lại cứ thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ có một viên hồ quang điện lượn lờ trứng gà đại ma hạch cùng một cái màu đen chữ vật vòng tay còn sót lại. Tiêu Phàm tự nhiên không chút khách khí, nhấc tay đem ma hạch cùng chữ vật vòng tay vừa thu lại, hướng về lai lịch kích xạ mà quay về. Chương 1209, liên diệt ba địch. Xa xa, Tiêu Phàm liền nhìn thấy điện tránh lôi minh, hắc vụ cuồn cuộn, dù coi như cách đến rất xa. Cũng có thể cảm nhận được bên kia hai cỗ lực lượng kinh khủng giao chiến, ra sao chờ kịch liệt. Tiêu Phàm mình, đã trước sau cùng mấy tên hậu kỳ đại tu sĩ giao thủ qua, có thắng có thua. Nhưng lớn giữa các tu sĩ đọ sức, lại còn rất ít trực diện qua. Bất quá Tiêu Phàm cũng không phải rất lo lắng,
Đại Hán áo đen cố nhiên tu vi tinh thâm, công lực hùng hậu, Âu Dương Minh Nguyệt lại danh xưng đại tu sĩ thứ nhất, cứ việc có thương tích trong người, coi như không thể thủ thắng, tự vệ khi không ngại. Mình cái này liền chạy tới, lấy hai thứ nhất, phần thắng đem tại 8 thành trở lên. Còn không có cùng Tiêu Phàm đuổi tới, liền chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, một đoàn chói mắt kim quang, phóng lên tận trời, tựa như nổ tung một đóa kim sắc lôi điện xen lẫn mà thành mây hình nấm, lập tức cuồng phong gào thét, kim quang chướng mắt. Tiêu Phàm không khỏi hãi nhiên biến sắc, không hề nghi ngờ, đây là Âu Dương Minh Nguyệt sử xuất áp đáy hòm tuyệt kỹ. Mặc dù Đại Hán áo đen tự xưng không sợ thần thông sấm sét, nhưng cũng có cái cực hạn. Quỷ đạo công pháp, trời sinh liền bị thần thông sấm sét khắc chế. Kim sắc mây hình nấm bên trong, truyền đến Đại Hán áo đen gầm thét thanh âm. Lập tức, liền chỉ thấy một đoàn mây đen liền hướng bên này kích xạ mà tới. Tiêu Phàm cường đại thần niệm chi lực nhô ra, lập tức liền cảm ứng được bị hắc vụ bao vây lấy Đại Hán áo đen, khí tức trở nên cực không ổn định, tựa hồ thụ thương rất nặng. Bị Âu Dương Minh Nguyệt ra sức một kích, người này nếu là còn có thể bình yên vô sự, đó mới là thật quái sự. Bất quá kỳ quái là, Âu Dương Minh Nguyệt cũng không có sau đó đuổi theo. Đại Hán áo đen thế tới cực nhanh, Tiêu Phàm ống tay áo lắp một cái, 7-8 cái phù lục bắn ra, chui vào phụ cận hư không không gặp tung tích, đồng thời cổ tay khẽ đảo, viêm linh chi nhận đã nắm trong tay. Âu Dương Minh Nguyệt có thể lấy thần thông sấm sét làm bị thương người này, cũng không đại biểu Tiêu Phàm cũng có thể y dạng họa hồ lô. Riêng lấy thần thông sấm sét mà nói, dù coi như công lực của hắn lớn tiến vào, như trước vẫn là không cách nào cùng Âu Dương Minh Nguyệt đánh đồng. Người này không sợ lôi điện chi lực, không ngại lấy tinh viêm chi lực đối phó. Tiêu Phàm hai tay cầm đao, đem viêm linh chi nhận giơ lên đỉnh đầu, trong khoảnh khắc, viêm linh chi nhận màu đỏ sậm mũi nhọn liền biến thành màu lam nhạt. Chung quanh nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, ngay cả không khí đều bởi vì nhiệt độ quá cao mà bắt đầu vặn vẹo, phát ra suy suy thanh âm. Viêm linh chảm, trong nháy mắt, Đại Hán áo đen liền đến phụ cận, Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, hỏa diễm đao hướng về phía trước bổ ra, một đạo dài đến mấy trượng màu lam nhạt đao mang. Phá toái hư không, hướng na đoàn hắc vụ tật chảm mà đi. Tinh viêm chi lực, Đại Hán áo đen hô nhỏ một tiếng, bấm tay gảy nhẹ, một viên lớn bằng ngón cái màu đen viên châu đón màu lam nhạt đao mang bắn ra, tại cùng đao mang lẫn tiếp xúc nháy mắt. Màu đen viên châu bỗng nhiên vỡ ra, một cỗ khí tức cực độ băng hàn. Càn quét mà ra, ngay cả viêm linh chảm như thế nhiệt độ nóng bỏng. Đều tại trong khoảnh khắc liền bị cái này khí tức băng hàn nuốt hết, cao vài trượng màu lam nhạt đao mang. Biến mất không còn một mảnh, không gì không phá viêm linh chảm, cứ như vậy bị phá mất. Đại Hán áo đen thụ thương mang theo, mặc dù tùy tiện phá mất viêm linh chảm, cũng không dám ham chiến. Hắc phụ một quyển, liền muốn từ Tiêu Phàm bên người kích xạ mà đi. Một khi bị Âu Dương Minh Nguyệt đuổi theo, tiền hậu giáp kích. Mình liền thật sự có đại phiền toái. Đúng lúc này, trong hư không hồng quang chớp loạn, 7-8 cái phù lục nổi lên, gần như đồng thời bị kích phát, số cỗ quỷ dị đại lực, mãnh liệt mà tới. Đại Hán áo đen chỉ cảm thấy xung quanh không khí bỗng nhiên siết chặt, nháy mắt trở nên cứng như kim thiết, đem thân thể của hắn giam cầm trong đó, nửa phân cũng không thể động đậy. Ngũ hành cấm chế chi lực, Đại Hán áo đen có chút khó có thể tin kêu lên. Thân là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Hắn đối ngũ hành cấm chế chi lực có thể nói quen thuộc vô so, còn tại kim đan kỳ thậm chí trúc cơ kỳ thời điểm, đối loại này ngũ hành cấm chế chi lực dùng đến thuận buồm xuôi gió, còn lấy chi đánh bại không ít địch nhân. Nhưng từ khi đặt chân nguyên anh kỳ về sau, loại này đê giai cấm chế thủ đoạn, liền dần dần không tái sử dụng. Coi như muốn sử dụng, cũng là dùng để cấm chế những cái kia đệ tử cấp thấp, rất ít tại đồng bậc giữa các tu sĩ sử dụng loại này, thấp cùng, pháp thuật. Mà bây giờ... Tiêu Phàm lại đối với hắn tên này đường đường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ dùng ra. Đồng thời, ngũ hành này cấm chế chi lực so hắn tiếp xúc qua bất kỳ lần nào ngũ hành cấm chế chi lực đều cường đại hơn nhiều, dù coi như là hắn dạng này đại tu sĩ, vội vàng ở giữa, cũng khó có thể lập tức liền tránh thoát. Tiêu Phàm hào không tiếc rẻ, một hơi sử dụng 7-8 tấm, định thân phù. Đây không phải trước kia định thân phù, mà là dựa theo thiên diệu thần phù ghi chép, lấy ngàn linh huyết luyện chế lại một lần qua định thân phù. Uy lực mạnh, xa không phải lúc trước kia thấp trở định thân phù có thể so sánh. Liền xem như Đại Hán áo đen dạng này nguyên anh hậu kỳ quỷ tu, bất ngờ không đề phòng, cũng có thể giam cầm trong chốc lát. Cao thủ giao chiến, này nháy mắt giam cầm, là đủ cải biến kết cục. Tiểu bối, thật to gan. Đại Hán áo đen vừa tức vừa gấp, gầm thét lên tiếng, đồng thời gấp vận chân nguyên nội lực, xung kích ra ngoài. Đối phó loại này thuần túy ngũ hành cấm chế chi lực,
tốt nhất cũng là mau lẹ nhất biện pháp chính là dùng man lực xông phá rào. Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, một đoàn cho vân phi bắn mà ra, đảo mắt hóa vì một cái cao 4 thước tiểu niếp, tựa hồ có 4-5 tuổi bộ dáng, miệng mũi so sánh với lúc trước, muốn rõ ràng mấy phân, trắng trắng mập mập, cực kỳ đáng yêu. Vừa vừa từ linh thú điểm bên trong bay ra, liền hưng phấn đến, be be, gọi bậy, nhìn qua đại hán áo đen, trên mặt tròn lộ ra nhân cách hóa thèm nhỏ dãi chi ý, tựa hồ nhìn thấy một loại nào đó thập toàn đại bổ mỹ thực. Từ khi tại Hắc Huyên chi địa thôn vệ quỷ ảnh tử sông thành quỷ thân Nguyên Anh về sau, oán linh một mực tại linh thú điểm bên trong ngủ say, thẳng đến trước đó không lâu mới hồi tỉnh lại, ngoại hình bên trên phát sinh biến hóa rõ ràng, khí tức so sánh với lúc trước cường thịnh rất nhiều. Dù sao một cái Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ quỷ thân cùng Nguyên Anh, tuyệt không tầm thường quỷ vật có thể so. Quỷ linh, ngay tại vận công cưỡng ép xung kích ngũ hành cấm chế chi lực đại hán áo đen, lập tức liền cảm ứng được cỗ này đối với hắn mà nói khí tức cực kỳ nguy hiểm, gấp bận bịu ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi quá sợ hãi, sắc mặt đột biến, bật thốt lên tiếng kinh hô. Loại này trời sinh quỷ linh, trên bản chất cùng trời sinh thánh linh là ngang hàng thiên địa linh vật, đối hết thảy quỷ vật đều có trời sinh khắc chế chi lực, là tất cả quỷ đạo ác mộng của tu sĩ. Đương nhiên, cũng là bất kỳ một cái nào quỷ đạo tu sĩ đều tha thiết ước mơ đại bổ linh dược. Một khi đem quỷ linh cùng mình luyện hóa thành làm một thể, mình lập tức liền sẽ trở thành quỷ linh thân thể, đang không ngừng thôn phệ bên trong lớn mạnh chính mình. Mà lại trời sinh quỷ linh là không có thăng cấp bình cảnh, cùng trời sinh thánh linh đồng dạng, chỉ có trưởng thành hay không. Chỉ cần có thể thuận lợi sống đến trưởng thành, lập tức liền sẽ trở thành khinh thường một giới chúa tể. Chỉ bất quá lúc này, đại hán áo đen là không dám làm đại bổ linh dược mộng đẹp, hắn hiện tại muốn làm, là như thế nào mau chóng tránh thoát ngũ hành chi lực giam cầm, lập tức thoát thân. Nếu không, một khi bị oán linh cuốn lấy, lại nghĩ thoát thân liền khó như lên trời. Về phần cái này ra vẻ đạo mạo chính đạo tiểu bối, lại ám giấu giếm trời sinh quỷ linh loại này nghịch thiên chi vật, giờ phút này lại nơi nào có thời gian đến chửi ầm lên Tiêu Phàm. Be be, chấm ngoặc kép. Oán linh vừa thấy được bị ngũ hành chi lực vây khốn đại hán áo đen, lập tức hưng phấn kêu to không thôi, cũng không đi cùng Tiêu Phàm thân mật, lăng không nhất chuyển, liền biến thành một đoàn mây xám, hướng đại hán áo đen càn quét mà đi. Phá, dưới tình thế cấp bách, đại hán áo đen một tiếng quát lớn, một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại bỗng nhiên bộc phát ra, nhìn như không thể phá vỡ ngũ hành cấm chế chi lực, lập tức bị xông đến thất linh bát lạc, đại hán áo đen không chút do dự, ở trên mặt đất hóa thành một cỗ hắc phong. Phía bên phải bên cạnh sông tới. Cùng lúc đó, hắc phong bên trong lại bay ra một viên màu đen viên châu, hướng oán linh biến thành mây xám kích bắn đi. Phanh, màu đen viên châu bạo liệt, cái kia có thể đông kết hết thảy thấu xương kỳ hàn nháy mắt tràn ngập. Be be, chấm ngoặc kép, oán linh lại hưng phấn kêu to một tiếng, mây xám đảo mắt hóa thành trắng trắng mập mập tiểu niếp, miệng hơi mở, đem kia cỗ thấu xương kỳ hàn không khách khí chút nào nuốt vào bụng đi. Kỳ hàn chi ý, cứ thế biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Phàm là lấy quỷ đạo chi pháp luyện chế mà thành đồ vật, oán linh đều dùng đồng dạng biện pháp tới đối phó ăn một miếng rơi, hào nghiêm túc. Nhưng mà đại hán áo đen muốn tranh chính là này nháy mắt chậm chạp, chỉ cần có thể ngăn lại oán linh một chút, hắn liền có đầy đủ thời gian thoát thân mà đi. Oán linh mặc dù đáng sợ, nhưng ở tốc độ bay bên trên, liệu tất tuyệt không thể cùng đường đường Nguyên Anh hậu kỳ quỷ tu đánh đồng. Trên thực tế, phán đoán của hắn hoàn toàn chuẩn xác. Hắn không ham chiến, tập trung tinh thần chỉ muốn đi, oán linh vô luận như thế nào đều là đuổi không kịp hắn. Chỉ bất quá, hắn không nên quên một người. Hắn không nên quên Tiêu Phàm. Vừa mới chỉ trệ oán linh hành động, đại hán áo đen tốc độ bay chưa triển khai, liền chỉ cảm thấy một cỗ to lớn cự lực vào đầu chân áp mà hạ. Hắn là quỷ đạo tông sư, sớm đã tu luyện tới đem thân thể cùng quỷ thân tùy ý trao đổi. Cái này chính đạo tiểu bối hoành luyện công phu mạnh hơn. Đối một đoàn hắc phong, cũng là không hề có tác dụng. Lúc đầu xác thực phải như vậy, nhưng mà, Tiêu Phàm một trưởng này, lại không phải hoành luyện công phu, mà là đường đường chính chính hạo nhiên chính khí. Chuyên khắc thiên hạ nhất cắt yêu tà quỷ quái chi thuộc. Lấy Tiêu Phàm tu vi, muốn chính diện ngạnh giang một tên hậu kỳ đại tu sĩ, tự nhiên còn lực có chưa đến, nhưng chỉ cần ngăn lại hắn nhất thời bán hội, cũng vô vấn đề. Đại hán áo đen chỉ cảm thấy bốn phía đều tràn ngập đường hoàng chính đại hạo nhiên chi khí. Trong chớp nhoáng này, hắn thậm chí cảm thấy chân nguyên pháp lực đều điều động mất linh, trở nên 10 điểm ứ động. Lúc này thật sự là tình thế cấp bách liều mạng, hắc phong một quyển, một lần nữa hóa thành thân cao hơn một trượng áo đen tráng hán, gầm lên giận dữ, song trưởng hướng lên mãnh kích mà ra, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, đất rung núi chuyển. Tiêu Phàm rốt cục kiến thức đến,
Một tên nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ toàn lực xuất kích, là kinh khủng cỡ nào. Lập tức không cùng hắn liều mạng, thân thể nhoáng một cái, cấp tốc hướng một bên tránh đi. Không khỏi, làm gì cùng cao mình nhất giai đại tu sĩ đi cứng đối cứng. Một kích ép ra Tiêu Phàm, đại hán áo đen hừ lạnh một tiếng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền muốn phá vây mà đi. Lại không chút nào phát giác, một cái trắng bệch xương điểm, đã vô thanh vô tức bay đến đỉnh đầu của hắn, xoay tròn cấp tốc, qua trong giây lát hóa thành lớn gần trượng nhỏ, đón đại hán áo đen xông lên tình thế, vào đầu phủ xuống, bộ vừa vặn, lập tức nắm chặt. Đây là cái gì? Đại hán áo đen kinh hãi, kêu lên, còn không chờ hắn hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra, một đoàn mây xám đã khí thế hung hăng bao phủ xuống. Ngay sau đó, kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ liền vang vọng vân tiêu. Chương 1210, Lôi Minh Thành. Âu Dương Minh Nguyệt ngồi xếp bằng, đỉnh đầu bạch khí mờ mịt, vận công lại nhưng đã đến cực kỳ quan trọng trước mắt. Tiêu Phàm lẳng lặng đứng ở bên cạnh, không rên một tiếng. Nếu như hắn muốn ám toán Âu Dương Minh Nguyệt, dưới mắt kỳ thật đã là cơ hội tốt nhất. Bằng hắn viễn siêu cùng giai tu sĩ cường đại thần thức, Âu Dương Minh Nguyệt đến cùng là thật thân chịu trọng thương, nhu cầu cấp bách luyện hóa dược lực bảo vệ trong kinh mạch phủ còn là cố ý làm bộ, Tiêu Phàm hoàn toàn có thể phân biệt ra được. Một hơi thôn phệ hai đầu lôi thú cùng điện nhân, hắn bây giờ thực lực đại trướng, tăng thêm lôi quang tháp đối thần thông sấm sét khắc chế công hiệu, hiện tại đối Âu Dương Minh Nguyệt xuất thủ, chí ít có 8 thành trở lên nắm chắc, trọng thương nàng. Có lẽ liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết cái này đại họa trong đầu. Bất quá Tiêu Phàm lại không có chút nào muốn tính toán ra tay, chỉ là an tĩnh ở một bên vì Âu Dương Minh Nguyệt hộ pháp. Nơi này vẫn như cũ là lôi khu, đất chết, thiên địa linh khí cực kỳ mỏng manh. Âu Dương Minh Nguyệt là bất đắc dĩ mới ở đây luyện hóa linh dược, bất quá sau một lát, liền toàn thân mồ hôi rơi như mưa, đỉnh đầu bạch khí tụ thành một đoàn, thật lâu không tiêu tan. Tiêu Phàm song mi có chút nhíu lên, bỗng nhiên cong ngón búng ra, một đạo nhu hòa hạo nhiên chính khí, hướng Âu Dương Minh Nguyệt cao ngất giữa hai ngọn núi huyệt thiên trung, kích bắn đi. Xuy, một tiếng, Âu Dương Minh Nguyệt hung y khẽ đung đưa một chút, hạo nhiên chính khí liền không trở ngại chút nào xuất vào trong cơ thể của nàng. Đối Tiêu Phàm, nàng vậy mà hào không đề phòng. Tiêu Phàm dưới chân khẽ động, bắt đầu vòng quanh Âu Dương Minh Nguyệt xoay quanh tử, năm ngón tay luân chuyển, từng đạo thuần hậu thuần chính hạo nhiên chính khí, liên tục không ngừng từ Âu Dương Minh Nguyệt các nơi yếu huyệt trực tiếp tiến vào trong cơ thể nàng, tại nàng thụ thương kinh lạc bên trong nhanh chóng du tẩu. Bất quá sau một lát, Âu Dương Minh Nguyệt đỉnh đầu bạch khí liền dần dần tán đi, mồ hôi trán cũng lặng lẽ ẩn liếm không gặp, tái nhợt gương mặt xinh đẹp bên trên dần dần hiện ra hai mảnh diễm lệ đỏ hồng. Tiêu Phàm lúc này mới dừng bước, xoay người đi, nhẹ nhàng thở dốc một hơi. Vừa rồi một vòng này chế huyệt, nhìn như nhẹ nhõm, kỳ thực hao phí hắn không ít bản mệnh chân nguyên. Đối Âu Dương Minh Nguyệt dạng này một cùng một đại tu sĩ mà nói, phổ thông chân nguyên pháp lực cơ bản không có tác dụng gì. Tiêu Phàm cùng nàng ở giữa cảnh giới cách biệt quá xa, chỉ có khu động hạo nhiên chính khí bản mệnh chân nguyên mới có thể giúp đến nàng. Nếu không, chỉ là uổng phí công phu thôi. Âu Dương Minh Nguyệt chậm rãi đứng dậy, nhàn nhạt nhìn chăm chú lên hắn. Tiêu Phàm liền là nói, nơi này là thất dạ giới bèo tấm biển một nửa đảo, gọi Lôi Linh Đảo. Chúng ta bây giờ vị trí nơi này, gọi Lôi Linh Cốc. Là bèo tấm biển cấm địa, toàn bộ Lôi Linh Đảo, là bèo tấm biển lôi điện chi lực hội tụ chỗ. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Minh Nguyệt nghe được rất chân thành, những tin tức này. Tự nhiên là Tiêu Phàm từ bị diệt sát ba tên Lôi Linh Đảo tu sĩ trong biển thần thức được đến. Tên kia họ Diêm luyện thi ma hạch cùng Nguyên Anh, dưới mắt còn giam cầm tại Tiêu Phàm tụ hồn bát bên trong, Tiêu Phàm căn bản không cần vận dụng siêu hồn thủ đoạn. Oán linh ở trước mặt hắn vừa ló đầu, họ Diêm tu sĩ nguyên thần lập tức liền trở nên vô tương xứng hợp, Tiêu Phàm muốn biết cái gì, hắn liền nói cái gì. Tuyệt không có nửa phân giấu giếm, thất dạ giới địa hình, cùng toa ma giới có chỗ khác biệt. Tiêu Phàm bọn hắn vị trí Nam Châu Đại Lục, ở giữa là một mảng lớn lục địa, tứ phía toàn biển, mặt phía Bắc là Bắc Minh biển cả, phía Nam là Nam Dương biển cả. Phía Tây là Tây Mạc biển cả, phía Đông thì là Thất Long biển. Mà toa ma giới một mảnh khác Đại Lục Huyết Linh Đại Lục, thì tại Tây Mạc biển cả một bên khác, cùng Nam Châu Đại Lục cách không biết bao nhiêu ngàn tỷ bên trong xa. Từ khi ngàn năm trước kết nối hai nơi Đại Lục không gian thông đạo cùng siêu cấp truyền tống trận triệt để sụp đổ về sau, giữa hai bên liền cắt đứt liên lạc, lẫn nhau lại vô vãng lai. Dựa vào phi hành thuật bay qua Tây Mạc biển cả, kia là người si nói mộng. Rộng lớn vô ngần Tây Mạc biển cả chỗ sâu, không biết có bao nhiêu nguy hiểm ẩn núp. Dù coi như là Ngộ Linh Kỳ lão tổ,
cũng chưa từng có người làm qua điên cuồng như vậy nếm thử. Mà thất dạ giới thì là hòn đảo đông đảo, vô biên vô hạn biển cả, đem từng khối đại lục chia cắt ra đến, đại lục cùng đại lục ở giữa, cũng chỉ có thể dựa vào siêu cấp truyền tống trận bù đắp nhau. Chẳng qua nếu như tại hai phiến trong đại lục cách hải dương không phải quá mênh mông, đường xá không phải quá xa xôi, vẫn là có thể phi độn quá khứ. Thất dạ giới trên lục địa đại năng tu sĩ, cùng trong hải dương cao giai động vật biển vương giả, lẫn nhau đạt thành hiệp nghị, cho phép các tu sĩ bay qua những này, eo biển, động vật biển vương giả ước hẹn buộc bộ hạ, không hướng phi vượt biển hạp các tu sĩ xuất thủ, đồng dạng, tu sĩ cũng không thể tại eo biển bên trong săn bắt động vật biển. Nhiều năm trước tới nay, cái hiệp nghị này coi như hữu hiệu, nhưng cũng chỉ giới hạn ở vì số không nhiều mấy cái eo biển, đa số trên biển, hay là nguy hiểm trùng điệp. Bèo tấm biển chính là thất dạ giới đông bộ một chỗ biển cả, lôi linh đảo thì ở vào bèo tấm biển biên giới chỗ, so góc vắng vẻ. Vì vậy, tại toàn bộ lôi linh đảo bên trên, tu sĩ cấp cao cũng không nhiều. Lần này bị Tiêu Phàm Âu Dương Minh Nguyệt diệt sát ba người, đã là phương viên số trong vòng vạn dặm, mạnh nhất ba tên cao thủ. Trong đó họ Tư Đại Hàn áo đen, càng là lôi minh thành thành chủ, ở đây xưng tôn xưng tổ mấy trăm năm. Ai ngờ lại đụng đầu vào Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt hai cái này đại sát tinh trong tay, không hiểu thấu mất mạng. Lôi Minh Thành là ma thành, trong thành tu sĩ, lấy ma tu cùng quỷ tu chiếm đa số. Tiêu Phàm đơn giản giới thiệu một chút Lôi Minh Thành tình huống. Kỳ thật đâu chỉ là Lôi Minh Thành, toàn bộ thất dạ giới, đều là ma tu cùng quỷ tu chiếm cứ thượng phong, tu sĩ chính đạo thế lực tương đối yếu tiểu. Nhưng chính vì vậy, thất dạ giới tu sĩ chính đạo tương đối đoàn kết, tương hỗ chi viện, nhiều năm qua, cũng là có thể cùng ma tu cùng quỷ tu nhóm duy trì cái bình an vô sự cục diện. Bất quá tại giao diện đại chiến bên trong, mặc kệ là ma đạo quỷ đạo hay là tu sĩ chính đạo, lại là nhất trí đối ngoại. Đối thất dạ giới đến nói, toàn bộ toa ma giới, đều là địch nhân. Điểm này đãi không thể nghi ngờ hỏi. Nói như vậy, còn muốn dịch dung giả dạng một lần rồi. Âu Dương Minh Nguyệt đen nhánh liễu diệp lông mày có chút dương lên, tựa hồ có mấy phân không tình nguyện. Cùng Tiêu Phàm đơn độc cùng một chỗ thời điểm, Âu Dương Minh Nguyệt biểu lộ muốn phong phú rất nhiều, không giống tại trước mặt mọi người, vĩnh viễn là như vậy vân đạm phong khinh, cao cao tại thượng. Nhưng Âu Dương Minh Nguyệt hay là rất không nguyện ý dịch dung giả dạng. Cái này không chỉ là ngạo khí cùng vấn đề mặt mũi, bất kỳ cái gì một nữ nhân, nếu như đẹp đến Âu Dương Minh Nguyệt trình độ như vậy, cũng giống vậy không nguyện ý trang điểm giả dạng. Vô luận dịch dung thành bộ dáng gì, đều vĩnh kém xa nàng diện mạo như trước như vậy diễm lệ vô song. Đối đây, Tiêu Phàm ngược lại là có phần có thể hiểu được. Thiên Diệu tiên tử vì hắn dịch dung giả dạng thời điểm, thậm chí cũng chỉ cải biến khí tức của hắn, nhưng lại chưa cải biến hắn dung nhan. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Chỉ sợ chỉ có thể dạng này. Tiêu Phàm cười cười, nói. Lý giải sắp xếp giải, hiện thực về hiện thực. Âu Dương Minh Nguyệt vừa rồi chỉ là luyện hóa liệu thương đan thuốc dược lực, muốn trị tốt thương thế của nàng, hoàn toàn không phải đơn giản như vậy. Cái này Lôi Minh Thành nếu là phụ cận duy nhất thành lớn, bọn hắn nhất định phải ở trong thành dừng lại một đoạn thời gian, trừ cho Âu Dương Minh Nguyệt chữa thương, còn muốn sưu tập cần thiết tư liệu, tỉ như địa đồ loại hình. Mặt khác còn muốn rời khỏi cái này đất chết, mới có thể cảm ứng được cái khác tám người ấn ký. Dưới mắt đã không chỉ là tầm bảo vấn đề, trở về toa ma giới vấn đề, càng thêm quan trọng. Tại cái này dị giới tha hương, không ôm thành đoàn, lúc nào cũng có thể ngoài ý muốn nổi lên. Âu Dương Minh Nguyệt không tiếp tục lên tiếng. Sau một lát, hai người một lần nữa lên đường, lại đã hoàn toàn biến thành có ngoài hai người. Tiêu Phàm sắc mặt tái nhợt, tuổi chừng 40, dưới hàm không cần, thân bên trên tán phát lấy nguyên anh sơ kỳ ma tu nhàn nhạt uy áp. Hắn hay là sử dụng tam thủ ma lang ma hạch, tăng thêm thiên huyễn diện cùng thiên diệu cung bí thuật, dù coi như là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tại không có tu luyện đặc thù công pháp dưới tình hình, cũng tùy tiện không có thể nhìn thấu hắn giả dạng. Âu Dương Minh Nguyệt cũng giả dạng thành một tên dung mạo bên trong chờ bình thường ma đạo nữ tu, cùng Tiêu Phàm đồng dạng, cũng đem tu vi áp chế đến nguyên anh sơ kỳ cảnh giới, dùng lại là tại chân trời thời điểm, bị bọn hắn liên thủ một kích diệt sát tên kia nguyên anh hậu kỳ đại ma tôn ma hạch. Hai tên nguyên anh hậu kỳ đại ma tôn ma hạch, đủ để che giấu trên người bọn họ chính đạo công pháp khí tức. Cần gấp nhất chính là, Lôi Minh Thành duy nhất một tên hậu kỳ tu sĩ, đã chết tại Tiêu Phàm trong tay, chỉ ít dưới mắt. Bọn hắn tiến về Lôi Minh Thành, ngược lại là không cần lo lắng sẽ đụng phải có thể xem thấu bọn hắn thuật dịch dung ma nhân. Lôi Linh Đảo mặc dù chỉ là bèo tấm biển chỗ hẻo lánh một nửa đảo, diện tích nhưng cũng không tiểu. Trọn vẹn hai ngày sau, Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt mới xuất hiện tại Lôi Minh Thành.
Hai ngày này ở giữa, Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt lại để ý tới đến thất dạ giới cùng toa ma giới các loại khác biệt, bầu trời là vĩnh viễn màu xám, không nhìn thấy ánh nắng. Không biết vẻn vẹn Lôi Linh đảo như thế, hay là toàn bộ thất dạ giới đều là cảnh tượng như vậy. Lôi Minh Thành cũng không lớn, thậm chí còn không bằng Kim Châu Thành quy mô. Ô tường thành đen kịt cao cao đứng vững, đầy trời u u ám ám mây xám, liền phảng phất trực tiếp đặt ở trên đầu thành, khiến người gặp một lần phía dưới, liền là tâm tình phiền muộn vô so. Khó trách thất dạ giới lấy ma đạo quỷ tu chiếm đa số. Chấm ngoặc kép, nhìn xa xa đen nhánh âm trầm Lôi Minh Thành, nhìn xem đám mây kia không ngừng thoáng hiện phích lịch lôi điện, Tiêu Phàm tâm tình cũng trở nên cực kỳ không vui, thấp giọng nói. Tại hoàn cảnh như vậy ở lâu, ở sâu trong nội tâm lại dương quang sán lạn người, đều sẽ giữa bất chi bất giác bị đồng hóa, trở nên lo nghĩ táo bạo vô so. Dạng này tâm tình, dạng này tâm tính, lại có thể nào đem chính đạo công pháp tu luyện tới cảnh giới cao thâm. Nếu không ngươi cho là bọn họ vì cái gì luôn luôn hướng chúng ta tiến công. Âu Dương Minh Nguyệt lạnh nhạt hỏi ngược lại, thất dạ giới hiếu chiến căn nguyên, chỉ sợ liền cơ tại đây. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, tốt ở đây thiên địa linh khí, cùng toa ma giới ngược lại là không có quá lớn khác nhau. Hai người bọn họ vừa rời đi Lôi Linh Cốc về sau, liền cảm thấy tươi mát chi khí, so đợi tại kia đất chết muốn thoải mái nhiều. Lôi Minh Thành gác cổng quản chế cũng không nghiêm ngặt, có lẽ là bởi vì Lôi Linh đảo cô treo hải ngoại, nhiều năm chưa từng phát sinh đại quy mô chinh chiến, thủ thành đám vệ sĩ, đều lười biếng. Hai vị ma tôn đồng thời xuất hiện, thủ thành vệ sĩ từng cái kính cẩn cực kỳ, cơ hồ liền hỏi đều không dám hỏi nhiều, liền cho Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt đều cấp cho lệnh bài thông hành. Cung thỉnh hai vị ma tôn vào thành. Tại cái này vắng vẻ chi địa, hai vị nguyên anh sơ kỳ ma tôn liền đầy đủ khoe khoang. Trong thành trật tự rành mạch, không có phát sinh bất luận cái gì biến cố. Xem ra tư thành chủ bị diệt sát sự tình, trong thành tạm thời còn không biết được tình hình. Tiêu Phàm vẫn chưa triệt để diệt sát đại hán áo đen nguyên thần, còn lưu lại mấy sợi tinh hồn, có lẽ chính vì vậy, hắn bản mệnh bài hoặc là đèn trong mới một mực không có xảy ra chuyện gì khác thường. Từ khi diệt sát Âu Dương Uy bị hai tên hậu kỳ đại tu sĩ truy sát về sau, Tiêu Phàm liền trở nên càng thêm cẩn thận. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1211, Huyền Âm Lôi Linh Chi Thể. Lôi Minh Thành Tây Bộ có một cái khu vực, thiên địa linh khí nồng nặc nhất, trong thành đa số tu sĩ cấp cao, đều tại kia một vùng tu kiến động phủ của mình. Ngoại lai tu sĩ cấp cao, cũng ở bên kia thuê lại lâm thời động phủ. Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt biểu hiện được không phải 10 điểm điệu thấp, thuê lại một cái linh khí thượng giai động phủ. Thực tế Âu Dương Minh Nguyệt chữa thương cần quá nhiều thiên địa linh khí, mặc dù dùng cao giai linh thạch có thể hữu hiệu làm dịu vấn đề này, nhưng vẫn là cần thiên địa linh khí nồng đậm động phủ. May mà linh thạch tại thất dạ giới là thông dụng, Tiêu Phàm tại Đại Hàn áo đen, họ Diêm luyện thi cùng điện nhân chữ vật vòng tay bên trong, đạt được không ít kỳ chân dị bảo, cũng có số lượng không nhiều linh thạch. Dù sao ba vị này chỉ là tiến vào Lôi Linh Cốc bắt lôi thú, cũng không phải là đi xa nhà, không cần thiết đem đại lượng linh thạch tùy thân mang theo. Cho tới nay, Tiêu Phàm lấy được lớn nhất một chú tiền của Phi Nghĩa, đến từ thiên nhai biển đằng long điện lực lão quái bọn người, lúc ấy lực lão quái sư huynh đệ cùng môn hạ đệ tử, cũng định rời đi thiên nhai biển, tiến về đại tề nước tìm nơi nương tựa Hạo Thiên Tông, cơ hồ đem tất cả gia sản đều mang ở trên người, mỗi người đều mang theo mấy cái chữ vật vòng tay. Kết quả bị Tiêu Phàm một người toàn bộ vui vẻ nhận, nháy mắt liền biến thành lớn thằng giàu có. Cho nên đối với phổ thông linh thạch, Tiêu Phàm đã không thế nào nhìn ở trong mắt, ngược lại là số lượng đông đảo pháp bảo pháp khí, cấp bậc mặc dù không cao, Tiêu Phàm lại là càng nhiều càng tốt. Vô luận là Bách Hùng Bang hay là Vô Cực Môn thậm chí Thiên Diệu Cung đều có không ít đệ tử cấp thấp, những này pháp bảo pháp khí, chính là dùng được chi vật. Bất quá tại Đại Hàn áo đen ba trên thân người đạt được. Phần lớn là cao giai linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch cấp trung, chất lượng cực giai. Ngược lại để Tiêu Phàm có chút hài lòng. Hai người vừa tiến vào động phủ, Tiêu Phàm lập tức ống tay áo lắp một cái, mười mấy cái trận kỳ trận bàn bay ra, tại cửa hang bày ra trải qua nhiều lần đổi tiến vào hoa đào huyễn trận. Âu Dương Minh Nguyệt lẳng lặng mà nhìn xem hắn bận rộn, thần sắc lạnh nhạt, tựa hồ đây hết thảy đều là đương nhiên. Thiên kinh địa nghĩa, thẳng đến hai người tiến vào mật thất, Âu Dương Minh Nguyệt khoanh chân ngồi xuống. Tiêu Phàm tại hắn một bên ngồi xuống, thuận miệng nói, đại trưởng lão, mời mạch. Âu Dương Minh Nguyệt lại không nhúc nhích, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn. Hỏi, tại Lôi Linh Cốc thời điểm, vì cái gì không giết ta? Tiêu Phàm không khỏi sững sờ, đem duỗi ra tay thu hồi lại, kinh ngạc hỏi ngược lại, ta tại sao phải giết ngươi? Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ hừ một tiếng,
khóe miệng lộ ra thần sắc khinh thường, lạnh nhạt nói, cái này còn cần hỏi sao? Ngươi giết cháu của ta, việc này thiên hạ đều biết. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ, tương lai cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ giết ngươi báo thù cho hắn. Ta tương lai sẽ giết ngươi, chẳng lẽ lý do này còn chưa đủ? Tiêu Phàm liền cười, Từ Tốn nói, tương lai ngươi nhưng có thể giết ta, cũng không phải là ta hiện tại muốn giết ngươi lý do. Như thật có một ngày như vậy, Tiêu Mỗ Tử sẽ dốc toàn lực phản kích, sinh tử thắng bại, đều có thiên định, ta cũng không phải là rất để ý. Nhưng muốn ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đại trưởng lão không khỏi quá coi thường người. Âu Dương Minh Nguyệt sóng mắt lóe lên, chậm rãi đem tinh xảo thủ đoạn đưa ra ngoài. Mí mắt buông xuống, thật dài tiệp mao rung động nhẹ nhẹ mấy lần. Tiêu Phàm có thể rõ ràng mà cảm ứng được, giờ khắc này, Âu Dương Minh Nguyệt là hoàn toàn buông lỏng. Không có chút nào đề phòng chi ý. Có lẽ, Âu Dương Minh Nguyệt tin tưởng Tiêu Phàm lời nói, có lẽ là đối với mình có cực độ tự tin, coi như đem mạch môn giao đến Tiêu Phàm trong tay, cũng không sợ thụ người chế trụ. Tiêu Phàm cũng không đi tìm tòi nghiên cứu những này, lập tức duỗi ra ba ngón tay, nhẹ nhàng khoác lên Âu Dương Minh Nguyệt trắng nõn trên cổ tay trắng, hai mắt khép hờ, ngưng thần bắt mạch, sau một lát, Tiêu Phàm song mi nhẹ nhàng nhào lên, càng nhào càng chặt, trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, mới giơ ngón tay lên, bóng người lóe lên, liền đến Âu Dương Minh Nguyệt khác một bên, lần nữa vươn tay ra. Âu Dương Minh Nguyệt không rên một tiếng, đem một cái tay khác cổ tay vươn hướng hắn. Lấy Tiêu Phàm thần hồ kỳ kỹ y thuật, thế mà muốn nhiều lần bắt mạch, đủ thấy Âu Dương Minh Nguyệt tình hình dưới mắt, không phải bình thường phức tạp. Âu Dương Minh Nguyệt ngược lại là thần sắc bình tĩnh như thường, không có chút nào dị dạng. Lại trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, Tiêu Phàm song mi khóa chặt, chậm rãi đem ngón tay thu hồi, trầm ngâm một lúc, hướng Âu Dương Minh Nguyệt thoảng qua khom người một chút, thấp giọng nói, đại trưởng lão, đắc tội. Âu Dương Minh Nguyệt sóng mắt nhẹ nhàng lưu chuyển, như trước vẫn là không rên một tiếng. Tiêu Phàm tay phải ngón giữa và ngón trỏ cũng chỉ như kích, chậm rãi điểm ra, mục tiêu chính là Âu Dương Minh Nguyệt giữa hai ngọn núi huyệt thiên trung. Âu Dương Minh Nguyệt thật dài tiệp mao cấp tốc run rẩy mấy lần. Trên mặt nhanh chóng lướt qua một vòng dị dạng ửng hồng, lại vẫn không có bất kỳ cái gì động tác, cũng không nói chuyện. Tiêu Phàm ngón giữa và ngón trỏ điểm tại Âu Dương Minh Nguyệt cao ngất nhũ phòng ở giữa, một cỗ hạo nhiên chính khí chậm chậm đưa vào, đồng thời ống tay áo lắp một cái, không trung ngân quang lóng lánh, 24 mai tiểu xảo liễu diệp phi đao bắn ra, đồng loạt đinh nhập Âu Dương Minh Nguyệt toàn thân 24 chỗ đại huyệt. Âu Dương Minh Nguyệt thân thể khẽ run lên, song mi nhẹ trao lại, tựa hồ hơi có chút đau đớn. Tiêu Phàm không khỏi âm thầm kinh ngạc, 24 mai liễu diệp phi đao đâm huyệt, đúng là có chút đau đớn, cái này đâm huyệt chi pháp cùng bình thường gai huyệt chi pháp, rất có khác nhau. Nhưng ở Tiêu Phàm nghĩ đến, lấy Âu Dương Minh Nguyệt cao thâm như vậy tu vi, một chút nhói nhói, tính được cái gì? Ai ngờ Âu Dương Minh Nguyệt vậy mà liền có phản ứng. Hẳn là nàng là loại kia hiếm thấy mẫn cảm thể chất. Lấy nhạy cảm như vậy thể chất, lại tu luyện tới hôm nay cảnh giới, danh xưng Nam Châu Đại Lục Đại Tu Sĩ thứ nhất. Một chân đã đặt chân ngộ linh kỳ, thực tế hoàn toàn ra khỏi Tiêu Phàm dự kiến. Có lẽ, chính là bởi vì Âu Dương Minh Nguyệt đặc biệt, sợ đau nhức, lúc này mới không ngừng ép buộc mình trở nên càng mạnh, vì như thế, mới vĩnh viễn sẽ không bị người khi dễ, sẽ không cảm nhận được thống khổ. Tiêu Phàm lập tức liền đem cái này kinh ngạc quên sạch sành sanh, lúc này, thực tế phân tâm không được. Chỉ cần hơi có phân thần, chẩn bệnh bên trên tranh luận miễn xuất hiện sai lầm, kia thật đúng là sai một ly đi nghìn dặm. Lập tức bình tức tĩnh khí, đem trong lòng kia một tia dị dạng thu vào, khống chế hạo nhiên chính khí, chậm rãi tại Âu Dương Minh Nguyệt thể nội du tẩu, nguyên bản khôi phục bình tĩnh sắc mặt, lần nữa trở nên kinh ngạc, đồng thời vẻ kinh ngạc càng ngày càng đậm. Một mực giữ im lặng Âu Dương Minh Nguyệt bỗng nhiên từ tốn nói, không cần lại điều tra, ta rất sớm trước kia liền biết, mình là huyền âm lôi linh chi thể. Tiêu Phàm đem ngón tay thu hồi đi, hít một hơi thật sâu. Huyền âm lôi linh chi thể. Loại này linh thể chi hiếm thấy, ngay cả Tiêu Phàm đều chỉ tại Nam Cực Y Kinh trên có nhìn thấy nghe. Trong hiện thực, chưa hề đụng phải, tại Thủy Tổ Tàng Bảo Các, Tỳ Sa Môn Thiên Vương chính miệng nói cho hắn, hắn là lôi linh chi thể. Nhưng Tiêu Phàm cảm thấy Phật Tổ phán đoán suy luận là sai lầm, chí ít cũng không hoàn toàn chính xác. Trải qua nhiều năm như vậy nhiều lần bản thân điều tra, Tiêu Phàm đã có thể khẳng định trong cơ thể mình đồng thời tồn tại 9 loại khác biệt linh căn. Mà lại mỗi một loại đều cực kỳ thuần khiết, vô luận hắn tu luyện loại công pháp nào, đều là làm ít công to, một ngày ngàn dặm. Loại này cổ quái tình hình, thậm chí tại Nam Cực Y Kinh, bên trong đều không có ghi chép. Tiêu Phàm chỉ ngẫu nhiên tại một bản tàn khuyết không đầy đủ thượng cổ sách thuốc bên trong nhìn thấy qua.
cùng loại tình hình tựa hồ được xưng là hỗn độn linh thể. Hỗn độn tức vô cực, nghe nói loại này hỗn độn linh thể, bình thường mấy chục ngàn năm mới có thể xuất hiện một cái. Thậm chí từ xưa đến nay, có được hỗn độn linh thể căn bản liền là cùng một người, chẳng qua là cái này cùng là một người tại thời kỳ khác nhau tại từng cái khác biệt giao diện hiển hóa trùng sinh mà thôi. Đối loại này thần thoại truyền thuyết, Tiêu Phàm từ sẽ không coi là thật để ý, chỉ là cười trừ. Âu Dương Minh Nguyệt huyền âm lôi linh chi thể cùng thiên diệu tiên tử thiên âm chi thể đồng dạng, đều là biến dị thuần linh thể. Cùng Trần Dương loại này thuần chính kim linh thể tương đối mà nói, đều có ưu khuyết, nhưng mà đều là 10.000 có một thiên tài tu luyện. Thế nhưng là, Quý Tông Hạo Dương thần lôi, chính là nổi tiếng thiên hạ đến Dương thần lôi. Chấm ngoặc kép, chốc lát, Tiêu Phàm mới trầm giọng nói. Lôi linh thể là tu tập lôi đình công pháp nhân tuyển tốt nhất, điểm này đãi không thể nghi ngờ hỏi. Nhưng mà huyền âm lôi linh thể, lại nhất định phải tu luyện chí âm thần lôi mới có thể làm ít công to, tu luyện đến Dương thần lôi. Từ trên căn bản chính là một sai lầm, Âu Dương Minh Nguyệt khóe miệng nhẹ nhàng kéo một cái, lộ ra một tia trào phúng chi ý. Cũng không biết là tại mỉa mai đừng người vẫn là tại mỉa mai chính mình. Ta huyền âm linh thể, là ẩn tính. Lúc trước tu luyện Hạo Dương thần lôi thời điểm, người người đều nói ta là lôi linh chi thể, là trời cao chiếu cố Hạo Thiên Tông. Chính ta cũng cho là như vậy. Thẳng đến ta ngưng kết nguyên anh về sau, mới rốt cục phát hiện, ta là huyền âm linh thể. Nếu như là ngươi, ngươi sẽ làm sao? Âu Dương Minh Nguyệt hỏi ngược lại, Tiêu Phàm lại sửng sốt. Làm sao bây giờ? Nói thực ra, Tiêu Phàm nếu như đụng phải tình hình như vậy, thật đúng là không tốt quyết định. Nếu như tại mở đầu tu luyện Hạo Dương thần lôi thời điểm, liền phát hiện mình huyền âm linh thể, vậy ngược lại tốt xử lý, lập tức đình chỉ tu luyện, thay thích hợp chí âm lôi điện tu luyện. Nhưng mà đã ngưng kết nguyên anh, tốn hao trên dưới 100 năm thời gian, Hạo Dương thần lôi đã cùng mình huyết mạch tương liên, xâm nhập kinh lạc bách hải, lúc này, lại nơi nào nói là bỏ qua liền có thể bỏ qua. Tán công trùng tu, lãng phí trên dưới 100 năm khoảng chừng ngược lại là thứ yếu, có hay không còn có thể lần nữa ngưng kết nguyên anh, thật sự rất khó nói. Chí ít tại tu chân giới, còn chưa từng nghe nói qua cùng là một người có thể hai lần ngưng kết nguyên anh. Những cái kia bản thân bị trọng thương rơi xuống cảnh giới tu sĩ, cũng vẻn vẹn chỉ là công lực giảm lớn, nguyên anh vẫn chưa tiêu tán, chậm rãi đem thương thế phục hồi như cũ, lại một chút xíu khôi phục nguyên anh cảnh giới, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Cùng triệt để tán công, là hoàn toàn khác biệt hai việc khác nhau. Chố mắt một lát, Tiêu Phàm mới lần nữa khom người một chút, từ đáy lòng nói, đại trưởng lão cơ trí trời sinh, bội phục. Câu nói này không có chút nào qua loa ý nhạo báng. Quả thật phát ra từ Tiêu Phàm nội tâm. Lấy chí âm chi thể, tu luyện đến Dương thần công, thế mà có thể cô đọng nguyên anh, đạt đến tại đại thành chi cảnh, trong lúc đó gian nan khốn khổ, khó nói lên lời. Âu Dương Minh Nguyệt lại làm được, quả thật là cơ trí trời sinh, kỳ tài cái thế. Âm cực thì dương sinh, dương cực thì âm sinh, cổ kim giống nhau. Âu Dương Minh Nguyệt chậm rãi nói. Tiêu Phàm song mi nhưng lại nhẹ nhàng nhào lên, nói thế nhưng âm cực dương sinh, dương cực âm sinh. Đều có mức cực hạn. Dương chính là dương, âm chính là âm, thiên địa tự nhiên lý lẽ, ngạnh sinh sinh đảo ngược, cố nhiên có thể quản được nhất thời, lại cuối cùng khó mà lâu dài. Nếu như Âu Dương Minh Nguyệt ngay từ đầu liền tu luyện chí âm thần lôi, lấy nàng như thế hiếm thấy linh thể cùng trời sinh cơ trí, dưới mắt chỉ sợ sớm đã đột phá đến ngộ linh kỳ, mà sẽ không một mực vây ở nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, chậm chạp khó mà nâng cao một bước. Đây chính là chúng ta ở chỗ này nguyên nhân. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn hắn một cái, từ tốn nói. Tiêu Phàm trần chờ một chút, vẫn là nói, nếu như thiên hương ngọc lộ thật có trong truyền thuyết công hiệu nghịch thiên, cũng liền thôi. Vạn nhất truyền ngôn không xác thực, lại nên làm như thế nào? Lấy chí âm chi thể tu luyện đến Dương thần lôi, vốn là nghịch thiên hành sự. Có thể tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ đại thành, xem như trường hợp đặc biệt bên trong trường hợp đặc biệt. Tiêu Phàm cho tới nay đều không phải như vậy tin tưởng. Thiên hương ngọc lộ thật có trong truyền thuyết nghịch thiên hiệu quả. Âu Dương Minh Nguyệt lại nhìn hắn một cái, trên mặt hiện lên một vòng dị dạng nhan sắc. Tử sinh có mệnh, giàu có nhờ trời. Chương 1212, Linh Quan Môn. Trên bầu trời mây xám dày đặc, điện tránh lôi minh, mưa như chút nước mà hạ. Mây xám phía dưới, hai ngọn núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng vân tiêu, cực kỳ hiểm trở, khí thế khinh người. Bạo trong mưa, hai đạo nhân ảnh đứng sóng vai. Đứng tại một bên trên ngọn núi, một nam một nữ, nam thân hình cao lớn, trang phục kỳ lạ, tựa như một ít viễn cổ bộ lạc đại tư tế, nữ tương đối mà nói, dáng người muốn kiểu nhỏ rất nhiều,
ăn diện đồng dạng kỳ lạ, tựa hồ cùng nam tử là đến từ cùng một cái viễn cổ bộ lạc. Nhưng cái này hai tên, viễn cổ tư tế, trên thân, lại lộ ra cường đại linh áp, nhất là nam tử kia, rõ ràng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, nữ tử tu vi hơi thua, cũng có nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Hai người đứng thẳng tại bạo trong mưa, mặc cho to lớn giọt mưa cuồng bạo đánh vào người, không thèm để ý chút nào. Ánh mắt của hai người đều một mực nhìn chằm chằm phía trước chân trời, nam tử thần sắc bình tĩnh, nữ tử lại tựa hồ có chút lo nghĩ. Sư huynh, Phật kia sẽ từ nơi này qua a? Chốc lát, nữ tử nhịn không được trầm giọng hỏi. Nam tử nhẹ gật đầu, nói, Linh Quan Thành truyền đến tin tức, Phật kia tựa hồ muốn vượt biển mà đi. Nơi này là tiến về Phổ Cát Hải Hạp phải qua đường. Phật kia nếu như không đi Phổ Cát Hải Hạp, cũng liền thôi, bằng không mà nói, nhất định sẽ đi qua nơi này. Hừ, nếu như nó thật nghĩ vượt biển mà chạy, Phổ Cát Hải Hạp chính là duy nhất thông đạo. Lấy tình hình của nó, nếu như dám đi truyền tống trận, quả thực chính là đưa hàng tới cửa. Nữ tử hừ lạnh nói. Nam tử mỉm cười, nói chính là cái đạo lý này. Lần này Linh Quan lệnh bài, là Đại Linh Quan tự mình phát ra tới, để vợ chồng chúng ta ở đây chặn đường, liệu hẳn là sẽ không sai. Kỳ trang nữ tử nhẹ nhàng gật đầu, chốc lát, giống như là tự nhủ nói. Linh Quan trên lệnh bài bổ sung tin tức nói, Phật kia một bộ còn sống thổ ma ngẫu, lại có nguyên anh trung kỳ cảnh giới. Cái này tựa hồ khả năng không lớn a. Chúng ta Linh Quan môn tại cái này bèo tấm biển cũng coi là có phần có danh tiếng tông môn, tinh nhiên ma ngẫu nhiều năm như vậy, cũng luyện chế không ra một bộ nguyên anh trung kỳ ma ngẫu, chớ nói chi là còn sống. Chấm ngoặc kép, trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc chi ý. Nam tử cao lớn lắc đầu, nói chúng ta Linh Quan môn mặc dù không phải Vu Linh một mạch chính tông nhất truyền thừa, nhưng cũng không tính quá lệch chi nhánh. Đại Linh Quan còn tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Chúng ta luyện chế không ra nguyên anh trung kỳ cảnh giới ma ngẫu. Không phải truyền thừa không tốt, mà là thu thập không đủ nhiều như vậy quý báu vật liệu. Vô luận ma ngẫu hay là khôi lỗi, cấp bậc càng cao, càng là khó mà luyện chế. Cùng tu sĩ tiến giai đồng dạng, là trình bao nhiêu tỷ lệ giảm bớt. Tỷ như một môn phái, khả năng có mấy người đều có thể tu luyện đến kim đan hậu kỳ cảnh giới, chưa hẳn liền có người có thể đột phá sau cùng bình cảnh. Ngưng kết nguyên anh thành công. Đây cũng là thiên đạo chi lực đối tu chân giới hạn chế. Tu sĩ cấp cao quá nhiều, tu chân tài nguyên căn bản cũng không thoa phân phối. Luyện chế ma ngẫu khôi lỗi thú càng là như vậy. Cao cấp ma ngẫu cùng khôi lỗi nếu là có thể tùy ý luyện chế ra đến, nơi nào còn có những tông môn khác đường sống. Mặc kệ là nhân loại hay là thú tộc, có thể không ngừng tiến giai, là bởi vì đều là vật sống. Có trời sinh linh tính, khôi lỗi ma ngẫu đều là tử vật. Liền cần càng nhiều tài liệu chân quý để đền bù linh tính không đủ. Tiêu Phàm đem thổ ma ngẫu cảnh giới tăng lên tới nguyên anh trung kỳ, chẳng những sử dụng thổ nguyên tinh, địa nguyên trọng thạch. Vô cấu tịnh thổ những này cực kỳ hiếm thấy thổ thuộc tính vật liệu, còn tan đi vào một viên linh thạch cực phẩm. Dạng này xa xỉ, tuyệt không phải môn phái bình thường có thể có được, nhất là linh thạch cực phẩm quá hiếm có. Cho nên Đại Linh Quan đối cỗ này ma ngẫu mới để ý như vậy, không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đưa nó cầm xuống. Kỳ trang nữ tử nghĩ nghĩ, vẫn còn có chút không hiểu nhiều lắm. Nhíu mày hỏi, thế nhưng là, còn sống ma ngẫu, là có ý gì? Nam tử cao lớn cười cười, nói cái này ta cũng không phải rất rõ ràng, Linh Quan trên lệnh bài bổ sung tin tức nói đến thật không minh bạch. Bất quá ta nghĩ, hẳn là cỗ này ma ngẫu tương đối đặc biệt. Chúng ta nghiên cứu ma ngẫu nhiều năm như vậy, người có thể thấy được qua rời đi chủ nhân, đơn độc hành động ma ngẫu. Kỳ trang nữ tử lắc đầu. Nói kia không có khả năng. Ma ngẫu chỉ có hai hồn năm phách, không có chủ nhân chỉ lệnh, chính là cái tử vật, sao có thể đơn độc hành động. Nam tử cao lớn trầm ngâm nói, ta một mực đang nghĩ, có lẽ là bị người nào lâm thời đoạt xá. Chấm ngoặc kép, đoạt xá, đoạt ma ngẫu bỏ, kia làm sao có thể. Ma ngẫu là tử vật, không có nhục thân tẩm bổ, ai nguyên anh có thể tại ma ngẫu bên trong đợi lâu. Không bao lâu, liền sẽ suy yếu không chịu nổi. Cuối cùng trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Dạng này phong hiểm, ai nguyện ý đi bốc lên. Nam tử cao lớn lời còn chưa dứt, kỳ trang nữ tử liền đem đầu lắc như là phát lang chống tương tự, luôn miệng nói. Dưới mắt ta cũng không thể xác định đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cùng vật kia đến, chúng ta tận mắt chứng kiến một chút, há không liền nhất thanh nhị sở rồi. Nam tử cao lớn vừa cười vừa nói. Nói đến cũng là, bất quá, sư huynh, Đại Linh Quan chỉ là để chúng ta chặn đường vật kia. Người đem 18 âm ngẫu mang ra tới làm cái gì? Kỳ trang nữ tử lại có chút không hiểu. Kia 18 cô âm ma ngẫu,
thế nhưng là vợ chồng bọn họ hai sau cùng áp đáy hòm thủ đoạn, không đến tính mệnh du quan quan trọng trước mắt, tuyệt sẽ không dễ dàng vận dụng. Dưới mắt chấp hành như thế cái, nhiệm vụ đơn giản, trượng phu lại đem mạnh nhất đòn sát thủ đều làm sắp xuất hiện đến, thật là khiến người khó hiểu. Chặn đường, ai nói ta muốn chặn lại vật kia, ta muốn đem nó cầm xuống. Nam tử cao lớn không chậm trễ chút nào nói. Kỳ trang nữ tử giật nảy cả mình, nói, không phải đâu, sư huynh. Đây chính là đại linh quan chỉ mặt gọi tên nhất định phải, chúng ta coi như đưa nó cầm xuống, lại thế nào hướng đại linh quan bàn giao. Nam tử cao lớn cười lạnh một tiếng, nói, hắc hắc, chỉ cần chúng ta tay chân lưu loát điểm, gọn gàng mà linh hoạt đem vật kia cầm xuống, đại linh quan hỏi tới, chúng ta đại khái có thể nói cho hắn, vật kia căn bản liền không có từ nơi này qua. Chẳng lẽ hắn còn có thể điều tra phủ đệ của chúng ta không thành? Có như thế một bộ nguyên anh trung kỳ ma ngẫu nơi tay, người ta vợ chồng hai người thực lực đại trướng. Đợi ngày sau đại linh quan tọa hóa, cái này linh quan môn đại linh quan chi vị, còn không phải rơi vào trong tay chúng ta. Sư muội, người cũng đừng quên, đại linh quan niên kỷ. Chấm ngoặc kép, kỳ trang nữ tử lập tức ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, tựa hồ đối với này có phần chấp nhận, nhưng lập tức lại lo lắng, nói, vạn nhất đại linh quan biết, lại nên như thế nào. Cái kia cũng đơn giản, liền đem vật kia giao cho hắn tốt. Bất quá, chặn đường vật kia cùng bắt được nó, nhưng là hoàn toàn khác biệt hai chuyện khác nhau, dù coi như là đại linh quan, cũng không thể cứ như vậy tay không từ trong tay chúng ta lấy đi vật kia, tổng phải có điều biểu thị mới là. Nam tử cao lớn lập tức đáp, sớm đã tính trước kỹ càng. Kỳ trang nữ tử cúi đầu, cẩn thận đem việc này trước trước sau sau đều nghĩ một lần, xác nhận không có vấn đề gì, cái này mới nhẹ nhàng thở phào một cái, hoàn toàn yên lòng. Từ đầu đến cuối, hai người bọn họ đều không có thảo luận muốn như thế nào đối phó vật kia. Đối với tu sĩ khác đến nói, có nguyên anh trung kỳ tu vi ma ngẫu, tuyệt đối là một cái ác mộng, dù coi như đồng dạng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, cũng tuyệt không nguyện ý cùng ma ngẫu giao thủ. Ma ngẫu vô tri không sợ, không chiến đấu đến một khắc cuối cùng, quyết không bỏ qua. Một đôi một, cùng giai tu sĩ quả quyết không phải ma ngẫu đối thủ. Nhưng đối với bọn hắn đến nói, cái này lại mảy may không cần lo lắng. Thân là linh quan môn tu sĩ cấp cao, bọn hắn rất rõ ràng, muốn thế nào đối phó ma ngẫu. Mây xám càng thêm buông xuống, điện tránh lôi minh, mưa rơi càng thêm mãnh liệt. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu vừa đánh tới trên thân hai người, lập tức bốc hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nam tử cao lớn chỉ là chuyên chú nhìn về phía xa xa chân trời, bỗng nhiên lông mày khẽ động, thấp giọng nói, đến. Chấm ngoặc kép, kỳ trang nữ tử nghe xong, lúc này ống tay áo lắc một cái, một cỗ hắc vụ cuồn cuộn mà lên, trong khoảnh khắc liền đem hai người thân thể bao phủ hoàn toàn, tại biến mất tại chỗ e rằng hình vô tung, không có để lại nửa điểm vết tích. Trừ mưa như chút nước, cuồng phong gào thét, trong sơn cốc lại không có động tĩnh khác. Sau một lát, một đạo thổ hoàng sắc độn quang tách ra mưa to, từ chân trời kích xạ mà đến, tốc độ bay cực kỳ kinh người. Độn quang bên trong, bao vây lấy một cái cao 7 thước thổ bóng người màu vàng, chính là thần toán tử nguyên thần phụ thể thổ ma ngẫu, thỉnh thoảng hướng về sau nhìn quanh một chút, mặc dù ma ngẫu trên mặt một mảnh hờ hững, hoàn toàn không có biểu lộ, nhưng cũng nhìn ra được, thổ ma ngẫu giờ phút này tựa hồ tâm sự nặng nề. Vô luận là ở đâu bên trong, một bộ sẽ tự do hành động ma ngẫu, đều là kinh thế như vậy hãi tục. Thổ ma ngẫu tốc độ bay cực nhanh, trong nháy mắt, liền đến hai ngọn núi ở giữa, bỗng nhiên dừng lại bước chân, huyết hồng trong hai mắt, bắn ra hai đạo tinh quang, hướng bên trái vách núi quét tới, ông quát là ai lén lút tránh ở nơi đó, cút ra đây. A, một tiếng ồ ngạc nhiên thanh âm truyền ra, trên vách núi một trận gợn nước ba động, lộ ra nam tử cao lớn cùng kỳ trang nữ tử thân ảnh. Đạo hữu thật mạnh thần niệm chi lực, chấm ngoặc kép, thần toán tử ánh mắt tại trên thân hai người quét qua, liền là âm thầm thở phào một cái, cười lạnh nói, hai vị là chuyên tại chỗ này chờ đợi tại hạ sao. Các ngươi cũng là linh quan môn tu sĩ. Nam tử cao lớn càng thêm kinh ngạc, nói, đạo hữu thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn, liền tại dưới xuất thân cũng có thể liếc thấy được đi ra. Thần toán tử lạnh lùng nói, vậy thì có cái gì khó khăn, ngươi nhóm khí tức trên thân. Cùng ứng nào đó dưới mắt tạm cư cỗ này thể xác giống nhau như đúc. Xem ra các ngươi là chắc chắn sẽ không nhường đường. Thần toán tử ứng linh trạch những người nào, nháy mắt liền đem thế cục thấy nhất thanh nhị sở. Nam tử cao lớn mỉm cười nói, nguyên lai là đáp bạn, thất kính. Ta thầm nghĩ bạn kỳ thật hiểu lầm, ngu phu phụ đối đạo hữu cũng vô ác ý. Chỉ là tại hạ nghiên cứu ma ngẫu nhiều năm, đạo hữu loại tình hình này thật đúng là lần đầu kiến thức, vì vậy trong lòng nghi hoặc,
nghĩ mời đạo hữu đi Hàn Xá nấn ná mấy ngày, tốt hướng đạo hữu thỉnh giáo quả nhiên. Mặc dù Ứng Linh Trạch nguyên thần giấu ở thổ ma ngẫu thể nội, trong lúc nhất thời không phát hiện được là cảnh giới cỡ nào, nhưng người này có thể nhẹ nhàng như thường điều khiển một bộ nguyên anh trung kỳ thổ ma ngẫu, thần thức cường đại, không cần phải nhiều lời. Ứng Linh Trạch cười lạnh một tiếng, nói, loại này nói nhảm, các ngươi hay là giữ lại đi dỗ tiểu hài tử tốt. Ứng nào đó không có thời gian cùng các ngươi nói mò. Một câu, để hay là không nhường, thần toán tử Ứng Linh Trạch tại Nam Châu Đại Lục đại danh đỉnh đỉnh. Chính là vạn người kính ngưỡng, cao nhân, ngôn từ ở giữa lại không chút khách khí, thô tục vô so. Chỉ có nghe lần này ngôn ngữ, lại có ai có thể nghĩ tới, vị này thế mà là danh xưng Bắc Địa thần toán thứ nhất đại tông sư. Kiên trì chính là thắng lợi tháng đầu xuân mùa, luôn luôn muốn đi ra ngoài đi một chút. Nhìn xem ngoài phòng ánh nắng, trong lòng xúc động thật sự là kìm nén không được a. Tiểu hài cũng nghỉ, ra ngoài đi một chút, tốt bao nhiêu thân tử hoạt động. Lão đĩa bánh cái này sớm đã bị phàm trần thế tục ô nhiễm phải rối tinh rối mù tâm linh, có lẽ cũng có thể được một điểm tịnh hóa, hắc hắc. Thế nhưng là nguyệt phiếu gấp đôi a, một chương chống đỡ hai tấm a. Ta nếu là lúc này một lười biếng, người ta đảo mắt liền thanh ta vung phải cái bóng không gặp. Cái này xoắn suýt, được rồi, đã lựa chọn làm viết lách, vậy vẫn là thành thành thật thật ghé vào trên bàn phím đi, cái khác, ngẫm lại được. Chỉ muốn kiên trì cố gắng, thiên đạo chắc chắn thủ cần. Bốn canh đã dâng lên, nguyệt phiếu nhưng có. Chương 1213, 18 âm ma ngẫu. Người này coi là thật không biết tốt xấu, đều đã thành kẻ liều mạng, hay là hung ác như thế hoành phách nói, chẳng lẽ vợ chồng ta sợ ngươi sao? Nam tử cao lớn còn thì thôi, kỳ trang nữ tử giận tím mặt, quát. Không sợ càng tốt hơn, Ứng Linh Trạch là thật không có thời gian cùng bọn hắn tại cái này vô ích, ai biết đám kia bám dai như đỉa truy binh lúc nào sẽ đuổi đi lên. Hai tháng này, hắn cơ hồ một khắc không đứng ở trên đường chạy trốn, tránh né linh quan môn những cái kia điên cuồng linh tu đuổi bắt. Ai ngờ chẳng những không có vứt bỏ bọn hắn, ngược lại bị càng quấn càng chặt. May mà cỗ này thổ ma ngẫu lúc trước tan tiến vào viên kia linh thạch cực phẩm, linh lực dồi dào, đủ để trèo chống hai tháng này đào vong cùng chiến đấu, bằng không mà nói, thật đúng là muốn thúc thủ chịu trói. Bị đuổi đến quá gấp, hắn cơ hồ ngay cả một lần nữa luyện hóa linh thạch bổ sung linh lực thời gian đều không có. Trước mắt cái này hai tên linh tu, bất quá một tên trung kỳ tu sĩ một tên sơ kỳ tu sĩ, Ứng Linh Trạch căn bản liền không nguyện ý cùng bọn hắn nói nhảm, sớm một chút giải quyết bọn hắn, vội vã bay qua Phổ Cát Hải Hạp, hướng Lôi Linh Đảo bên kia xuất phát mới là chính đồ. Hắn có thể cảm ứng được Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt ấn ký ngay tại Lôi Linh Đảo bên kia, chỉ cần ba người tụ hợp, tự nhiên là nhiều mấy phân sức tự vệ. Tiếp chiêu đi, một trận linh sáng lóng lánh. Ứng Linh Trạch trong tay cầm hai viên to lớn thổ hoàng sắc cự trùy, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo thổ hoàng sắc gió lốc, liền hướng kỳ trang nữ tử mãnh kích mà đi. Đặt trước kia, thần toán tử là thật không thích ứng dạng này đấu pháp, thực tế cũng quá cấp thấp, có sai lầm hắn đường đường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ mặt mũi. Thế nhưng cùng thổ ma trùng hợp ngẫu nhiên thể khoảng thời gian này, Ứng Linh Trạch ngược lại là chậm rãi cảm giác ra loại này đấu pháp chỗ tốt tới. Thổ ma ngẫu ưu thế lớn nhất chính là lực lớn vô cùng, đồng thời tự thân năng lực tái sinh kinh người, rất khó bị bình thường phương pháp triệt để phá hủy. Có cái này hai đại ưu thế, chém giết gần người, đón đánh cứng rắn nện. Ngược lại thành tốt nhất hình thức chiến đấu. Rất nhiều cùng giai tu sĩ, chính là bị thổ ma ngẫu loại này nhìn như dã man, không có biến hóa chút nào cũng không có chút nào hậu thủ vụng về chiêu thức đánh bại. Thường thường mấy hiệp xuống tới, liền ngăn cản không nổi, chỉ có thể chạy trối chết. Cái này hai tên linh tu xem xét cũng không phải là loại kia am hiểu chém giết gần người luyện thể tu sĩ. Hừ, kỳ trang nữ tử không kinh hoàng chút nào, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Ứng Linh Trạch một chút. Tựa hồ đối với hắn dạng này chiêu thuật sớm nằm trong dự liệu, chỉ là hừ lạnh một tiếng, phối hợp ống tay áo lắp một cái, chỉ thấy một đám bóng đen nổi lên, còn không đám người thấy rõ ràng là loại nào sự vật, liền hướng bốn phương tám hướng bay đi. Nam tử cao lớn thân thể nhoáng một cái. Liền ngăn ở thê tử trước người. Vỗ bên hông, một cái treo tiểu xảo áo ra liền bay dương mà lên, nam tử cao lớn chộp trong tay, hướng xuống khẽ đảo, lập tức, ào ào tiếng nước chảy đại tác. Một cỗ trắng bóng sóng nước, từ trong túi ra đổ xuống mà ra, đảo mắt liền biến thành cuồn cuộn sóng lớn, hướng về thổ ma ngẫu càn quét mà đi. Cái này áo ra nhìn qua cực kỳ cổ phác, thậm chí là rách nát không chịu nổi, không chút nào thu hút. Ai ngờ lại là một kiện hiếm thấy thủy thuộc tính dị bảo. Lộ ra cực kỳ cường đại linh áp, dường như không đang tìm thường pháp bảo cực phẩm phía dưới. Ngũ hành sinh khắc,
mậu thổ khắc quỷ thủy, nhưng mà cái này cuồn cuộn sóng lớn càn quét mà đi. Nháy mắt liền đem thổ ma ngẫu biến thành màu vàng gió lốc bao phủ trong đó, làm cho cực kỳ nhanh nhẹn thổ ma ngẫu động tác lập tức trở nên chậm chạp vô so. Nam tử cao lớn gặp một lần thủy thuộc tính pháp bảo công kích hữu hiệu, lập tức đại hỉ, miệng lẩm bẩm, trong tay từng đạo pháp quyết đánh ra, chỉ thấy cuồn cuộn sóng lớn bên trong, hiện ra từng cỗ thân cao hơn một trượng, diện mục mơ hồ không rõ thủy nhân, tay cầm trong suốt đao súng kiếm kích, nhao nhao hướng xuống đất ma ngẫu công sát mà đi. Những này nước trên thân người lộ ra một cỗ vu linh tà khí, rõ ràng là từng cỗ nước ma ngẫu, mặc dù cấp bậc không cao, chỉ có kim đan sơ trung kỳ cảnh giới, nhưng đều là từ một món pháp bảo diễn hóa mà đến, bên này vô cùng ghê gớm. Thổ ma ngẫu dày đặc thân thể bị hồng thủy một thấm, lập tức liền biến thành bùn loãng, rơi li li, biết bao dính. Nếu như là phổ thông hồng thủy, thổ ma ngẫu tự nhiên không sợ hãi chút nào, nhưng cái này thủy thuộc tính pháp bảo. Lại là nam tử cao lớn chuyên môn tế ra tới đối phó thổ ma ngẫu đòn sát thủ một trong, há có thể cùng bình thường hồng thủy đánh đồng. Mười mấy cỗ nước ma ngẫu tay cầm đao súng kiếm kích đánh tới, thổ ma ngẫu lại không có chút nào kháng cự chi lực, trong khoảnh khắc liền bị chém thành từng đoàn bùn loãng ba, hòa tan tại cuồn cuộn hồng trong nước. Mắt thấy thổ ma ngẫu bị chém vỡ, nam tử cao lớn lại không chút nào nhẹ nhõm chi ý, sắc mặt ngược lại trở nên càng thêm ngưng trọng, miệng lẩm bẩm, trên tay pháp quyết liên tục đánh ra. Cuồn cuộn hồng thủy lập tức nhao nhao hướng dưới chân đại địa chui vào. Sau một lát, thổ ma ngẫu thân hình cao lớn từ hơn 10 trượng bên ngoài hiển lộ ra, trên thân vẫn như cũ rơi li li, nước đọng chưa khô. Thuật độn thổ chính là thổ ma ngẫu sở trường nhất tuyệt chiêu một trong, nam tử cao lớn đã sớm phòng bị đến một chiêu này, cho hắn đến cái tiên hạ thủ vi cường. Rất tốt, ta cũng không nghĩ tới, các ngươi vậy mà đã sớm chuẩn bị. Chấm ngoặc kép. Thổ ma ngẫu trên mặt màu đỏ ánh mắt hướng bên này quét qua, lạnh lùng nói. Nam tử cao lớn cười ha ha một tiếng, nói, đáp bạn mặc dù pháp lực cao thâm, vợ chồng ta lại là linh quan môn linh tu, khác không dám nói, đối ma ngẫu có thể nói tinh thông cực kỳ. Đáp bạn đã phụ thể tại ma ngẫu phía trên, muốn từ vợ chồng ta lòng bàn tay chạy thoát, sợ là có chút khó khăn. Ta cả đời này, không có khác, liền nghiên cứu cái ma ngẫu. Hừ hừ. Dựa vào một kiện nho nhỏ thủy thuộc tính bảo vật, liền cho rằng có nắm chắc tất thắng ha. Ứng Linh Trạch cười lạnh một tiếng, đạo hữu đừng bảo là miệng, có thể thắng được chúng ta lại nói. Chấm ngoặc kép, nam tử cao lớn hắc hắc cười lạnh, trên tay không ngừng chút nào, pháp quyết ngay cả điểm đánh ra, chỉ thấy bốn phía bỗng nhiên từ lòng đất xông ra từng đạo thô to cột nước, lấy thổ ma ngẫu làm trung tâm, dần dần hình thành một cái từ to lớn suối phun tạo thành vòng tròn, đường kính hơn 20 trượng. Đem thổ ma ngẫu xong bao vây hết trong đó. Bên này đánh cho náo nhiệt, kỳ trang nữ tử nhưng thủy chung chính mắt cũng không nhìn chúng một chút, chỉ là hai mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm, trong tay cầm một cái màu vàng sậm cũ nát đồng linh, phát ra đinh linh linh tiếng vang, nghe vào trong tai, có chút quái dị. Ngay sau đó, kia từng đạo thô to cột nước, hóa thành từng cỗ nước ma ngẫu, dương cung lắp tên, đồng loạt nhắm chuẩn thổ ma ngẫu. Phóng, nam tử cao lớn miệng bên trong một tiếng quát nhẹ. Nước ma ngẫu nhẹ buông tay, mấy chục đạo thô to thủy tiễn, hướng vây ở trung ương thổ ma ngẫu kích bắn đi. Điêu trùng tiểu kỹ, cũng dám bêu xấu. Chấm ngoặc kép, Ứng Linh Trạch hừ lạnh một tiếng, thổ ma ngẫu trong hai mắt hồng quang lóe lên, liền muốn thi triển tuyệt kỹ, bỗng nhiên ở giữa, lại chỉ cảm thấy đầu não một choáng, vậy mà thần hồn lay động, toàn thân linh lực không ngưng tụ lên nổi, chiêu thuật vừa mới thi triển đến một nửa, liền tự động tán đi. Mấy chục đạo thủy tiễn phóng tới. Lập tức tại thổ ma ngẫu trên thân bắn ra mấy chục cái lỗ thủng, đảo mắt hóa thành một bãi bùn loáng, khô tàn trên mặt đất. Nhanh, trấn áp thần hồn của hắn. Nam tử cao lớn sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, hai tay liền động, toàn thân pháp lực lượng đem hết sạch ra, hồng thủy đại trận hướng ở giữa một chút xíu áp xúc mà đi. Trong lúc này, tựa hồ hắn đã chiếm hết thượng phong, đánh cho thổ ma ngẫu hoàn toàn không có sức lực chống đỡ, nhưng mà hắn trong lòng hiểu rõ, vẻn vẹn chỉ bằng một món pháp bảo. Quả quyết không có khả năng chân chính ép kềm chế được dạng này cao giai thổ ma ngẫu, dưới mắt chỉ là tạm thời cầm giữ hành động của nó thôi. Chân chính đòn sát thủ, vẫn là hắn áp đáy hòm 18 cô âm ma ngẫu. Nghe tới trượng phu thúc giục, kỳ trang nữ tử bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, phốc một tiếng, phun ra một ngụm lớn máu tươi, lập tức hóa thành một đoàn tiên diễm huyết vụ, tràn ngập ở trong hư không, trong khoảnh khắc liền bị trong tay nàng màu vàng sậm cũ nát đồng linh hấp thu sạch sẽ. Kia cũ nát đồng linh lập tức quang hoa đại phóng, đinh linh linh, tiếng chuông càng thêm thanh thúy, tràn đầy khí tức tà ác. Cùng lúc đó, 18 cái tiểu đồng linh cũng tại hồng thủy đại trận bên ngoài nổi lên,
chính là lúc trước nữ tử áo đen thả ra kia một đống màu đen sự vật, lại là 18 cái màu vàng sậm tiểu đồng linh, đồng thời phát ra, đinh linh linh, giòn vang, cùng kỳ trang nữ tử trong tay đồng linh hô ứng lẫn nhau. Cứng rắn mặt đất, đất vàng đá vụn cuồn cuộn, từng cỗ đen như mực hình người ma ngẫu, từ dưới mặt đất phá đất mà lên. Những này hình người ma ngẫu vóc dáng kiểu nhỏ, phong nhũ kiểu đồn, vậy mà cực giống trần như nhộng tuổi trẻ thiếu nữ, chỉ là khuôn mặt mơ hồ vặn vẹo, lộ ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ. 18 cỗ đen nhánh thiếu nữ ma ngẫu, hai tay ôm ngực, miệng bên trong phát ra rên rỉ cực kỳ thống khổ tiếng kêu thảm thiết, cùng đỉnh đầu đồng linh tiếng chuông hô ứng lẫn nhau, tà mị vô so. Vừa mới bị nước ma ngẫu bắn thành một bãi bùn loãng thổ ma ngẫu, nhưng lại dần dần hướng một chỗ hội tụ, dần dần ngưng tụ thành hình. Kỳ trang nữ tử thấy thế, trong mắt tàn khốc lóe lên, chu cái miệng nhỏ, lại là một ngụm máu tươi phun ra, hóa thành huyết phụ, bị cũ nát đồng linh hấp thu sạch sẽ, kia đồng linh mặt ngoài càng thêm máu mịt mờ, mùi máu tanh xông vào mũi, tiếng chuông lại càng thêm cấp bách. Liên tiếp phun ra hai ngụm máu tươi, kỳ trang nữ tử nguyên bản hồng nhuận hai gò má biến thành màu trắng bệch, trơn bóng trên trán, mồ hôi gợn sóng mà hạ. Hiền thấy như vậy không tiếc chân nguyên thôi động pháp bảo, làm nàng nguyên khí tổn hao nhiều. Nhưng muốn lấy một bộ nguyên anh trung kỳ ma ngẫu, không dưới điểm huyết vốn, quả quyết không được. Vừa mới ngưng tụ thành hình thổ ma ngẫu tại 18 cỗ âm ma ngẫu công kích phía dưới, lần nữa trở nên lung lay sắp đổ. Nam tử cao lớn thấy thế, lập tức thúc động trong tay pháp bảo, mấy chục cỗ nước ma ngẫu một lần nữa dương cung lắp tên, chuẩn bị lại một lần nữa xuất thủ. Hắn tin tưởng, chỉ cần lại vì thê tử tranh thủ một chút thời gian, tại âm ma ngẫu tấn công mạnh phía dưới, chiếm cứ thổ ma ngẫu cái kia đạo nguyên thần, nhất định duy trì không được. Cùng diệt sát người này nguyên thần về sau, thổ ma ngẫu liền dễ như trở bàn tay. Hắc hắc, rất tốt, lão tử ngược lại là không nghĩ tới, các ngươi hai cái này tiểu bối, còn có dạng này yêu tà thủ đoạn. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, lung lay sắp đổ thổ ma ngẫu miệng bên trong phát ra nghiến răng nghiến lợi tiếng cười, rét căm căm, nghe được lòng người bên trong phát mao. Bất quá, dựa vào loại này hạ lưu thủ đoạn, liền muốn đánh bại ta ứng linh trạch, kia là mơ mộng hão huyền. Không tốt, hắn muốn liều mạng. Sư muội, chấm ngoặc kép, nam tử cao lớn sắc mặt lập tức biến, cao giọng quát. Kỳ trang nữ tử cắn răng một cái, trên mặt hốt nhiên nhưng hiện ra hai bôi cực không bình thường đỏ ửng, miệng hơi mở, cái thứ ba máu tươi phun tới. Đây là đang liều mạng. Đúng lúc này, một cổ bá đạo tuyệt luân khí tức khủng bố, bỗng nhiên từ thổ ma ngẫu thể nội bộc phát ra, nháy mắt đã đột phá nguyên anh trung kỳ ràng buộc, bay thẳng hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới. Đây là có chuyện gì? Chấm ngoặc kép, nam tử cao lớn lập tức trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên muốn tuyệt chi sắc. Chương 1214, bản mệnh tiền tài. Cái này thổ ma ngẫu rõ ràng chỉ có nguyên anh trung kỳ cảnh giới, làm sao lại bộc phát kinh khủng như vậy khí tức cường đại. Bất quá lúc này, đã dung không được hắn nghĩ lại. Nháy mắt trước mắt kim quang lóa mắt sinh huy. Một kiện tròn dẹp hình pháp bảo, bắn ra, giữa không trung phi tốc xoay tròn, đón gió phồng lớn, trong nháy mắt, liền biến thành mấy trượng chi cự. Nhìn kỹ lại, nam tử cao lớn cùng kỳ trang nữ tử cũng không khỏi phải trợn mắt hốc mồm. Cái này kim quang lóng lánh cự hình pháp bảo, vậy mà là một cái tiền tài. Phàm tục thế giới lưu thông sử dụng, thường thấy nhất tiền hình tròn phương lỗ. Phàm là thế tục giới tiền, cho tới bây giờ liền chưa từng thấy qua khổng lồ như vậy, hơn nữa còn tản mát ra cường đại như thế khủng bố uy áp. Cơ hồ tại trong nháy mắt, nam tử cao lớn cùng kỳ trang nữ tử liền có thể xác định, đây là một kiện pháp bảo cực phẩm, mà lại là uy lực mạnh nhất cái chủng loại kia, tính được là nhất thượng đẳng pháp bảo cực phẩm. Về phần phỏng chế thông huyền linh bảo, hai người bọn họ chưa bao giờ thấy qua, tự nhiên là không cách nào phán đoán. Trên thực tế, đây là thần toán tử bản mệnh pháp bảo, mà lại là một kiện phỏng chế thông huyền linh bảo. Thần toán tử năm đó chính là nương tựa theo cái này phỏng chế linh bảo cùng đỉnh cấp thuật bói toán, mới lấy may mắn đào thoát đại giáo tôn đuổi bắt, chạy trốn tới Hắc Huyên, lưu phải một mạng. Tại cái này dị giới tha hương, bởi vì lo lắng gây nên thất giả giới tu sĩ ngấp nghé, cho tới nay, thần toán tử đều chưa từng đem cái này pháp bảo cường hãn tế ra tới. Nhưng là dưới mắt, hắn lại không lo được nhiều như vậy. Hai người này tu vi mặc dù không tính quá cao, lại có được âm ma ngẫu dạng này chuyên môn khắc chế thần hồn chi lực tà vật, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, thần toán tử đều bọn hắn đạo nhi. Lại không tế ra mạnh nhất pháp bảo, làm không tốt liền muốn ở chỗ này lật thuyền trong mương. Lại nói, chỉ muốn tiêu diệt hai người này, xông ra đạo này sơn cốc, bên ngoài mấy vạn dặm. Chính là phổ cắt hải hạp, vượt qua phổ cắt hải hạp, liền có thể đến lôi linh đảo,
cùng Âu Dương Minh Nguyệt Tiêu Phàm hai người tụ hợp. Sư muội, cẩn thận. Sau một khắc, nam tử cao lớn liền nhìn ra, viên kia to lớn tiền tài. Là hướng về phía vợ hắn đi, âm ma ngẫu là khống chế tại trong tay nàng, nàng tự nhiên cũng liền trở thành mục tiêu công kích chủ yếu. Nam tử cao lớn dưới chân khẽ động, liền muốn hướng thê tử bên kia dựa vào, vợ chồng hai người cùng một chỗ chống cự cái này khủng bố đến cực điểm pháp bảo. Chỉ tiếc, thần toán tử sao chịu cho hắn cơ hội như vậy. Nhưng vào lúc này, nam tử cao lớn đã cảm ứng được khác một cỗ cường đại mùi huyết tinh, bỗng nhiên đến đỉnh đầu của mình. Dưới sự kinh hãi, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một viên màu đen ấn tỷ, mấy trượng lớn nhỏ, đen thùi lùi treo trên mình không. Xoay chậm chậm, toàn thân đều tản mát ra tà ác chi cực mùi huyết tinh. Chính là thổ ma ngẫu bản thân luyện hóa sau, bá long tỷ. Cái này bá long tỷ bản thân mặc dù bất quá là kiện phỏng chế pháp bảo cực phẩm, nhưng ở thiên tuyệt đạo nhân nhiều năm rèn luyện phía dưới, tại tấc vuông trong biển chấn sát động vật biển vô số. Cũng chấn sát qua không ít nhân loại tu sĩ, sớm đã dính đầy máu tươi. Uy năng chi lớn, không đang tìm thường pháp bảo cực phẩm phía dưới. Lấy thổ ma ngẫu đại lực, vào đầu chấn áp mà xuống, nam tử cao lớn dưới chân rốt cuộc di động không được mảy may. Chỉ có thể ngưng thần tĩnh khí, toàn lực ứng đối. Bên kia toa, to lớn tiền tài nháy mắt liền tới kỳ trang nữ tử đỉnh đầu, khí tức càng thêm khủng bố. Kỳ trang nữ tử quá sợ hãi, không lo được lại thôi động âm ma ngẫu tấn công địch, chu cái miệng nhỏ, phun ra một kiện nho nhỏ huyết sắc tấm thuẫn, đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt hóa thành vài thước lớn nhỏ, huyết quang mịt mờ, liền muốn trổ hết tài năng, hộ phải tự mình chu toàn. Lúc này, chỉ thấy đỉnh đầu tiền tài bỗng nhiên quang hoa đại phóng, nháy mắt hóa thành vô số lớn bằng ngón cái tiểu nhân tiểu tiền. Nhao nhao hướng kỳ trang nữ tử chút xuống, như là dưới một trận tiền mưa, trong chốc lát liền đem kỳ trang nữ tử thân hình hoàn toàn bao phủ. Sư muội, chấm ngoặc kép, nam tử cao lớn một bên liều mạng chống cự lấy bá long tỷ, một bên kêu to lên. Hắn nhưng là rất rõ ràng, sư muội thu vi so với mình thấp một cảnh giới, chân thực sức chiến đấu càng là thấp một cảnh giới cũng không chỉ. Linh quan môn linh tu, hơn phân nửa sức chiến đấu đến từ tự luyện chế cùng trưởng khống ma ngẫu, nếu như là đơn đả độc đấu. Bình thường không phải môn phái khác cùng giai tu sĩ đối thủ. Kỳ trang nữ tử tại luyện chế ma ngẫu bên trên thiên phú phi phàm, tu chân thiên phú lại chỉ bình thường, tu luyện vốn là loại kia uy lực cực kém, lại hết sức dễ dàng tiến giai công pháp. Vì nhanh chóng sách cảnh giới cao, để luyện chế ra uy lực càng lớn ma ngẫu. Huống chi, nàng vừa rồi liên tiếp 3 lần cưỡng ép thôi động âm ma ngẫu, chân nguyên tổn hao nhiều. Dưới mắt lại bị một kiện uy lực lớn đến không hề tầm thường pháp bảo cực phẩm vây quanh. Tự nhiên là giữ nhiều lành ít. Nam tử cao lớn còn chưa kịp cứu viện, liền chỉ nghe khôn cùng tiền trong mưa truyền đến kỳ trang nữ tử tiếng kêu thảm thiết, mà lại chỉ gọi nửa tiếng, liền là im bặt mà dừng. Sư muội, nam tử cao lớn kinh hãi. Trong nháy mắt này, hắn đã không cảm ứng được kỳ trang nữ tử khí tức. Mặc dù biết rõ lần này là giữ nhiều lành ít, cũng rốt cuộc không nghĩ tới, kỳ trang nữ tử vậy mà vẫn lạc phải nhanh như vậy, để hắn ngay cả nửa điểm cứu viện cơ hội đều không có. Ngay sau đó, đầy trời tiền mưa vừa thu lại, một lần nữa hóa thành một viên kim quang lóng lánh cự hình tiền tài, chỉ thấy nguyên mà trở nên sạch sẽ, kỳ trang nữ tử sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chẳng những hài cốt không còn, thậm chí ngay cả nguyên anh đều không có trốn tới một tia nửa sợi, bị diệt sát phải cực kỳ sạch sẽ triệt để, nửa điểm vết tích đều chưa từng lưu lại. Thổ bóng người màu vàng lóe lên, thổ ma ngẫu một lần nữa tại mấy trượng bên ngoài ngưng tụ thành hình, kỳ trang nữ tử đã từng tay cầm cái kia cũ nát đồng linh. Đã giữ tại thổ ma ngẫu thô giáp lớn trong tay. Cứ việc ma ngẫu trên mặt vẫn như cũ là loại kia cứng nhắc hờ hững chi sắc, theo nó huyết hồng trong hai mắt, cũng có thể nhìn ra thần toán tử ứng linh trạch đắc ý. Không có 18 cỗ âm ma ngẫu uy hiếp, nam tử cao lớn chỉ là một tên nguyên anh trung kỳ linh tu, căn bản liền không để tại thần toán tử trong mắt. Cẩu tặc, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, nam tử cao lớn vừa sợ vừa giận, lại cũng không lo được, cao nhân, thận trọng, sắc mặt dữ tợn, chửi ầm lên. Tiểu tử, hiện tại đến phiên ngươi. Ứng linh trạch cười lạnh một tiếng, thổ ma ngẫu tay trái hướng lên một chỉ, một đạo hùng hậu pháp quyết, bắn thẳng đến nhập cực đại tiền tài bên trong, nguyên vốn đã đứng im bất động tiền tài, lại xoay chậm chậm, bay đến nam tử cao lớn đỉnh đầu, càng chuyển càng nhanh. Nam tử cao lớn run lên trong lòng, không lo được đau lòng thê tử vẫn lạc, càng không lo được lại mắng ứng linh trạch, cắn răng một cái, ống tay áo lắp một cái, một đạo xanh minh mang thủy tiễn bắn ra. Đảo mắt hóa thành một đầu thân cao hai trượng cự hình nước ma ngẫu, ào ào tiếng nước chảy, chấn người màng nhĩ. Đầu này cự hình nước ma ngẫu,
khí tức thập phần cường đại, mặc dù chưa đạt tới nguyên anh kỳ cảnh giới, cũng đã siêu việt tuyệt đại bộ phân kim đan kỳ tu sĩ tiêu chuẩn, tựa hồ ngay tại từ kim đan kỳ hướng nguyên anh kỳ tiến hóa bên trong. Đây là nam tử cao lớn tốn hao vô số tâm huyết mới luyện chế thành nước ma ngẫu, còn kém một bước cuối cùng mới có thể hoàn toàn bước vào nguyên anh kỳ cảnh giới. Một khi luyện chế hoàn thành, tự nhiên có thể trở thành nam tử cao lớn mạnh nhất giúp đỡ. Chỉ là kém bước cuối cùng này, cho nên vừa rồi vẫn luôn chưa từng phóng xuất đối địch. Bây giờ mắt thấy chuyện gấp, lại không liều mạng, khó giữ được tính mạng, tự nhiên cũng liền không lo được của mình quý, chỉ có thể đem đầu này nước ma ngẫu phóng xuất, liều mạng một lần. Bất quá nam tử cao lớn đầu não vẫn như cũ 10 điểm thanh tỉnh, thấy đối mặt ứng linh trạch pháp bảo cực phẩm, dù coi như tăng thêm đầu này chưa luyện chế hoàn thành nửa nguyên anh kỳ nước ma ngẫu, cũng vẫn không thể nào là đối thủ. Vì vậy hắn ép căn bản không hề trong lòng còn có may mắn, nước ma ngẫu vừa hiện thân mà ra, khí tức trên thân liền lập tức tăng vọt, nháy mắt liền xông phá nguyên anh kỳ bình cảnh, toàn thân trên dưới đều tản mát ra nguyên anh kỳ khí tức cường đại. Hắc hắc, lúc này liều mạng, đã trễ. Ứng linh trạch lại cười lạnh, nguyên bản còn chưa hoàn toàn luyện chế mà thành nước ma ngẫu, không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền hoàn thành đột phá, bước vào nguyên anh kỳ, sở dĩ nháy mắt liền phát sinh dạng này biến hóa kinh người, không hề nghi ngờ là muốn tự bảo. Nam tử cao lớn cũng coi là tâm ngoan thủ lạt hạng người, vô cùng có quyết đoán, mắt gặp tình hình nguy cấp, lập tức liền liều lĩnh, để đầu này chân quý nhất nước ma ngẫu tự bảo, đến cầu phải tự mình một chút hy vọng sống. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, chỉ tiếc, ứng linh trạch đã tế ra bản mệnh pháp bảo, liền sớm đã không nhìn nam tử cao lớn hết thảy liều mạng thủ đoạn. Tại nước ma ngẫu sắp tự bạo trước đó, cực đại tiền tài kim quang đại phóng, vô số tiền mưa chiếu nghiêng xuống, nháy mắt liền đem nam tử cao lớn cùng cỗ kia nước ma ngẫu bao phủ trong đó. Một cỗ khí thức cực kỳ kinh khủng, bỗng nhiên tại tiền trong mưa bộc phát ra. Cỗ kia nước ma ngẫu rốt cục tự bạo, cơ hồ là cùng lúc đó. Truyền đến nam tử cao lớn một tiếng kinh thiên động địa cuồng hống. Ứng linh trạch nhẹ nhàng cười một tiếng, nâng tay khẽ vẫy, đầy trời thiên mưa bỗng nhiên vừa thu lại, cực đại thiên tài một lần nữa hiển hiện ra, lượn vòng lấy trở lại trong tay của hắn. Lại nhìn bên kia toa, cự hình nước ma ngẫu cùng nam tử cao lớn đều không thấy bóng dáng, chỉ còn lại có một đống huyết nhục mảnh vụn cùng đầy đất nước đọng. Lần này, nam tử cao lớn lại không phải chết tại ứng linh trạch pháp bảo phía dưới, mà là bị mình nước ma ngẫu tự bạo chi lực nổ phấn thân toái cốt. Ứng linh trạch tế ra tiền tài pháp bảo, nguyên vốn cũng không phải là vì giết hắn, chỉ là giam cầm hắn hành động, để hắn không thể kịp thời né tránh. Nước ma ngẫu tự bạo, thế nhưng là không khác biệt bao trùm sát thương. Nam tử cao lớn mặc dù tình thế cấp bách liều mạng, lại rốt cục không có thể kịp thời bỏ chạy, chỉ có thể tự ăn quả đắng. Dựa vào như thế điểm tu vi, liền dám có ý đồ với ta, quả nhiên là tự tìm đường chết. Nhìn qua kia đầy đất thịt nát cùng nước đọng, ứng linh trạch lạnh cười nói. Đáp bạn nói đến lại đối cũng không có, siêu sư đệ cái này không biết tự lượng sức mình thói hư tật xấu, luôn luôn đổi không được, nhiều năm như vậy, vẫn luôn tại số xung khắc cùng sai lầm, vô luận ta dạy thế nào đạo hắn, chính là chết cũng không hối cải, chậc chậc. Chấm ngoặc kép, ứng linh trạch vừa thu lại tiền tài cùng bá long tỷ, liền muốn rời khỏi nơi đây, một cái thanh âm êm ái chợt vang lên, mang theo nhẹ nhàng tiếng cười. Rất âm nhu giọng nam, thổ ma ngẫu huyết hồng ánh mắt, lập tức trở nên âm trầm vô so, bỗng nhiên hướng bên trái đằng trước quét tới. Chỉ thấy bên kia trên vách núi, một bóng người chậm rãi nổi lên, toàn thân áo trắng bạch bào, dù coi như muốn bồn bạo trong mưa, cũng là giọt mưa không dính, tay áo tung bay, một bộ tiên phong đạo cốt phái đoàn, nhìn về phía ứng linh trạch, khóe miệng hiện ra một tia nụ cười thản nhiên, tựa hồ tâm tình có chút vui vẻ. Nói đến, tên này bạch bào nam tử cũng là thần toán tử ứng linh trạch, quen biết đã lâu. Chính là linh quan môn môn chủ, danh xưng đại linh quan, nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Tiếp tục bái cầu giữ gốc nguyệt phiếu, nghỉ ngơi một chút, hôm nay nhất định phải ra ngoài đi một chút. Cho nên rất xin lỗi, liền không có tăng thêm, bất quá giữ gốc gấp đôi nguyệt phiếu, còn muốn tiếp tục cầu một chương hé mở. Lúc này, là cầu người tình phiếu, cùng lâu như vậy ca môn tỷ môn. Nếu là còn có giữ gốc nguyệt phiếu, cho ta đi. Dù sao cái này chăm chỉ lão đĩa bánh, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ta cam đoan. Chương 1215, các ngươi cũng đều không hiểu ma ngẫu. Là ngươi, ứng linh trạch lạnh lùng nói. Không phải đạo hữu coi là còn sẽ là ai chứ? Bạch bào đại linh quan khẽ cười nói, ngữ khí càng thêm vui vẻ. Đối sư đệ sư muội song song chết thảm, không có chút nào áy náy đau lòng chi ý, chỉ là gắt gao tiếp cận thổ ma ngẫu.
mảy may cũng không che giấu trong mắt mình tham lam. Nói thực ra, đạo hữu chạy đủ chậm, cái này thật là có nhục đạo hữu đại tu sĩ thân phận. Đại linh quan cười hì hì, vốn là hắn tại một đường đuổi theo ứng linh trạch, hiện tại, lại đuổi tới ứng linh trạch đằng trước, thậm chí đuổi tại sư đệ sư muội đằng trước, trước một bước ở đây mai phục, sau đó thờ ơ lạnh nhạt, tọa sơn quan hổ đấu, một mực cùng sư đệ sư muội bị ứng linh trạch triệt để diệt sát, mới không chút hoang mang hiện thân mà ra. Người này tâm cơ chi thâm trầm, có thể thấy được chút ít. Ứng linh trạch cười lạnh một tiếng, nói, ngươi trên đường đi không ngừng để người quấy rối ngăn chặn ta, mình lại một hơi không ngừng, chạy đến nơi đây đến bố trí mai phục, bây giờ lại nói loại này ngồi châm chọc. Nói thực ra, các hạ phẩm đức, coi là thật rất có vấn đề. Thân là linh quan môn nhất môn chi chủ, các hạ như thế đức hạnh, linh quan môn ngày khác tiền cảnh, có thể nghĩ. Đại linh quan cười ha ha một tiếng, nói, linh quan môn ngày khác tiền cảnh như thế nào, cũng không cực khổ đạo hữu hao tâm tổn trí. Đạo hữu hay là vì chính mình nhiều thao nhọc lòng đi. Chấm ngoặc kép, nói như vậy, ngươi là ăn chắc ta rồi. Ứng linh trạch thanh âm nghiêm túc. Đại linh quan cười nói, đã hoắc mỗ ngày đêm không ngừng chạy tới nơi này, thật vất vả ngăn chặn đáp bạn, như không có mấy phần chắc chắn, chẳng phải là muốn làm trò cười à. Nghe cái này nhẹ nhõm tự tại ngữ khí, đâu chỉ là mấy phần tự tin mà thôi, quả thực chính là nắm chắc 10 phần. Tựa hồ thổ ma ngẫu đã biến thành vật trong túi của hắn. Đã như vậy, vừa rồi ngươi vì sao không hiện thân, cùng ngươi sư đệ sư muội liên thủ, không phải muốn chờ tới bây giờ. Đối sư đệ của ngươi sư muội, chẳng lẽ ngươi đúng như này thống hận? Đại linh quan vừa cười vừa nói, thống hận ngược lại là chưa nói tới, chỉ bất quá siêu sư đệ thời thời khắc khắc đều tại ngấp nghé ta vị trí này. Chờ lấy ta một mệnh ô hô, hắn tốt chiếm đoạt đại linh quan chi vị, điểm này, để trong lòng ta có chút không lớn dễ chịu. Đương nhiên, cần gấp nhất chính là... Cái này 18 cô âm ma ngẫu là cái đôi này hao phí vô số tâm huyết tế luyện ra, hai người bọn họ bất tử. Ta muốn điều khiển những này âm ma ngẫu, cũng không phải là như vậy thuận buồm xuôi gió. Ta cũng không muốn cầm xuống đạo hữu về sau, còn muốn đồng môn bất hòa, lại giết một trận. Kia tốn nhiều kinh, đúng hay không? Đại linh quan dù bận vẫn ung dung hỏi ngược lại, trên mặt ý cười càng đậm, ứng linh trạch ánh mắt biến đổi, bỗng nhiên duỗi ra đại thủ. Một tay lấy trong tay đồng linh bóp thành một cái đồng bánh, hình thù kỳ quái. Cũng không còn nguyên hình, miệng bên trong cười lạnh liên tục, đại linh quan chỉ là lắc đầu, vừa cười vừa nói, vô dụng. Đáp bạn, ngươi không phải vu linh truyền nhân, ngươi sẽ không biết, khống chế âm ma ngẫu pháp bảo, không chỉ một kiện. Chỉ phải hiểu được âm ma ngẫu nguyên lý luyện chế. Tại ta mà nói, bất kỳ cái gì vật phẩm, đều có thể khống chế những này âm ma ngẫu. Nói, cổ tay khẽ đảo. Một cái đồng dạng lớn nhỏ đồng linh nổi lên, giữ tại trong tay của hắn. Cái này đồng linh, nhìn qua cùng ứng linh trạch vừa mới hủy đi cái kia đồng linh không kém bao nhiêu, duy nhất khác biệt, ngay tại ở đại linh quan đồng linh muốn mới tinh một chút, không giống kỳ trang nữ tử đồng linh như vậy rách nát. Đại linh quan lập tức nhẹ nhàng lay động đồng linh, lơ lửng tại 18 âm ma ngẫu đỉnh đầu tiểu đồng linh cũng hơi rung nhẹ, phát ra thanh thúy, đinh linh linh, thanh âm. Ứng linh trạch chỉ cảm thấy đầu não một choáng. Nguyên thần phảng phất nhận một loại nào đó thương thích, không tự chủ được sinh ra vẻ sợ hãi. Đối ứng linh trạch đến nói, cái này thật đúng là trước nay chưa từng có tình hình. Thân là Bắc Địa thần toán, hắn cho tới bây giờ đều chưa từng e ngại qua ai. Dù coi như là năm đó đắc tội nguyên linh giáo đại giáo tôn, ứng linh trạch trong lòng hừng hực dấy lên, cũng chỉ là đấu trí, không phải e ngại. Trước mắt cái này vì linh quan môn trưởng giáo, mặc dù cũng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Như thế nào lại để hắn trong lòng sinh ra sợ hãi? Mặc dù linh quan môn cùng nguyên linh giáo đồng dạng, đều là vu linh một mạch truyền thừa, nhưng rất rõ ràng, nguyên linh giáo quy mô, ở xa linh quan môn phía trên. Bất quá cái này cái gọi là âm ma ngẫu, chuyên môn khắc chế thần hồn chi lực, lại có thể là linh quan môn một mình sáng tạo, có lẽ cái khác vu linh truyền thừa cũng có dạng này khiếu môn, lại tại linh quan môn bị đặc biệt phát dương quang đại. Đáp bạn, người bản mệnh nguyên thần, lại có hậu kỳ cảnh giới. Điểm này, ngược lại để tại hạ không tưởng được. Bất quá cái kia cũng không có gì, nếu như là nhục thể của ngươi bản tôn ở đây, âm ma ngẫu có lẽ còn bất đắc dĩ ngươi gì, bây giờ bất quá là tạm thời sống nhờ tại thổ ma ngẫu thể nội, kia là vô luận như thế nào đều ngăn cản không nổi. Ta khuyên đạo hữu hay là không muốn làm vô vị kháng cự, lập tức rời đi cho thỏa đáng. Đạo hữu chắc hẳn cũng biết, tại hạ mục tiêu chỉ là ngươi cỗ này thể xác. Chỉ muốn đạo hữu nguyện ý, tại hạ có thể cam đoan. Tuyệt không thương tổn tới đạo hữu nguyên thần, mặc ngươi rời đi. Như thế nào, đại linh quan trên mặt ý cười càng đậm,
trong giọng nói cũng tràn ngập dụ hoặc chi ý. Ứng Linh Trạch liền cười, có phải hay không các ngươi linh quan môn người, đầu óc đều đặc biệt không dùng được. Một lời chưa tất, kim quang lấp lóe, viên kia to lớn tiền tài lại nổi lên, tại không trung xoay tròn cấp tốc, qua trong giây lát vô số mảnh tiểu nhân tiền tài trút xuống, hướng bốn phía âm ma ngẫu càn quét mà đi. Đại linh quan chỉ là nhàn nhạt nhìn xem hắn, lại cũng không xuất thủ ngăn cản, thần sắc trên mặt cực kỳ chắc chắn. Tiền mưa những nơi đi qua, âm ma ngẫu không có chút nào kháng cự chi lực, lên tiếng trả lời mà nát, hóa thành một cỗ hắc vụ, tiêu tán thành vô hình. Ngay cả cùng chúng nó đỉnh đầu treo lấy tiểu đồng linh, đều giống nhau bị xoắn đến vỡ nát. Nhưng ngay sau đó, Ứng Linh Trạch liền mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy tiền mưa càn quét mà qua về sau, kia một cỗ hắc vụ liền là một lần nữa ngưng tụ thành hình, biến thành từng cỗ âm ma ngẫu, hai tay nâng ngực đứng ở nơi đó, tướng mạo dữ tợn, thậm chí ngay cả đỉnh đầu tiểu đồng linh, đều lần nữa nổi lên. Vô dụng, đáp bạn, đại linh quan lại ung dung mở miệng. Những này âm ma ngẫu cũng không phải là lấy phổ thông chất liệu luyện thành, mà là thu thập cửu âm chi địa vô tận âm độc oán khí, trải qua 77490 ngày mới rốt cục luyện chế hoàn thành. Cho nên, bọn chúng là chân chính bất tử thân, người đã nhập thân vào ma ngẫu thể nội, từ cũng hẳn phải biết những này ma ngẫu đặc điểm. Cần gì phải uổng phí công phu, đạo hữu thật nghĩ giết ra khỏi trùng vây, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là trực tiếp giết ta. Cứ như vậy, âm ma ngẫu không người trưởng khống. Cũng liền không có gì đáng sợ, Ứng Linh Trạch hừ lạnh một tiếng, hai mắt có chút híp mắt khâu lại. Đại linh quan nhìn từ trên xuống dưới thổ ma ngẫu, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ yêu thích, tán thưởng không thôi, chậc chậc, thật là đại thủ bút. Vì cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, một bộ ma ngẫu trên thân. Sử dụng nhiều như vậy cực phẩm vật liệu, đáp bạn, người có thể hay không nói cho ta, cỗ này ma ngẫu nơi nào đến. Ứng Linh Trạch hung dữ nhìn chừng hắn một cái. Đại linh quan cũng không coi là ngang ngược, chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm thổ ma ngẫu nhìn cái không được, nói cái này thổ ma ngẫu nguyên chủ nhân, quả nhiên là tài đại khí thô, chỉ là cũng không thật sự tinh thông ma ngẫu phương pháp luyện chế. Nhiều như vậy chân quý cực phẩm vật liệu, hoàn toàn có thể luyện ra một bộ nguyên anh hậu kỳ ma ngẫu. Đáng tiếc, luyện chế không đúng phương pháp, cái này mới miễn cưỡng đạt tới trung kỳ cảnh giới mà thôi. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, vừa nói vừa lắc đầu liên tục. Ứng Linh Trạch giờ mới hiểu được tới, vì sao vị này đại linh quan sẽ chết đuổi bắt hắn, không đạt mục đích quyết không bỏ qua. Nguyên lai chân chính hấp dẫn đại linh quan, không chỉ là một bộ nguyên anh trung kỳ ma ngẫu, mà là cỗ này ma ngẫu ẩn chứa to lớn tiềm lực. Nguyên anh trung kỳ thổ ma ngẫu cùng nguyên anh hậu kỳ thổ ma ngẫu, tuyệt đối là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau. Tu sĩ tầm thường, có một bộ nguyên anh hậu kỳ thổ ma ngẫu bằng thân. Tu chân giới dù lớn, cũng tận có thể đi được. Dù coi như là đại linh quan dạng này bản thân liền là hậu kỳ đại tu sĩ cao thủ, cũng sẽ thế lực tăng vọt. Đáp bạn, ta đổi chủ ý, ta sẽ không lại thả ngươi đi. Cỗ này ma ngẫu muốn chân chính thăng cấp làm hậu kỳ cảnh giới, chỉ có những cái kia chân quý vật liệu là không đủ, còn cần một cái đồng dạng cường đại tinh hồn. Ta nhìn đạo hữu nguyên thần cũng rất không tệ, là tốt nhất tinh hồn. Đem đạo hữu nguyên thần cùng cỗ này ma ngẫu kết hợp với nhau, đây mới thực sự là vô địch hậu kỳ ma ngẫu. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, thật sao, vậy phải xem ngươi có hay không loại này bản sự, Ứng Linh Trạch lạnh lùng nói. Đại linh quan nhẹ nhàng lắc đầu, ôn nhu nói, đáp bạn, ngươi liền không dùng miệng cứng rắn. Chắc hẳn đạo hữu mình cũng tâm lý nắm chắc, tại hạ cũng không có nói ngoa khi dễ. Đã đạo hữu bị âm ma ngẫu vây quanh trong đó, còn muốn đi rơi, kia là không thể nào. Ứng Linh Trạch hừ lạnh nói, coi như đi không nổi, lão tử cũng sẽ không để ngươi đạt được. Ngươi cho rằng... Lão tử không thể hủy đi cỗ này thổ ma ngẫu a. Sẽ để cho ngươi nhặt cái có sẵn tiện nghi. Đại linh quan lắc đầu liên tục, khắp khuôn mặt là thương xót chi sắc, tựa hồ Ứng Linh Trạch lời này, là thật sai lầm lớn, đặc biệt lớn. Đáp bạn, ngươi sai. Ngươi không có chút nào hiểu ma ngẫu. Lấy ngươi tình hình bây giờ, coi như pháp bảo của ngươi lại sắc bén, cũng là tuyệt đối hủy không được cỗ này ma ngẫu. Ma ngẫu nếu là dễ dàng như vậy bị phá hủy. Cái này thất dạ giới nơi nào còn có chúng ta linh quan môn nơi sống yên ổn. Ứng Linh Trạch miệng thảo luận phải kiên cường, một trái tim đều sớm đã chìm xuống dưới. Đến trước mắt vì đó, đại linh quan tựa hồ cũng không có thôi động âm ma ngẫu đối với hắn một lần phát động chính thức công kích. Nhưng kia âm ma ngẫu uy lực, lại sớm đã tràn ngập ra, đâu đâu cũng có. Hắn tại 18 cỗ âm ma ngẫu trong vòng vây đợi đến càng lâu, thụ âm ma ngẫu ảnh hưởng liền càng sâu. Hiện tại, Ứng Linh Trạch không nhưng cảm giác phải thần hồn của mình dần dần trở nên trì độn chết lặng,
trọng yếu nhất chính là, hắn phát hiện mình cùng thổ ma ngẫu ở giữa liên hệ, đang trở nên càng ngày càng xa lánh. Lúc trước vì để cho hắn có thể thuận lợi khống chế thổ ma ngẫu, Tiêu Phàm cho phép hắn đối thổ ma ngẫu hơi thêm tế luyện, đem thần hồn của hắn ấn ký cùng thâm tàng thổ ma ngẫu thể nội hai hồn năm phách hin lồng hình cùng một chỗ. Đương nhiên, làm như thế điều kiện tiên quyết là thần hồn của hắn ấn ký nhất định phải đồng thời bị Tiêu Phàm thần hồn ấn ký khắc họa, dạng này mới có thể bảo chứng, thổ ma ngẫu cuối cùng quyền khống chế, thủy chung là tại Tiêu Phàm trên tay, ứng linh trạch không thể thần không biết quỷ không hay đem thổ ma ngẫu cướp đi. Dưới mắt, ứng linh trạch có thể cảm nhận được rõ ràng, hắn in lồng hình tại thổ ma ngẫu hai hồn năm phách phía trên thần hồn ấn ký, đang bị một chút xíu bóc ra. Mặc dù hắn bây giờ còn có thể khống chế thổ ma ngẫu, cũng đã không có thể điều động thổ ma ngẫu thể nội 100% linh lực. Mà lại, loại này bóc ra vẫn còn tiếp tục phát sinh, thời gian mỗi chuyển rời một khắc, hắn đối thổ ma ngẫu khống chế liền yếu hơn một phân. Tình hình ngay tại cấp tốc chuyển biến xấu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1216, lớn viện binh đã đến. Thần toán tử quyết định thật nhanh, nhấc lên pháp lực, số đạo pháp quyết ngay cả điểm đánh ra. Đỉnh đầu tiền tài xoay tròn cấp tốc, hướng đại linh quan bay đi. Tật, ứng linh trạch một tiếng quát lớn, chỉ thấy kim sáng lóng lánh, tiền tài liền muốn huyễn hóa ra vô số tiền mưa. Lúc này, đại linh quan khóe miệng hiện lên một tia nhàn nhạt mỉa mai ý cười, ống tay áo nhẹ nhàng lắc một cái, đã thấy đầy trời kim quang bỗng nhiên tối sầm lại, một mảnh màu nâu đen huyết quang bộc phát ra, mùi máu tanh xông vào mũi, một đoàn màu nâu đen đám mây, vào đầu hướng cực đại tiền tài bao phủ xuống. Ứng linh trạch ánh mắt biến đổi, lập tức nâng tay khẽ vẫy, liền muốn đem tiền tài thu hồi lại. Hắn nhìn ra được, mảnh này màu nâu đen huyết vân, lai lịch bất phàm, uy lực không thể coi thường, mà lại tựa hồ chuyên ô các loại bảo vật. Máu đạo công pháp cùng máu đạo pháp bảo, không ít đều có cùng loại công năng. Chỉ tiếc đã trễ, kia phiến huyết vân phảng phất có linh tính, gặp một lần tiền tài muốn, chạy, bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, bỗng nhiên đem tiền tài bao khỏa trong đó. Ứng linh trạch chỉ cảm thấy tâm thần chấn động, mình cùng cái này bản mệnh pháp bảo ở giữa liên hệ, vậy mà thoáng cái trở nên như có như không. Dù là ứng linh trạch thân là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, thành danh nhiều năm, trải qua vô số sóng to gió lớn, lúc này cũng giật nảy cả mình, một trái tim thẳng chìm xuống dưới. Một khi bản mệnh pháp bảo bị đoạt hoặc là bị máu đạo công pháp triệt để ô nhiễm, đối với hắn tổn thương, chính là chí mạng. Chí ít sẽ dẫn đến cảnh giới giảm lớn. Thậm chí trực tiếp ngã ra nguyên anh hậu kỳ. Đại linh quan hắc hắc một tiếng cười khẽ, khóe miệng vẻ dữ tợn dần dần dày, ống tay áo lắc một cái. Miệng lẩm bẩm, ứng linh trạch bên người cách đó không xa đồng hồ, đồng thời bốc lên mấy cái thổ nhọn, lập tức có bốn cái đầu phá đất mà lên, đều là không chút nào thu hút thổ hoàng sắc, thô giáp vô so. Thần sắc hờ hững, ứng linh trạch lập tức từ cái này bốn khỏa thổ hoàng sắc trên đầu cảm ứng được cùng thổ ma ngẫu giống nhau như đúc khí tức. Cái này vậy mà cũng là bốn cỗ thổ ma ngẫu. Trong nháy mắt, cái này bốn cỗ thổ ma ngẫu liền từ lòng đất hoàn toàn xông ra, thân cao hơn một trượng, từ trên cao nhìn xuống quan sát ứng linh trạch. Cái này bốn cỗ thổ ma ngẫu cứ việc chỉ có kim đan hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, còn kém một bước cuối cùng bước vào nguyên anh kỳ, lại so bình thường kim đan hậu kỳ ma ngẫu phải cường đại hơn nhiều, cũng quỷ dị được nhiều. Toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ khí phách, ứng linh trạch phụ thân cỗ này thổ ma ngẫu. Nếu như tại không có bước vào nguyên anh kỳ thời điểm, cùng cái này bốn cỗ thổ ma ngẫu bên trong bất luận cái gì một bộ giao thủ, kết quả khẳng định đều là bại hoàn toàn. Đi, đại linh quan miệng bên trong quát khẽ một tiếng, bốn cỗ thổ ma ngẫu đồng thời di chuyển nhanh chân, hướng ứng linh trạch ép tới. Ứng linh trạch trong mắt hung quang lóe lên, liền đợi liều mạng, chợt phát giác, mình cùng thổ ma ngẫu hai hồn năm phách chỉ thấy thần hồn liên hệ, đã bị triệt để chặt đứt. Hắn nguyên thần, đã chỉ huy không động này cỗ thể xác. Đối thần toán tử mà nói, đây mới thực sự là tận thế. Lúc đầu lấy hắn thực tế tu vi, dù coi như đại linh quan cũng là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới, coi là thật động thủ, đại linh quan tuyệt đối không phải thần toán tử đối thủ. Cùng là đại tu sĩ, cũng có mạnh yếu chi phân, nhưng mà hắn dưới mắt lại là ma ngẫu thân thể, lại cùng một tên tinh thông ma ngẫu luyện chế cùng khống chế chi đạo vu linh truyền nhân đối đầu, lại lâm vào đối phương đã sớm dự đoán bố trí tốt trong cạm bẫy. Mạnh yếu chi thế, lập tức nghịch chuyển. Mà lại nghịch chuyển phải cực kỳ triệt để. Lúc này, coi như ứng linh trạch muốn nguyên thần xuất khiếu, rời đi thổ ma ngẫu bỏ chạy, cũng quá mạo hiểm. Tại âm ma ngẫu ảnh hưởng phía dưới, hắn nguyên thần sớm đã không bằng lúc trước cường đại như vậy, phải chăng có thể thuận lợi rời khỏi, thực tại không có chút tự tin nào. Sau một khắc,
Bốn cỗ kim đan hậu kỳ đỉnh phong thổ ma ngẫu liền phân biệt bắt lấy Ứng Linh Trạch hai tay hai vai, bốn cỗ lực lượng khổng lồ thấu thể mà vào, nháy mắt liền đem Ứng Linh Trạch chỗ gửi giao thổ ma ngẫu một mực bắt, một không thể động đậy được. Ứng Linh Trạch hữu tâm muốn kháng cự, làm sao cùng thổ ma ngẫu ở giữa liên hệ đã hoàn toàn chặt đứt, thổ ma ngẫu không tiếp thu được bất luận cái gì chiến đấu chỉ lệnh, tự nhiên là không nhúc nhích, mặc cho bốn cỗ xa so nó cảnh giới thấp hơn nhiều đồng loại khống chế lại, nửa điểm phản kháng đều không có. Mắt thấy đại thế đã mất, Ứng Linh Trạch không khỏi thở dài một tiếng, liền muốn xử xuất lưỡng bại câu thương liều mạng thủ đoạn. Đây cũng là hắn sau cùng thủ đoạn, phải chăng có thể làm bị thương đại linh quan, hiện tại đã không cần suy nghĩ, chính là không cam tâm thúc thủ chịu trói mà thôi, đến cùng hiệu quả như thế nào, chỉ có trời mới biết. Liền tại cái này quan trọng trước mắt, phích lịch một tiếng vang vọng. Chỉ thấy trói mắt kim sắc lôi điện, từ trên bầu trời thật dày mây xám ở giữa tuôn trào mà xuống, đem nguyên bản trời âm u tế đều chiếu xạ phải cực kỳ sáng tỏ. Kim sắc lôi điện những nơi đi qua, chí dương chi lực trùng trùng điệp điệp, mưa rào tầm tã cơ hồ qua trong giây lát liền biến thành từng đoàn hơi nước, bị bốc hơi phải không còn một mảnh. Hạo Dương thần lôi, chấm ngoặc kép, Ứng Linh Trạch thấy thế, tự lẩm bẩm một tiếng, không khỏi thở phào một hơi, hoàn toàn trầm tĩnh lại. Không hề nghi ngờ, đây là Âu Dương Minh Nguyệt đến. Rõ ràng hắn cũng không có cảm ứng được Âu Dương Minh Nguyệt cùng Tiêu Phàm ấn ký liền tại phụ cận, bọn hắn lại sao sinh bỗng nhiên xuất hiện ở đây, dưới mắt tự nhiên cũng là không rảnh đi bận tâm đến những này. Chỉ ít giờ khắc này, hắn là triệt để buông lỏng, cái gì đều không đi nghĩ. Chấm ngoặc kép, đối mặt bất thình lình biến hóa, đại linh quan cũng là trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Chờ hắn rốt cục tỉnh táo lại, muốn có chỗ ứng đối thời điểm, lại nơi nào còn kịp. Nhìn như mảnh khảnh kim sắc lôi điện, cấp tốc bổ tới, mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng phồng lớn, đảo mắt liền biến thành thô hơn cánh tay lôi trụ, trùng điệp bổ vào đoàn kia bao khỏa Ứng Linh Trạch bản mệnh pháp bảo màu nâu đen huyết vân phía trên. Cái này đoàn màu nâu đen huyết vân cố nhiên trải qua đại linh quan nhiều lần tế luyện, cũng là khó gặp máu đạo pháp bảo, bị Âu Dương Minh Nguyệt Hạo Dương thần lôi vào đầu đánh trúng, lại như thế nào đối kháng được. Tiếng sét đánh bên trong, màu nâu đen huyết vân bị kim sắc lôi điện xé thành mảnh nhỏ, mùi máu tanh tứ tán tràn ngập ra. Kim sắc phích lịch lại quét qua, cỗ này nồng đậm mùi máu tanh cũng bị quét đến sạch sẽ, nửa điểm đều không thừa dưới. Đại linh quan trong khoảnh khắc, liền mất đi cùng món bảo vật này tâm thần liên hệ, không khỏi miệng hơi mở, phun ra một ngụm lớn máu tươi tới. Hạo Dương thần lôi chỉ một kích, liền hủy đi hắn một kiện chí bảo, mặc dù Âu Dương Minh Nguyệt có đột nhiên tập kích chi ngại. Chí Dương lôi điện sắc bén, vẫn như cũ khiến người khó có thể tưởng tượng. Chỉ bất quá lúc này, đại linh quan căn bản không kịp nổi giận, kia to lớn tiền tài thoáng dẫy dụa thoát huyết vân ràng buộc, lập tức liền quang mang đại tác, kim quang bắn ra bốn phía. Vô số tiểu kim tiền chút xuống, hướng về hắn cuốn tới, mang theo nói không nên lời cuồng bạo chi ý. Đại linh quan lập tức dao động trong tay đồng linh, miệng lẩm bẩm, muốn điều động 18 cỗ âm ma ngẫu lần nữa áp chế thần toán tử thần hồn chi lực, chợt cảm thấy một cỗ kinh hãi hàn ý, từ xương đuôi chỗ bay lên. Tựa hồ có cái nào đó có thể nháy mắt đưa hắn liều mạng quái thú, bỗng nhiên bị phóng xuất ra, thoáng qua liền đến hắn phụ cận. Thậm chí ngay cả vô tri vô biết, luyện chế thời điểm bị rút đi chỗ có tình cảm cùng linh trí âm ma ngẫu, cũng trong nháy mắt này biểu đạt ra sợ hãi đến cực điểm cảm giác. Là oán linh, một đoàn lớn gần trượng mây xám, ở giữa bao vây lấy một cái đường kính vài thước trắng bệch xương điểm, hướng về 18 cô âm ma ngẫu tật nhào mà đi. Âm ma ngẫu cho người cảm giác, đã đầy đủ âm trầm đáng sợ, nhưng cùng oán linh so ra. Lại hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên, tại oán linh trước mặt, những này lấy cửu âm chi địa âm độc oán khí cùng tu sĩ tinh hồn hỗn hợp luyện chế mà thành âm ma ngẫu. Ép căn bản không hề mảy may kháng cự chi lực, cái gọi là thiên địch. Nói chung chính là như thế. Đây là vật gì? Đại linh quan giật nảy cả mình, quả thực khó có thể tin. Chỉ bất quá đại linh quan kinh ngạc, cũng vẻn vẹn chỉ là duy trì trong nháy mắt. Trong nháy mắt, hắn liền bị đầy trời tiền mưa hoàn toàn bao khỏa trong đó, kinh ngạc lập tức biến thành nổi giận cuồng hống. Lúc này, cái gì chấn định tự nhiên, cái gì vân đạm phong khinh, tự nhiên đều gặp quỷ đi. Không có đại linh quan khống chế âm ma ngẫu, càng là không chút nào phản kháng, ngơ ngác đứng ở nơi đó. Bị oán linh biến thành mây xám quét sạch sành xanh. Nói thật, Tiêu Phàm cũng không đặc biệt nguyện ý tại Âu Dương Minh Nguyệt cùng thần toán tử trước mặt đem oán linh triệu hoán đi ra, nhưng oán linh yêu cầu của mình thực tế quá cường liệt, phảng phất đụng phải cái gì đặc biệt có thú sự vật, vô luận như thế nào cũng không nguyện ý đợi tại linh thú điểm bên trong. Trước đó, oán linh thậm chí, nhấm nháp, qua nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ nguyên thần tinh hồn,
mặc dù hưng phấn, nhưng cũng còn chưa từng hưng phấn khó chịu đến trình độ như vậy. Cảm giác bên trên, những này âm ma ngẫu không chỉ là ăn ngon, cùng, mỹ vị, đơn giản như vậy. Oán linh cố nhiên lợi hại vô so, chân chính tâm tính, lại mới chỉ là xuất sinh chưa lâu cái trẻ nhỏ thôi. Nguyên bản bị bốn cỗ đồng loại ma ngẫu giam cầm, không nhúc nhích thổ ma ngẫu, bỗng nhiên liền động. Ứng linh trạch như trước vẫn là không cảm ứng được mình lưu tại thổ ma ngẫu hai hồn năm phách phía trên thần hồn ấn ký, không hề nghi ngờ, là Tiêu Phàm tại trực tiếp điều khiển thổ ma ngẫu. Phanh, 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 bốn tiếng nổ, bốn cỗ kim đan hậu kỳ thổ ma ngẫu không có chút nào kháng cự chi lực, bị Tiêu Phàm thổ ma ngẫu đánh chúng vỡ nát, thực lực tuyệt đối tạo thành tuyệt đối nghiền ép. Trong khoảnh khắc, bốn phía bụi mù tràn ngập, thổ ma ngẫu như vậy lăn một vòng, hóa thành một cỗ màu vàng gió lốc, xoay tròn cấp tốc, những nơi đi qua, bốn cỗ đồng loại ma ngẫu biến thành bụi đất, bị càn quét trống không. Cái này bốn cỗ thổ ma ngẫu cùng nó cùng loại đồng nguyên, cắn nuốt không có chút nào chướng ngại, một hơi liền, ăn, phải sạch sẽ, nửa điểm đều không thừa hạ. Cho đến lúc này, ứng linh trạch mới lại bắt đầu một lần nữa cảm ứng được hắn lưu tại thổ ma ngẫu thể nội thần hồn ấn ký, Tiêu Phàm thần thức chủ động rời khỏi, lần nữa đem thổ ma ngẫu quyền khống chế, giao đến trên tay của hắn. Đa tạ, ứng linh trạch cười lớn liền ôm quyền, mở ra hai chân, hướng na bên cạnh chiến đoàn sải bước đi đi. Đại linh quan đã xa vào đến hắn bản mệnh pháp bảo trùng vây bên trong. Ứng linh trạch cười ha ha, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, liền muốn đem chân nguyên pháp lực rót đi vào, lại chỉ nghe ầm ầm nổ vang, tiền tài bay loạn, đầy trời tiền trong mưa, đại linh quan toàn thân đẫm máu, bắn ra, không nói hai lời, liền hướng sơn cốc bên ngoài, kích xạ mà đi. Mặc dù hắn cho tới nay cũng còn không thấy được Âu Dương Minh Nguyệt cùng Tiêu Phàm thân ảnh, lại hoàn toàn có thể cảm ứng được, hai tên cường đại đến cực điểm địch nhân, đã gần trong gang tấc. Một người trong đó uy áp, càng tại thần toán tử ứng linh trạch phía trên, tựa hồ là một tên cực mạnh cùng giai đại tu sĩ. Lúc này không đi, chờ đến khi nào, nếu không, liền thật chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Chương 1217, Vu Linh truyền thừa. Một tên cao lớn cự nhân, toàn thân giáp trụ nghiêm chỉnh, lẳng lặng đứng tại phía trước cách đó không xa. Tại đại linh quan trong ấn tượng, một khắc trước, cái chỗ kia hay là trống không, cũng chưa từng xuất hiện tên này cao tới hơn 10 trượng cự nhân, cho nên hắn thẳng đến nơi đó mà đi. Tùy theo trong nháy mắt, cự nhân liền bỗng nhiên xuất hiện, hoàn toàn ra ngoài ý định bên ngoài. Lúc này đại linh quan, khí tức chợt mạnh chợt yếu, thậm chí ngay cả miễn cưỡng duy trì hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới đều 10 điểm khó khăn. Nếu không phải ứng linh trạch pháp bảo khuyết thiếu cần thiết đến tiếp sau chân nguyên ủng hộ, đại linh quan giờ phút này phải chăng có thể hoàn chỉnh không hao tổn trốn tới, thật đúng là cái vấn đề. Dù sao kia là một kiện phỏng chế thông huyền linh bảo, mặc dù phỏng chế phải không là phi thường thành công, nhưng cũng có thể nói là loại này dưới cùng giao diện tốt nhất nhất bảo vật. Uy lực mạnh, dù coi như là hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không thể ngạnh giang. Cự nhân bỗng nhiên xuất hiện tại phải qua trên đường, đại linh quan đầu tiên là giật mình. Lập tức liền hạ quyết tâm, thẳng vượt qua. Từ cự trên thân người, đại linh quan chỉ cảm nhận được nguyên anh trung kỳ tu sĩ khí tức, cứ việc so đại đa số nguyên anh trung kỳ tu sĩ đều cường đại hơn nhiều, cuối cùng còn chưa từng đặt chân hậu kỳ cảnh giới. Lấy đại linh quan tình hình dưới mắt, mặc dù không có khả năng vừa ra tay liền chiến thắng, nhưng muốn thoát thân mà đi, ứng sẽ không phải quá khó. Sự thật chứng minh, đại linh quan phạm một sai lầm. Một cái rất sai lầm lớn, lớn đến chí mạng. Đại linh quan tốc độ bay cực nhanh, nháy mắt liền tới cự nhân trước mặt, sớm khi nhìn đến cự nhân nháy mắt, đại linh quan liền không để ý tự thân nghiêm trọng thương thế, trong tay bấm quyết, điều động toàn thân chân nguyên pháp lực. Chỉ cùng đến gần trong chớp nhoáng này, liền toàn lực bạo phát đi ra, nhất cử đem cự nhân đánh lui. Thế nhưng là, vô luận là ai, một khi tới gần đến Tiêu Phàm trước người hơn một trượng bên trong, quyền chủ động liền không khả năng lại thuộc về hắn. Ngay cả danh chấn giang hồ quỷ ảnh tử sông thành. Đều không thể đào thoát điều xấu. Đại linh quan tinh thông vu linh chi thuật, chém giết gần người, lại cũng không người trong nghề. Chưa bộc phát, bỗng nhiên liền cảm ứng được một cỗ cường đại đến khiến người hít thở không thông lực lượng, vào đầu trấn áp mà hạ. Cái này cỗ lực lượng mạnh mẽ, vượt xa cự nhân bản thân có cảnh giới, dù coi như là đa số hậu kỳ đại tu sĩ. Cũng chưa chắc có thể thi triển đi ra. Cái này vốn là thiên hạ vô song tuyệt kỹ. Long tượng nặng tay, theo cái này âm thanh giống giận trầm thấp. Long tượng cự lực đã giáng lâm. Đại linh quan hồn phi phách tán chi dư, cũng đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể kiên trì, cao giơ hai tay. Liều mạng hướng lên nghênh kích đi lên, có lẽ, còn có thể gánh một chút, chỉ cần có thể gánh một chút,
liền còn có hy vọng chạy thoát. Rất nhiều tu sĩ vẫn lạc là bỗng nhiên tiến đến, nhất là ngày bình thường như bức hống hống tu sĩ cấp cao. Vẫn luôn là cao cao tại thượng, cho là mình không gì làm không được. Ai cũng không cần cái mạng nhỏ của ta. Cho nên, khi tử vong nguy hiểm bỗng nhiên giáng lâm thời điểm, bọn hắn thường thường không có chút nào tâm lý chuẩn bị, thẳng đến vẫn lạc một khắc này. Mới biết được lần này là thật chống đỡ không nổi đi. Tỷ như đại linh quan, hắn coi là dựa vào bản thân cũng không thế nào cường hoành nhục thân, có thể gánh vác được long tượng nặng tay. Trên thực tế kia không có khả năng, ngay cả một chút đều gánh không được. Phốc, một tiếng vang nhỏ, mặc kệ đại linh quan như thế nào nghiến răng nghiến lợi, như thế nào dốc hết toàn lực, lại cái gì đều không thể thay đổi, nên phát sinh hay là đồng dạng sẽ phát sinh. Tại long tượng nặng tay cự lực chấn áp phía dưới, đại linh quan thân thể như là một đám bùn nhão đồng dạng vỡ vụn, bị ép thành một đống thịt muối. Lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng. Kết quả như vậy hoàn toàn ở Âu Dương Minh Nguyệt trong dự liệu, ngay cả mí mắt đều không nháy mắt, lại làm cho lần thứ nhất kiến thức đến vô cực long tượng công cường đại uy lực thần toán tử ứng linh trạch sững sờ ngơ ngác một chút, hai mắt bỗng dưng co vào. Sớm biết cái này vô cực môn hậu bối không tầm thường, nhưng chưa từng nghĩ đến, hắn luyện thể thuật cường hoành đến trình độ như vậy, ngay cả hậu kỳ đại tu sĩ đều khó mà chống cự một kích chi uy. Bất quá, phù linh truyền nhân mạnh nhất vốn cũng không phải là thân thể, mà là nguyên thần. Đại linh quan nhục thân vẫn một, siêu, một tiếng, một đạo cao mấy tấc nguyên anh từ Tiêu Phàm cự dưới tay bay nhanh mà ra, toàn thân lóng lánh nhạt hào quang màu xanh lục, tràn ngập oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm một chút, liền muốn thi triển thuấn di chi thuật, hướng nơi xa chạy trốn. Vô thanh vô tức, oán linh trong ngực ôm cửu âm bạch cốt điểm, từ cự nhân sau lưng nhô đầu ra, liếc đại linh quan đại thành nguyên anh một chút, be be kêu lên, cực kỳ hưng phấn. Oán linh tại thu lấy 18 âm ma ngẫu thời điểm, đại linh quan đã sớm bị ứng linh trạch pháp bảo bao phủ, vẫn chưa cảm ứng được oán linh khí tức khủng bố, lúc này, là thật dọa đến hồn phi phách tán. Càng là vu linh truyền nhân, càng là có thể cảm ứng được oán linh đối nguyên anh tinh hồn loại hình trời sinh khắc chế chi lực. Đạo hữu tha mạng, hết thảy dễ thương lượng, chấm ngoặc kép, mắt thấy vẫn lạc tại tức, thận trọng như đại linh quan, cũng không lo được nhất môn chi chủ ngạo khí, ai hô ra tiếng. Đáng tiếc oán linh căn bản không có ý định thương lượng với hắn cái gì. Mây xám ôm lấy xương điểm, nhào tới trước một cái, đại linh quan nguyên anh nháy mắt bị mây xám bao phủ. Kết quả sẽ không còn có bất kỳ huyền niệm gì. Sau một lát, mây xám tan hết, oán linh một lần nữa hóa vì một cái 3-4 tuổi tiểu niếp niếp, cười hì hì cùng Tiêu Phàm thân mật một phen, liền là ẩn vào linh thú điểm không thấy bóng dáng. Nguyên địa cái gì đều không có lưu lại. Đó là cái gì? Thần toán tử ứng linh trạch hỏi. Mặc dù đại linh quan đã diệt, hắn nhưng như cũ đứng xa xa, cũng không tới gần Tiêu Phàm, trong ánh mắt tất cả đều là đề phòng thần sắc, mảy may cũng không có bởi vì Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt kịp thời đuổi tới viện thủ mà rất cảm thấy vui mừng, tự nhiên càng không có nói lời cảm tạ lòng cảm kích. Thực tế oán linh xuất hiện, khiến trong lòng của hắn vô cùng bất an. Nếu như hắn còn tại sử dụng nhục thân của mình, kia cũng không có gì, oán linh lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng ngạnh sinh sinh đem hắn nguyên thần từ thân thể bên trong tách ra. Mà bây giờ tình hình của hắn lại như thế đặc thù, nếu như Tiêu Phàm muốn đối phó hắn, chỉ cần thả ra oán linh đến, hắn cơ hồ hoàn toàn không có kháng cự chi lực. Tiêu Phàm thế nhưng là có thổ ma ngẫu ưu tiên quyền khống chế. Duy nhất để ứng linh trạch cảm thấy có chút an ủi là, trước mắt Tiêu Phàm cũng không có bất kỳ cái gì muốn ra tay với hắn lý do. Chỉ cần hắn từ đầu đến cuối không để Tiêu Phàm có lý do như vậy, vậy hắn chính là an toàn. Trời sinh quỷ linh, Tiêu Phàm lời ít mà ý nhiều trả lời chắc chắn thần toán tử nghi vấn. Đối với hắn mà nói, như là đã để oán linh tại Âu Dương Minh Nguyệt cùng thần toán tử trước mặt lộ mặt, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Chí ít tại kiến thức đến oán linh uy lực về sau, Tiêu Phàm tin tưởng, tại sau này thời gian bên trong, ứng linh trạch chắc chắn sẽ không trở thành địch nhân của hắn. Vậy mà là loại vật này, Tiêu đạo hữu vận khí, không phải bình thường tốt, chấm ngoặc kép, thần toán tử không khỏi than thở nói. Mặc dù không biết Tiêu Phàm vì sao đạt được cái này thiên sinh quỷ linh, nhưng vận khí đúng là tốt vô cùng. Tại thất dạ giới cái này ma tu quỷ vật hoành hành chỗ, có dạng này một trời sinh quỷ linh tùy thân làm bạn, hệ số an toàn lập tức tăng lên không ít. Tiêu Phàm cười cười, cũng không nhiều thêm đưa bình, nâng tay khẽ vẫy, từ dưới đất một đống thịt muối bên trong, bay ra một viên màu xanh biếc chữ vật vòng tay, Tiêu Phàm không chút khách khí, đem chữ vật vòng tay cầm tại trên tay. Cổ tay khẽ đảo, từ đó lấy ra một mảnh tạo hình cực kỳ cổ phác, điêu khắc cực kỳ tinh xảo hoa văn ngọc bài. Hơi hơi đánh giá, liền dán tại trên trán.
Thần toán tử thấy thế, tự nhiên không nói thêm lời. Tiêu Phàm song mi cau lại, cẩn thận đọc lấy ngọc bài bên trong nội dung, dần dần. Lông mày mau dương lên, lộ ra vừa mừng vừa sợ thần sắc. Trọn vẹn 30 phút sau quá khứ, Tiêu Phàm mới rốt cục buông xuống ngọc bài, mặt mũi tràn đầy vẻ do dự. Làm sao, Tiêu đạo hữu có cái gì đặc biệt phát hiện a? Ngọc bài này bên trong ghi chép cái gì nội dung? Ứng Linh Trạch nhịn không được hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười, nói, đáp bạn, đây là linh quan môn truyền thừa công pháp, cùng vị này đại linh quan về mặt tu luyện không ít tâm tư phải, nhất là ma ngẫu luyện chế, đại linh quan tựa hồ có chút sở trường. Từ cái này bên trên ghi lại nội dung đến xem, chúng ta trước kia luyện chế thổ ma ngẫu phương pháp, tựa hồ hơi có sai lầm, còn có đáng giá đổi tiến vào chỗ. Hắn nhưng là chính tai nghe đại linh quan nói qua, thổ ma ngẫu luyện chế không đúng phương pháp, nếu không, như thế nhiều tài liệu chân quý hợp lại cùng nhau. Sớm nên luyện chế ra từng cỗ có nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ thực lực siêu cấp ma ngẫu ra. Điểm này, Tiêu Phàm tuyệt không nghi ngờ. Tại luyện chế ma ngẫu phương diện này, Tiêu Phàm tự nhận, cùng chân chính vu linh truyền nhân kém đến quá xa. Cũng chính vì vậy, lúc này mới tại diệt sát đại linh quan về sau, ngay lập tức từ hắn chữ vật vòng tay bên trong tìm kiếm đến cái ngọc bài này đến chứng thực. Không sai, nếu như nhiều như vậy cực phẩm vật liệu cũng còn luyện không ra một bộ hậu kỳ ma ngẫu, ứng nào đó cũng thật không biết. Còn có cái gì vật liệu có thể luyện chế ra đến? Đối đây, Ứng Linh Trạch hào không phản đối, rất tán thành. Hắn nhưng là đem một viên cực phẩm thổ linh thạch đều tan đi vào. Cỗ này ma ngẫu nếu quả thật có thể lần nữa tiến giai đến hậu kỳ cảnh giới, với hắn mà nói, tự nhiên là đại hảo sự. Lại mặc kệ về sau sẽ như thế nào, chỉ tại tầm bảo quá trình bên trong, lực chiến đấu của hắn sẽ thẳng tắp lên cao. Cùng loại hôm nay dạng này sinh tử một đường tình hình, tất nhiên sẽ giảm mạnh. Âu Dương Minh Nguyệt nhìn Ứng Linh Trạch một chút, chậm rãi nói, trước tiên tìm một nơi điều tức một cái đi. Vừa rồi một trận ác chiến, Ứng Linh Trạch nguyên thần chi lực tiêu hao không ít, tất phải lập tức tĩnh dưỡng điều trị. Hai vị như là đã đến lân cận, lại vì sao cố ý giấu giếm khí tức, để ta không cảm ứng được. Nghe Âu Dương Minh Nguyệt câu nói này, Ứng Linh Trạch lập tức trong lòng có một cỗ khí không thế nào thuận, ngữ tức cũng không được quá khách khí. Sớm biết các ngươi đã rời đi Lôi Linh Đảo, đến bên này. Ta còn như vậy ba ba hướng Phổ Cát Hải Hạp đuổi làm cái gì? Thanh thản ổn định tìm một chỗ trốn tránh, chờ các ngươi đuổi tới tụ hợp, chẳng phải là tốt. Hẳn là các ngươi thành tâm nghĩ nhìn chuyện cười của ta không thành. Âu Dương Minh Nguyệt lạnh nhạt nói, chúng ta tại Lôi Linh Đảo bên kia, cũng gặp phải chút phiền phức, không muốn cùng người dây dưa, lúc này mới ẩn nấp mà đi. Bằng không mà nói, hiện tại chúng ta khả năng cũng còn vây ở Phổ Cát Hải Hạp bên kia. Như thế cái rất tốt lý do. Lại nói, chúng ta không phải chủ động đến nơi đây tìm ngươi rồi sao? Quan trọng trước mắt, chúng ta cũng chưa thật đưa ngươi cùng không để ý, hay là xuất thủ giúp đỡ. Thần toán tử khe khẽ hừ một tiếng, cũng không biết hắn có phải là tin tưởng Âu Dương Minh Nguyệt nói lý do này, lại không nói gì nữa. Việc này, người ta đã nói như vậy, ngươi cũng chỉ có thể như thế nghe. Chẳng lẽ còn thật có thể tra cái tra ra manh mối không thành? Lập tức ba người lân cận tại cách đó không xa tìm một chỗ linh khí miễn cưỡng coi như dư giả chỗ, tu kiến lâm thời động phủ, phân biệt ở đi vào. Chương 1218, hướng đông. Nửa tháng sau, lâm thời động phủ, Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt một trái một phải, đối diện ngồi xếp bằng. Trong bọn hắn ở giữa, thổ ma ngẫu ở giữa đứng thẳng. Lúc này thổ ma ngẫu, cùng nửa tháng trước đó, lại có rõ ràng biến hóa, khí tức cực kỳ cường đại. Đã khó khăn lắm đạt tới nguyên anh trung kỳ trạng thái đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ cảnh giới, chỉ có cách xa một bước. Hắc hắc, linh quan môn khác công pháp chẳng ra sao cả, cái này tế luyện ma ngẫu chi pháp, ngược lại là có chút có tác dụng. Ba người chúng ta liên thủ, vậy mà có thể trong thời gian ngắn như vậy, để cái này ma ngẫu cảnh giới tăng lên một bước dài. Chấm ngoặc kép, thổ ma ngẫu thể nội, truyền đến Ứng Linh Trạch thanh âm ông ông. Nguyên bản thời gian nửa tháng thực tế là không đủ. Linh quan môn truyền thừa phương pháp cố nhiên thần diệu vô so, hơn 10 ngày cũng vẫn là quá ít, nhưng ở Âu Dương Minh Nguyệt cùng thần toán tử hai tên hậu kỳ đại cao thủ toàn lực giúp đỡ, vậy mà để bọn hắn sáng tạo một cái không nhỏ kỳ tích. Về phần vừa sải bước tiến vào hậu kỳ cảnh giới, Tiêu Phàm cũng biết kia khả năng không lớn, ngược lại là không có cưỡng cầu. Mặc dù dựa theo kia ngọc bài ghi chép, xác thực có cơ hội luyện chế ra một bộ hậu kỳ cảnh giới thổ ma ngẫu, bất quá cái kia cũng phải để ý một cái cơ duyên và vận khí. Cùng đủ để cho thổ ma ngẫu đại bạo phát thời cơ, tuyệt không phải chỉ là hơn 10 ngày quang cảnh có thể một lần là xong. Bất quá, Tiêu đạo hữu, người định dùng cái gì đến thúc đẩy cỗ này ma ngẫu đâu? Trước kia cái kia tàn hồn,
sợ là lực có chưa đến. Ứng Linh Trạch lập tức hỏi, lấy hắn thần hồn chi lực cường đại, đương nhiên đủ để thúc đẩy cỗ này nguyên anh trung kỳ trạng thái đỉnh phong thổ ma ngẫu, nhưng bởi như vậy, thần hồn của hắn chi lực liền sẽ tiêu hao cực nhanh. Dù sao hắn nguyên thần đối với thổ ma ngẫu đến nói, thuộc về kẻ ngoại lai. Chân chính điều khiển thổ ma ngẫu, còn phải đem thần hồn chi lực cùng thổ ma ngẫu hòa làm một thể. Trước mắt lưu tại thổ ma ngẫu thể nội, hay là uy linh lão ma tàn hồn. Uy linh lão ma năm đó mặc dù cũng có nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng trải qua ngàn năm tiêu hao, thần hồn chi lực trải qua cực kỳ nghiêm trọng, thúc đẩy nguyên anh sơ kỳ cảnh giới thổ ma ngẫu, tất nhiên là không thành vấn đề. Nhưng dưới mắt thổ ma ngẫu cảnh giới tăng lên nhiều như thế, uy linh lão ma tàn hồn chi lực, liền còn thiếu rất nhiều. Tiêu Phàm cười cười, nói cái này cũng không cần thiết đáp bạn nhọc lòng, Tiêu Mỗ đã sớm chuẩn bị. Nói, ống tay áo lắc một cái, oán linh từ linh thú điểm bên trong bắn ra. Hóa vì một cái 3-4 tuổi tiểu niếp niếp, Âu Dương Minh Nguyệt cùng Ứng Linh Trạch đã gặp oán linh một lần, bất quá dưới mắt tiểu niếp, vẫn là để bọn hắn lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy tiểu niếp bên người, loáng thoáng vây quanh 10 cái người tí hon màu đen, ước chừng cao mấy tấc thấp. Dáng người yểu điệu, đều là nữ tử thân thể. Nhìn kỹ lại, cái này 10 cái người tí hon màu đen, vậy mà cùng kia 18 cô âm ma ngẫu cực kỳ tương tự. Chen chúc tại oán linh bên người, phảng phất chúng tinh phủng nguyệt. Ngay cả Tiêu Phàm thấy thế đều có chút kinh ngạc, nhưng nhìn qua, tiểu niếp lại rất vui vẻ. Có lẽ, nàng là đem những này người tí hon màu đen xem như một loại nào đó đồ chơi. Vô luận là ai, khi còn bé, đều cần đồ chơi. Trời sinh quỷ linh cũng không ngoại lệ, tiểu niếp vừa hiện thân, liền nhảy vào Tiêu Phàm thể nội, cùng Tiêu Phàm thân mật cùng nhau, quả thực thân mật. Kia 10 cái người tí hon màu đen, cũng trong chớp nhoáng ẩn vào đến tiểu niếp thể nội, không thấy bóng dáng. Thân mật một lát, Tiêu Phàm vỗ vỗ tiểu niếp tròn căng đầu, bờ môi khinh động, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Kỳ thật Tiêu Phàm cùng oán linh ở giữa câu thông, hoàn toàn dựa vào thần thức giao lưu hoàn thành. Truyền âm nói chuyện, chỉ là Tiêu Phàm một loại nếm thử, cũng là quen thuộc. Tiểu niếp tại trong ngực hắn ngẩng đầu, hướng na bên cạnh thổ ma ngẫu nhìn một cái, nhẹ gật đầu, siêu, một tiếng, một đạo màu đen tàn hồn, từ trong cơ thể nàng bay ra. Âu Dương Minh Nguyệt cùng Ứng Linh Trạch định thần nhìn lại, rõ ràng là đại linh quan bộ dáng. Chỉ bất quá giờ phút này, đại linh quan tàn hồn thần sắc đờ đẫn, ngơ ngác phiêu hốt ở Tiêu Phàm trước mặt. Tiêu Phàm thần thái lập tức ngưng trọng lên. Tay phải nhẹ nhàng vạch một cái, cổ tay trái bên trên lập tức vỡ ra một đường vết rách, chảy ra mấy giọt máu tươi. Tiêu Phàm bấm tay gảy nhẹ, cái này mấy giọt máu tươi bắn ra, đính vào đại linh quan tàn hồn trên thân. Tiêu Phàm hai mắt khép hờ, miệng lẩm bẩm, từng đạo pháp quyết đánh ra, kia mấy giọt máu tươi dần dần bị đại linh quan tàn hồn hút thu vào. Đi, Tiêu Phàm bỗng nhiên mở hai mắt ra, quát to một tiếng. Tàn hồn chấn động, liền là hướng xuống đất ma ngẫu phiêu nhiên mà đi. Dán tại thổ ma ngẫu thân thể bên trên. Thổ ma ngẫu thân thể hào quang tỏa sáng, ẩn ẩn chảy ra một cỗ nhàn nhạt mùi máu tanh, sau một lát, đại linh quan tàn hồn liền hoàn toàn không xuống mổ ma ngẫu thể nội, bóng dáng không gặp. Dùng cái thằng này tàn hồn đến điều khiển thổ ma ngẫu, ngược lại là phi thường phù hợp. Ứng Linh Trạch ồm ồm nói, đại linh quan bản thân là hậu kỳ đại tu sĩ, thần hồn chi lực cực kỳ cường đại, mà lại là linh quan môn môn chủ, chính tông vu linh truyền nhân. Lấy hắn tàn hồn thúc đẩy thổ ma ngẫu, chính là chính tuyển. Tiêu Phàm sớm đã làm tốt cái này tay chuẩn bị, lúc này mới không chút do dự, chủ động nghênh địch. Âu Dương Minh Nguyệt tự nhiên tuyệt sẽ không cùng hắn tranh chấp. Đại trưởng lão cũng không biết có bao nhiêu kiêu ngạo, mắt thấy đại linh quan tàn hồn hoàn toàn dung nhập thổ ma ngẫu thể nội, Âu Dương Minh Nguyệt liền là chậm rãi đứng dậy, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Tiêu Phàm nhưng không có đi theo. Ngược lại hỏi, đại trưởng lão, muốn tới đâu đi? Tự nhiên là hướng Tây, đi Thiên Mã Đại Lục, Âu Dương Minh Nguyệt từ tốn nói, mặt vô biểu lộ. Thiên Mã Đại Lục kỳ thật cũng là một cái hòn đảo, chỉ là hòn đảo này lớn đến có chút không hợp thói thường, vượt xa toa ma giới Nam Châu Đại Lục nhất đại quốc gia cương vực, vì vậy tại thất giả giới được xưng là Thiên Mã Đại Lục. Bọn hắn tại Lôi Minh Thành thời điểm, đã sớm đem hết thảy có thể tìm kiếm đạt được địa đồ đều làm đến trong tay. Tại cái này dị giới tha hương. Muốn sinh tồn tiếp, quen thuộc hoàn cảnh chính là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Có thể cảm ứng được, có tốt mấy người thần hồn ấn ký, đều tại Thiên Mã Đại Lục. Âu Dương Minh Nguyệt chi ý, là muốn đi trước Thiên Mã Đại Lục đi cùng những người kia tụ hợp. Hội tụ vào một chỗ đồng bạn càng nhiều, lực lượng liền càng cường đại, hành động mới càng thuận tiện. Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, nói, mời đại trưởng lão cùng đáp bạn đi đầu một bước,
tại hạ muốn đi trước Đông Phương. Âu Dương Minh Nguyệt đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhau, Ứng Linh Trạch cũng không tiện mở miệng. Đông Phương cũng quả thật có thể mơ hồ cảm ứng được một cái thần hồn ấn ký Thiên Diệu Tiên Tử thần hồn ấn ký. Sáu người khác thần hồn ấn ký, đều tại Tây Phương cùng hướng Tây Bắc, Thiên Diệu Tiên Tử là một cái duy nhất bị không gian thông đạo đưa đến phía đông người. May mắn là, lần này cưỡng ép xuyên qua không gian thông đạo, thế mà không có vẫn lạc bất cứ người nào, cũng coi là vận khí cực dai. Theo lý, đương nhiên là hẳn là đi Thiên Mã Đại Lục, mau chóng cùng mấy người kia tụ hợp, tăng cường thực lực. Mà lại Hỗn Nguyên Thượng Nhân cùng Thúy Phu Nhân đều ở bên kia, một khi cùng bọn hắn tụ hợp, ngũ hành thần toán cũng liền một lần nữa góp đủ. Đây là cam đoan bọn hắn tại thất dạ giới sinh tồn đồng thời thuận lợi tầm bảo tiền đề cơ bản. Bất luận một vị nào thủ lĩnh, đều sẽ làm ra quyết định như vậy. Âu Dương Minh Nguyệt cũng không ngoại lệ, đi trước Thiên Mã Đại Lục, tụ họp những người khác lại nói. Chốc lát, Âu Dương Minh Nguyệt nói, ngữ khí 10 điểm bình thản. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói thật có lỗi, ta nhất định phải hướng đông. Chờ ta Hòa Thanh Nhu tụ họp về sau, tự nhiên sẽ đi Thiên Mã Đại Lục, cùng các ngươi tụ hợp. Âu Dương Minh Nguyệt chậm rãi nói, Thiên Diệu thần hồn ấn ký lúc mạnh lúc yếu. Rất khó chuẩn xác cảm ứng được vị trí của nàng, mà lại nàng tựa hồ vẫn còn tiếp tục hướng phía đông di động. Cho nên ta nhất định phải đi tìm nàng. Tiêu Phàm thanh âm không cao, ngữ khí lại cực kỳ kiên định. Biết rõ những người khác tại phía tây, Thiên Diệu tiên tử lại không hướng tây bên cạnh dựa vào, ngược lại hướng đông bên cạnh di động. Đây mới là Tiêu Phàm chân chính lo lắng. Không hề nghi ngờ, Thiên Diệu tiên tử khẳng định là gặp nào đó loại phiền toái, hướng tây con đường bị trở ngại gì. Đây không phải một mình ngươi hành động. Âu Dương Minh Nguyệt song mi nhàn nhạt dương lên. Đối với Âu Dương Minh Nguyệt mà nói, đây coi là phải là cực kỳ hiếm thấy. Đại trưởng lão thế mà động khí phách, từ giờ trở đi, là, Tiêu Phàm không nhúc nhích chút nào. Âu Dương Minh Nguyệt ánh mắt lóe lên một vòng tàn khốc. Ứng Linh Trạch khe khẽ thở dài, nói Tiêu đạo hữu. Dựa theo Thiên Diệu tiên tử thần hồn ấn ký biểu hiện phương vị đến xem, muốn tìm tới nàng, nhất định phải xuyên qua Đông Bình Hoang Nguyên. Ngươi hẳn phải biết, Đông Bình Hoang Nguyên mức độ nguy hiểm. Trong đó không ít địa phương, thậm chí bị liệt là thất dạ giới cấm địa. Chỗ nguy hiểm như vậy, dù coi như là thất dạ giới bản thổ tu sĩ, cũng tùy tiện không dám xông vào đi vào, ngay cả đại tu sĩ đều vì thế mà choáng váng. Tiêu Phàm một người tiến về, phải xuyên qua toàn bộ Đông Bình Hoang Nguyên, nói theo một ý nghĩa nào đó, quả thực chính là tự hành muốn chết. Tự vệ còn không rảnh, nói thế nào viện thủ, ta biết. Tiêu Phàm chỉ là nhàn nhạt trả lời dạng này ba chữ. Mặc kệ Đông Bình Hoang Nguyên cỡ nào nguy hiểm, chỉ cần Thiên Diệu tiên tử bị vây ở bên kia, hắn nhất định phải chạy tới. Đây là Tiêu Phàm nguyên tắc, Ứng Linh Trạch không chịu được nhìn Âu Dương Minh Nguyệt một chút. Mặc dù cùng là đại tu sĩ, nhưng xuất phát thời điểm, mọi người đã sớm đạt thành chung nhận thức, lần này hành động, lấy Âu Dương Minh Nguyệt cầm đầu. Trong động phủ, trở nên 10 điểm yên tĩnh, mỗi người đều trầm mặc xuống. Bầu không khí lại càng thêm khẩn trương. Tốt, hướng đông, cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời điểm, Âu Dương Minh Nguyệt khẽ mở môi anh đào, chậm rãi nói, đồng thời hít một hơi thật sâu, đầy đặn hai ngọn núi, nhô thật cao. Đủ thấy đại trưởng lão ở sâu trong nội tâm, kém xa nàng mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Bị một cái hậu sinh vãn bối, bức, phải ngạnh sinh sinh thay đổi chủ ý, đối với Âu Dương Minh Nguyệt đến nói, kia đại khái cũng là bình sinh lần đầu tiên. Hết lần này tới lần khác Tiêu Phàm kia, đương nhiên, tỉnh táo cùng Âu Dương Minh Nguyệt tự thân thận trọng, làm cho nàng có khí đều vung không ra, chỉ có thể gắt gao kìm nén. Tiêu Phàm có chút xoay người, hướng Âu Dương Minh Nguyệt khom người một chút. Luôn luôn một từ, Âu Dương Minh Nguyệt lập tức nghiêng đầu đi, không nhận hắn, lễ, chốc lát, rốt cục vẫn là thêm một câu. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Dù là Âu Dương Minh Nguyệt hàm dưỡng cho dù tốt, lại phải gìn giữ đại trưởng lão thận trọng, cái này miệng, ác khí, giấu ở trong lòng, cũng thực tế là không dễ chịu, vô luận như thế nào, đều cần như thế thoáng phát tiết một chút. Chấm ngoặc kép, lần này, Tiêu Phàm rốt cục mở miệng, cứ việc chỉ là cực kỳ đơn giản một cái giọng mũi, lại đại biểu cho Tiêu Phàm thái độ. Trên thực tế, Âu Dương Minh Nguyệt lần này chiều theo Tiêu Phàm, ở sau đó tầm bảo hành động bên trong, Tiêu Chân Nhân chỉ sợ cũng phải vô điều kiện phối hợp Âu Dương đại trưởng lão. Nếu không, đại trưởng lão nhất định rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 1219, Đông Bình Hoang Nguyên. Đông Bình Hoang Nguyên lại được xưng là Đông Bình Quần Đảo. Đông Bình Quần Đảo quy mô cùng hòn đảo tổng diện tích tại toàn bộ thất dạ giới, xếp hạng trước ba bên trong. Nhưng mà nếu bàn về hoang vu, Đông Bình Quần Đảo chỉ sợ muốn xếp tại thứ nhất,
Đầu tiên, là bởi vì Đông Bình quần đảo chỗ vắng vẻ, cơ bản ở vào thất dạ giới đông bộ biên giới. Lại hướng đông, chính là vô biên vô hạn biển cả. Tiếp theo, là bởi vì nơi này khí hậu cực kỳ ác liệt, một năm bốn mùa, gió lốc không ngừng, thỉnh thoảng sẽ bộc phát ra kinh thiên động địa đại hải khiếu. Mà tại diện tích hơi lớn một chút hòn đảo trung ương, nhưng lại lâu dài phơi nắng, quanh năm suốt tháng không gặp được một giọt nước mưa, từng mảng lớn hoang vu đến cực điểm sa mạc. Chỉ có rắn rết loại hình ẩn hiện trong đó. Hoàn cảnh như vậy, thế tục phàm nhân căn bản liền không thể ở lại. Chỉ có tại cực thiểu số thiên tai chẳng phải liên tiếp phát sinh hòn đảo bên trên, mới có chút ít phàm nhân định cư. Mà phàm nhân, lại là tu chân giới nền tảng. Không có số lượng đông đảo phàm nhân, liền không cách nào sinh ra đầy đủ số lượng người tu chân, cũng liền không khả năng hình thành lớn tông môn. Vì vậy tại Đông Bình quần đảo, dõi mắt chỗ đến, trừ hoang vu chính là hoang vu. Thật vất vả nhìn thấy một tòa thành trì, quy mô cũng nhỏ đến thương cảm. Cùng Nam Châu đại lục siêu cấp thành lớn tương đối mà nói, những này cái gọi là thành trì, nhiều nhất chính là cái thổ lũy làng. Đương nhiên, nếu là thả trên địa cầu, những thành thị này cũng là không tính nhỏ, thậm chí còn có thể nói là thành phố lớn. Cái này tự nhiên là bởi vì, thất dạ giới quá mức rộng lớn, Đông Bình quần đảo hoang vu, là lấy thất dạ giới những người khác khói đông đúc chỗ làm đối so. Tổng cộng, Đông Bình quần đảo phàm nhân nhân khẩu, cũng là hàng trăm triệu. Chỉ là quần đảo diện tích thực tế quá lớn, cái này hàng trăm triệu nhân khẩu đặt ở trong đó, quả thực chính là giọt nước trong biển cả. Nhưng mà Đông Bình quần đảo linh khí cũng không mỏng manh, cùng thất dạ giới địa phương khác đồng dạng, tính được 10 điểm bình thường. Vì vậy, Đông Bình quần đảo liền xuất hiện một loại hiện tượng kỳ quái, nơi này người tu chân tổng số rất ít. Tu chân tông môn quy mô cũng rất nhỏ, tu sĩ cấp cao số lượng cũng rất nhiều. Đương nhiên, đa số đều là chút không muốn thụ môn quy ước thúc tán tu. Tại cái này ngoài vòng giáo hóa chi địa, chiếm núi là vua, xưng tôn xưng tổ, tự tại tiêu giao. Đừng nhìn Đông Bình quần đảo hoang vu, các loại tài nguyên lại dư giả cực kỳ, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, cơ hồ là muốn cái gì liền có cái gì. Trong biển có động vật biển, trên trời có yêu cầm, trong núi có thú tộc. Diện tích lớn nhất Đông Bình đảo trong đảo đại sa mạc Gobi chỗ sâu, còn có vô số kỳ trùng. Cùng Nam Châu đại lục man hoang thế giới đồng dạng, Đông Bình quần đảo là thợ săn thiên đường. Người thủ đoạn cao minh, nơi này tuyệt đối là thiên đường. Thu hoạch chi phong, xa không phải địa phương khác thợ săn có thể chịu được so sánh. Thất dạ giới chỉ ít có mấy cái danh chấn một phương đại thế gia. Nó đời thứ nhất tiên tổ, chính là tại Đông Bình quần đảo săn được hiếm thấy chim quý thú lạ mà làm giàu. Có là lấy chi đổi một món khổng lồ tài phú cách xù, từ đây phú khả địch quốc. Có thì là ăn những này dị thú nội đan, luyện thành tuyệt thế thần công. Trở thành một phương vô địch tông sư. Đương nhiên, nếu như người bản sự không tốt, nơi này càng là ngươi thiên đường. Hồn phi thiên nước, sau mấy tháng, Tiêu Phàm, Âu Dương Minh Nguyệt cùng Ứng Linh Trạch xuất hiện tại Đông Bình Trung ương đảo, đại sa mạc Gobi bên ngoài. Dõi mắt nhìn thấy, cát vàng mênh mông, một chút thấp bé bụi cây, tô điểm tại hoàng trong cát, lộ ra đặc biệt thê lương hoang vu. Đông Bình đảo khu vực trung ương cái này mênh mông vô bờ từ sa mạc, mới thật sự là trên ý nghĩa Đông Bình hoang nguyên. Rất nhiều tu sĩ cấp cao miệng bên trong Đông Bình hoang nguyên, chỉ cũng là cái này một khối sa mạc. Nơi này là kỳ trùng dị thú thiên địa, thất dạ giới đại danh đỉnh đỉnh thập đại kỳ trùng, tại Đông Bình hoang nguyên bên trong có thể tìm tới 7 loại trở lên. Trong đó liền bao quát lưng sắt con bọ ngựa, đứng tại đại sa mạc Gobi bên ngoài một tòa núi nhỏ đỉnh phía trên, Ứng Linh Trạch ánh mắt lóe lên một vòng vẻ chán ghét, chậm rãi nói thật là một cái cổ quái địa phương. Đối điểm này, Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt đều không có nói lời phản đối. Xác thực đủ cổ quái. Tại Đông Bình hoang nguyên, bởi vì lòng đất đông cực từ ánh sáng ảnh hưởng, không gian chi lực là hỗn loạn. Ở đây, không cách nào ở trên không phi đột, chỉ có thể kề sát đất phi hành, mà lại tốc độ bay chậm làm cho người khác giận sôi. Mặc kệ ngươi ra sao chờ phi độn cao thủ, vừa tiến vào Đông Bình hoang nguyên, đều chỉ có thể lão ngưu kéo vỡ xe, từ từ sẽ đến. Theo Âu Dương Minh Nguyệt nói, tại Nam Châu đại lục Nam Dương biển cả chỗ sâu, cũng có một mảnh dạng này hải vực, thụ tới lòng đất từ ánh sáng ảnh hưởng, trời chim cùng nhân loại tu sĩ đều không thể phi độn. Khó trách thiên diệu tiên tử sẽ bị vây ở hoang nguyên nơi nào đó, tại dạng này không cách nào không chung nhanh chóng phi độn địa phương, lại trải rộng các loại cực kỳ am hiểu chém giết gần người, số lượng đông đảo kỳ trùng quái kiến, vô luận là ai, chỉ sợ đều là thúc thủ vô sách. Cái này còn thôi, nhất là để người khó mà tiếp nhận chính là Đông cực từ quang trời sinh khắc chế các loại canh kim loại pháp bảo. Chỉ cần là canh kim loại pháp bảo binh khí,
tại Đông Bình Hoang Nguyên bên trong là không cách nào sử dụng, dù chỉ là pháp bảo binh khí bên trong trộn lẫn có bộ phân canh kim vật liệu, cũng giống vậy sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Chính là đầu này cấm chế, để ứng linh trạch đối với nơi này tràn ngập chán ghét chi ý. Hắn bản mệnh pháp bảo, chính là canh kim loại, ở đây căn bản liền không cách nào tế ra. Bản mệnh pháp bảo không thể tế ra đối địch, lực chiến đấu của hắn lập tức liền hàng một mảng lớn, chỉ có thể dựa vào thổ ma Amen thông tác chiến. Phải nói, bây giờ đã đạt đến tại Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong cảnh giới thổ ma ngẫu, sức chiến đấu tính được cực nó cường hãn, không thua tại phổ thông Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, chỉ là ứng linh trẻ còn có chút không quen mà thôi. Bộ thân thể này, cuối cùng không phải là của mình, là mượn tới, khu xử, từ đầu đến cuối không cách nào thuận buồm xuôi gió. Tiêu Phàm cười cười, nói, đáp bạn, thổ ma ngẫu tại cái này qua trong vách, nhưng thật ra là nhất chiếm tiện nghi. Không có thể phi thiên, vậy liền độn địa. Không có cái gì so thổ ma ngẫu thuật độn thổ càng xuất thần nhập hóa. Dù coi như những cái kia hung hãn vô so kỳ trùng, đối mặt có thể tùy thời cùng đại địa hòa làm một thể thổ ma ngẫu, đều không có biện pháp gì tốt. Ứng linh trạch hừ một tiếng, ngược lại là không có phản bác. Kỳ thật lần đầu nghe tới Đông Bình Hoang Nguyên canh kim cấm chế thời điểm, Tiêu Phàm trong lòng chỉ có càng thêm phiền muộn. Hắn vảy rồng giáp mặc dù một lần nữa rèn luyện qua, đem trước đây gia nhập trong đó tất cả cái khác vật liệu đều loại bỏ rơi. Bao quát tại canh kim vật liệu bên trong đại danh đỉnh đỉnh thiết mẫu bột mài, bảo trì thiên địa dị thú giao long tài liệu thuần khiết tính. Nhưng ở Đông Bình Hoang Nguyên, vảy rồng giáp cũng là có thể từ đầu đến cuối cất giữ tại chữ vật vòng tay bên trong. Bởi vì luyện vào trong đó bốn mảnh kim giao vương bản mệnh vảy rồng, là thuần túy nhất duệ kim vật liệu. Không có vảy rồng giáp hộ thể, chỉ phải suy nghĩ một chút lưng sắt con bọ ngựa tiến thối như điện chém giết gần người thủ đoạn, liền không chịu được hàn khí ứa ra. Loại kia thiên phú thần thông, thực tế không phải nhân loại tu sĩ ngày mai cố gắng liền có thể hoàn toàn không nhìn. Ngay cả Tiêu Phàm cường hoành như vậy luyện thể thuật sĩ đều là như thế, tu sĩ khác chỉ có càng thêm không chịu nổi. Nhất làm cho Tiêu Phàm im lặng là, linh thú điểm bên trong lưng sắt con bọ ngựa còn tại ngủ say, mảy may không tỉnh lại nữa ý tứ. Những này lưng sắt con bọ ngựa cố nhiên là cực giai giúp đỡ. Sức chiến đấu kỳ mạnh, nhưng cái này ngủ say tiến giai thời gian cũng thật không khỏi quá dài. Dài đến đại bộ phận phân tu sĩ căn bản cũng không có như thế thọ nguyên có thể chờ đợi bọn hắn tiến giai thành công. Nếu không, có lưng sắt con bọ ngựa tương trợ, tiến vào Đông Bình Hoang Nguyên, Tiêu Phàm trong lòng bao nhiêu muốn bình yên một chút. Tiêu Phàm, người còn có thể cảm ứng được thiên diệu thần hồn ấn ký sao? Đứng tại Tiêu Phàm bên người Âu Dương Minh Nguyệt mở miệng hỏi. Mấy ngày trước đó, bọn hắn chưa đến Đông Bình Hoang Nguyên khu vực biên giới lúc, Âu Dương Minh Nguyệt cùng ứng linh trạch liền đồng thời mất đi đối thiên diệu tiên tử thần hồn ấn ký cảm ứng. Cơ hồ khiến phải hai người bọn họ ngừng lại, không có ý định tiếp tục hướng phía trước. Bởi vì, trừ thiên diệu tiên tử chủ động che đậy lại cái này thần hồn ấn ký bên ngoài, kia cũng chỉ còn lại có một loại khả năng thiên diệu tiên tử đã vẫn lạc. Vô duyên vô cớ, nàng che đậy lại thần hồn của mình ấn ký làm cái gì? Nàng hẳn là có thể cảm ứng được. Tiêu Phàm Âu Dương Minh Nguyệt ứng linh trạch bọn người chính hướng nàng vị trí di động, rõ ràng là đến cùng nàng tụ hợp. Gặp phải tình huống như thế này che đậy thần hồn của mình ấn ký, trừ phi là không muốn tiếp tục cùng bọn hắn đồng hành. Mà ở cái này dị giới tha hương, nhất là tại lấy hung hiểm chứ danh Đông Bình Hoang Nguyên, nàng đơn thương độc mã. Muốn làm gì, cái này quá không hợp với lẽ thường. Tại Đông Bình Hoang Nguyên bên trong, dù coi như là thiên diệu tiên tử cao thủ như vậy, vẫn lạc phong hiểm cũng phi thường cao. Bất quá Tiêu Phàm lại khăng khăng mình vẫn như cũ có thể cảm ứng được thiên diệu tiên tử tồn tại. Điểm này, Tiêu Phàm vẫn chưa hoang ngôn khi dễ. Hắn cùng thiên diệu tiên tử ở giữa. Không cần tương hỗ gieo xuống thần hồn ấn ký, liền có thể cảm ứng được với nhau sự tồn tại của đối phương. Thiên diệu tiên tử bản mệnh châu đều bị Tiêu Phàm luyện hóa, chân quý nhất thiên âm chân nguyên, cũng vĩnh viễn lưu tại Tiêu Phàm huyết mạch bên trong. Loại cảm ứng này, xa so thần hồn ấn ký phải mạnh mẽ được nhiều. Nói thật. Đối Tiêu Phàm kiên trì như vậy, ứng linh trạch là không thể nào tin được. Tại hắn nghĩ đến, Tiêu Phàm chỉ là không cam tâm, mong đợi kỳ tích phát sinh. Căn cứ tình hình đến phân tích, thiên diệu tiên tử đã vẫn lạc khả năng cực lớn. Âu Dương Minh Nguyệt lại không nói gì thêm, chỉ tiếp tục hướng đại sa mạc Gobi xuất phát. Có thể, đông bắc phương hướng, Tiêu Phàm trả lời, vẫn như cũ là lời ít mà ý nhiều. Đi, Âu Dương Minh Nguyệt lại không nói nhảm, ống tay áo lắc một cái. Từ chữ vật vòng tay bên trong bay ra một đạo cam hào quang màu vàng, trong nháy mắt hóa thành một đầu dài đến hai trượng trăm chân trùng, xúc tu bay múa, hai viên lớn răng nanh lộ ra miệng bên ngoài, trong miệng hồ hồ phun khí độc,
cực kỳ hung mãnh kiệt ngạo. Âu Dương Minh Nguyệt gót sen nhẹ giơ lên, đạp đến con rết trên lưng, kia con rết gật gù đắc ý, mở ra trăm chân, hướng về dưới núi vội sông mà đi. Loại này con rết ngay tại chỗ tên là độc nhãn trùng, kỳ thật cùng cái khác con rết đồng dạng, là mắt kép. Sở dĩ bị bố trí cổ quái như vậy một cái tên, còn tại ở trán của nó ở giữa, có một loại giống như con mắt vằn, từ xa nhìn lại, cùng chỉ có một con mắt không khác. Độc nhãn trùng biệt danh, bởi vậy mà tới. Nghe nói, loại này độc nhãn trùng là Đông Bình Hoang Nguyên bên trong tốt nhất phương tiện giao thông một trong, nhìn qua kiệt ngạo bất tuần, nhưng thật ra là cực thiểu số có thể bị nhân loại thuần phục độc trùng bên trong một loại. Độc nhãn trùng mặc dù không biết phi hành, lại tại đại sa mạc Gobi bên trong chạy vội như bay, tốc độ xa so tu sĩ tầm thường tầng trời thấp phi độn thực sự nhanh hơn nhiều. Nếu không, lấy Đông Bình Hoang Nguyên rộng lớn, bằng bọn hắn nhận cực độ áp chế tầng trời thấp phi độn tốc độ, muốn đuổi đến Thiên Diệu Tiên Tử nơi ở, không có 3 năm 5 năm, kia là nghĩ cùng đừng nghĩ. Bây giờ có trăm chân trùng thay đi bộ, coi như hết thảy thuận lợi, chạy tới cũng còn cần 2-3 năm. Vừa đến một lần, chính là 4-5 năm quang cảnh. Cũng may đối với người tu chân đến nói, ba mấy năm còn có thể hao tổn nổi. Chương 1220, Cát Thận Thú Hậu Duệ. Hơn một tháng sau, một mảnh xanh tươi tốt sa mạc ốc đảo, xuất hiện tại ba người trước mắt. Tại Nam Châu Đại Lục, dạng này cảnh trí rất phổ biến, đoàn người đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là tại Thất Dạ giới dạng này hết thảy đều là lấy màu xám làm chủ yếu màu cơ bản giao diện, lại là tại Đông Bình Hoang Nguyên dạng này đại sa mạc Gobi bên trong, bỗng nhiên xuất hiện dạng này một chỗ màu xanh biếc giạt rào sa mạc ốc đảo, lại có vẻ đầy đủ chân quý, khiến người gặp một lần phía dưới, liền là ý chí lớn sướng. Ốc đảo diện tích không phải quá lớn, chiếm diện tích hẹn 5-60 mẫu, ở vào hai nơi núi cát sơn cốc bồn địa. Ba đầu thổ hoàng sắc trăm chân trùng tại cách ốc đảo bên ngoài hơn 10 trượng dừng bước. Ốc đảo biên giới, một đầu thú nhỏ thò đầu ra hướng bên này nhìn quanh một chút, liền là cực nhanh rụt trở về, tựa hồ nhận một loại nào đó kinh hãi. Một sợi nụ cười thản nhiên, tại Âu Dương Minh Nguyệt khóe miệng hiện lên, tựa hồ có chút vui vẻ. Mặc dù là người tu chân, cái gì ác liệt hoàn cảnh đều không để trong lòng, nhưng đã lâu chưa từng thấy đến dạng này đầy rẫy xanh ngắt điều kiện gây nên, tâm tình hay là không khỏi có chút hậm hực. Cái này ốc đảo ngược lại vẫn có thể xem là một tề thư giãn kiềm chế thuốc hay. Động thủ đi, không nên ở chỗ này trì hoãn quá nhiều thời gian. Ứng Linh Trạch rõ ràng không có như vậy nhàn tình nhã trí, ồm ồm nói. Tốt, chia ra hành động, lại thưởng thức ốc đảo cảnh đẹp một lát, Âu Dương Minh Nguyệt rốt cục nhẹ gật đầu, thậm chí nhịn không được khe khẽ thở dài, phảng phất rất không nỡ phá hư trước mắt phong cảnh. Ứng Linh Trạch cười hắc hắc, thổ ma ngẫu lăn khỏi chỗ, hóa thành cuồn cuộn cát vàng, trong chớp nhoáng chui vào sa mạc trong hoang mạc. Không thấy bóng dáng, Âu Dương Minh Nguyệt cùng Tiêu Phàm liếc nhau, không hẹn mà cùng dẫm mạnh dưới chân trăm chân trùng, không chậm không nhanh hướng na ốc đảo tới gần. Hơn một tháng, bọn hắn mặc dù một mực toàn lực đi đường, cũng bất quá vẫn là tại Đông Bình Hoang Nguyên khu vực biên giới, cách chân chính khu vực trung tâm còn xa. Dù là như thế, bọn hắn trên đường đã thu thập 6 tốp độc trùng, mỗi một nhóm độc trùng số lượng đều không ít, tốt tại cấp bậc đều không cao, lấy ba người tu vi cảnh giới, tất nhiên là thong dong ứng đối, không tốn sức chút nào. Ra ngoài ý định chính là, vừa mới đạp mạnh tiến vào đại sa mạc Gobi không có mấy ngày. Nguyên bản một mực tại linh thú điểm bên trong nằm ngáy o o lưng sắt con bọ ngựa lần lượt tỉnh lại, hưng phấn tại linh thú điểm bên trong chi chi kêu to, chỉ muốn chui ra ngoài. Ngược lại để Tiêu Phàm có chút hưng phấn một trận. Sau đó, lưng sắt con bọ ngựa quả nhiên thi thố tài năng. Nhóm đầu tiên đụng phải một tiểu bầy độc trùng, Tiêu Phàm bọn người cơ hồ đều không thế nào xuất thủ. Liền để ba mười mấy con lưng sắt con bọ ngựa bao tròn. Trải qua mấy năm ngủ say, tỉnh lại lưng sắt con bọ ngựa mặc dù chưa lần nữa tiến giai, khí tức lại so lúc trước cường đại hơn nhiều, nhất là hai con tam giai con bọ ngựa. Màu xám sắt phần lưng thậm chí xuất hiện từng đạo sáng ngân sắc hình khuyên văn, như ẩn như hiện. Lộ ra cực kỳ cổ phác thần bí. Những này tại Thần Long Uyên đầm lầy đại lượng thôn vệ cái khác độc trùng lưng sắt con bọ ngựa, trở nên càng thêm hung mãnh hiếu chiến, dũng cảm tiến tới. Mảnh này nhìn qua đẹp không sao tả xiết sa mạc ốc đảo, đừng bảo là Âu Dương Minh Nguyệt không muốn phá hư. Ngay cả Tiêu Phàm đều có chút, không đành lòng, hạ thủ. Nhưng bọn hắn cũng không nghĩ đường vòng mà đi, tại đường lui của mình bên trên lưu lại khổng lồ như vậy tai họa ngầm. Mặc dù ngụy trang rất khá, tại Tiêu Phàm cùng trong mắt người, hay là một chút liền có thể nhìn ra được, tòa này ốc đảo, là cực kỳ cao minh huyễn thuật huyễn hóa mà thành. Nhất là Tiêu Phàm bản thân liền là huyễn trận đại sư. Cái này khu trùng loại huyễn thuật,
tự nhiên không gạt được hắn. Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt trước một bước đến ốc đảo, cỏ xanh như tấm nệm, nước chảy róc rách, thỉnh thoảng có thú nhỏ thân hình ẩn hiện trong đó, hết thảy đều lộ ra chân thật như vậy, tĩnh mịch mà ấm áp. Huyễn thuật cao minh như thế, tại độc trùng bên trong, cũng coi là rất lợi hại, hẳn là các thận thú. Hoặc là có ít nhất các thận thú đích hệ huyết mạch. Đánh giá ốc đảo Mỹ lệ cảnh trí, Âu Dương Minh Nguyệt chậc chậc tán thán nói. Các thận thú, chính là thất dạ giới thập đại kỳ trùng một trong, tại Đông Bình Hoang Nguyên bên trong chợt có ẩn hiện, là thận thú biến chủng, cùng Tiêu Phàm vảy rồng giáp bên trong trộn lẫn hải thận thú gân thú đồng dạng, đều là chính tông nhất thận thú huyết mạch, có thể xưng huyễn thuật đại sư. Nhưng nơi đây còn xa xa không đến Đông Bình Hoang Nguyên giải đất trung tâm, lấy các thận thú đại danh đỉnh đỉnh, hẳn là không đến mức xuất hiện tại đại sa mạc Gobi khu vực biên giới. Vì vậy Âu Dương Minh Nguyệt suy đoán, có thể là một loại nào đó mang theo các thận thú đích hệ huyết mạch linh trùng huyễn hóa mà thành cái này ốc đảo. Ốc đảo chính giữa, có hai mắt thanh tuyền, nước suối róc rách, thanh tịnh thấy đáy, thậm chí còn có thể nhìn thấy thanh tuyền bên trong tiêu giao tự tại du động mấy đuôi tiểu ngư. Âu Dương Minh Nguyệt đứng tại hai uông thanh tuyền trước đó, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hai mắt khép hờ, khẽ mở môi anh đào, miệng lẩm bẩm, bỗng nhiên ở giữa, một đoàn tinh xảo kim sắc lôi cầu, nổi lên. Đảo mắt, kim sắc lôi cầu liền hóa thành vài thước lớn nhỏ một đoàn lôi điện, kim quang lóa mắt. Hai mắt thanh tuyền trơn nhẵn như gương mặt ngoài, bỗng nhiên lên từng vòng gợn sóng, mấy vị kia du động tiểu ngư, tựa hồ nhận một loại nào đó kinh hãi, tại thanh tuyền bên trong cấp tốc xuyên qua. Ngay sau đó, mặt đất bắt đầu nhẹ nhàng chấn động, sau đó, chấn động càng ngày càng kịch liệt, toàn bộ ốc đảo đều kịch liệt lay động. Rất rõ ràng, các thận thú cảm thấy cực độ nguy hiểm. Chỉ tiếc, hết thảy đều đã trễ. Cái này các thận thú vậy mà để Âu Dương Minh Nguyệt đi tới nó phụ cận, còn sớm kích phát Hạo Dương thần lôi, nơi nào còn có khả năng đào tẩu. Phích lịch một tiếng, kim sắc lôi điện trùng điệp đánh vào hai mắt thanh tuyền phía trên. Một tiếng phẫn nộ đến cực điểm tê minh thanh bỗng nhiên vang lên. Thanh tuyền bốn phía mười mấy cây nhỏ bỗng nhiên hóa thành mười mấy đầu màu đỏ thẫm dâu thịt, to như tay em bé, cua hướng Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt hoành quét tới. Toàn bộ ốc đảo cũng đang bay nhanh cải biến nhan sắc, những cái kia như đệm cỏ xanh cùng thấp bé lục sắc bụi cây, đều trong nháy mắt biến thành màu đỏ thịt sắc cùng màu nâu xanh. Đầu này yêu vật chính đang nhanh chóng hiện ra nguyên hình. Tiêu Phàm mười ngón duỗi ra, mấy chục đạo tinh xảo ngân sắc lôi điện hối hả oanh ra, mang theo có chút thuần chính mậu thổ thần lôi khí tức. Trong đó xen lẫn tà khí đã yếu bớt rất nhiều, thần lôi uy lực cũng bởi đó tăng cường không ít. Mậu thổ thần lôi chuẩn xác không sai lầm đánh vào mười mấy đầu màu đỏ thẫm dâu thịt phía trên, lập tức khói xanh ứa ra, mùi xú khí hơi thở bốn phía. Lại là một tiếng đau đớn tê minh vang lên. Lúc này, yêu vật rốt cục hiện ra nguyên hình. Chính là một đầu dài đến hơn 10 trượng thằn lằn trạng quái thú, miệng tai to rộng, hai con mắt đóng chặt. Nước mắt bắn ra mà ra, kia hai hoàng thanh tuyền. Chính là thằn lằn trạng quái thú hai con mắt biến thành, bị Hạo Dương thần lôi chính diện đánh trúng, nơi đó còn có mảy may hạnh lý. Tự nhiên lập tức liền biến thành mù lòa. Thằn lằn trạng quái thú miệng bên trong không ngừng phát ra thống khổ gào thét, dưới chân lại hào nghiêm túc, xê dịch bốn đầu tráng kiện đùi. Liền muốn hướng phương xa chạy thục mạng, chỉ thấy dưới mặt đất bỗng nhiên chui ra một cái cao tới mấy trượng thổ hoàng sắc cự nhân, giơ cao song chùy, hướng thằn lằn trạng quái thú mãnh kích mà hạ. Thằn lằn trạng quái thú mặc dù mù hai mắt, mắt không thể thấy, cái khác giác quan vẫn như cũ nhạy cảm ứng được cực độ nguy hiểm, lúc này rít lên một tiếng. Phía bên trái bên cạnh lóe lên, ầm ầm, hai tiếng, hai viên cự chùy hay là trùng điệp đánh vào thằn lằn trạng quái thú phần lưng, lập tức đem chính muốn chạy trốn quái thú đánh cho một cái lảo đảo liền nằm sấp xuống dưới, vùng vẫy một hồi, không đứng dậy được. Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, sắt hào quang màu xám lấp lánh. Hơn 30 con lưng sắt con bọ ngựa từ linh thú điểm bên trong bắn ra, tranh nhau chen lấn hướng bị đánh ngã thằn lằn trạng quái thú bổ nhào qua. Thằn lằn trạng quái thú tựa hồ ý thức được vẫn lạc nguy hiểm gần ngay trước mắt, ra sức đứng lên. Liền muốn tiếp tục đào tẩu, lại nơi nào còn đi được rơi. Thoáng qua ở giữa, liền bị 30 mấy con lưng sắt con bọ ngựa đuổi kịp, vung vẩy hai con cự kìm, giơ tay chém xuống, máu tươi vẩy ra. Tiếng giống thảm thiết âm thanh kinh thiên động địa, trong chốc lát lưng sắt con bọ ngựa ngay tại thằn lằn trạng quái thú các vị trí cơ thể móc ra hơn 30 lỗ thủng, lập tức không chút do dự, liền nhao nhao từ những này lỗ thủng bên trong chui vào, tại thằn lằn trạng quái thú thể nội ăn như gió cuốn. Thằn lằn trạng quái thú trong chốc lát liền duy trì không được, rú thảm lấy trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Mênh mông sa mạc phía trên, bụi mù cuồn cuộn, cát vàng đầy trời.
bất quá ngắn ngủi một thời gian uống cạn chung trà, thằn lằn trạng quái thú liền đình chỉ dãy giụa, tiếng hét thảm cũng im bặt mà dừng, trở nên yên tĩnh im ắng. Quái thú này đã bị lưng sắt con bọ ngựa sống sờ sờ cắn chết rồi. Lưng sắt con bọ ngựa lại cũng không vội vã từ quái thú thể nội ra, mà là tại bên trong không quan tâm, ăn như gió cuốn. Tại lưng sắt con bọ ngựa thực đơn bên trong, tuyệt đại bộ phân đều là cái khác độc trùng. Trên cơ bản, liền không có cái gì vật sống, là lưng sắt con bọ ngựa không thể ăn. Bọn chúng chẳng những chém giết gần người thời điểm tiến thối như điện, không gì không phá, hơn nữa còn có được khiến người kinh hãi muốn tuyệt cực kỳ tốt khẩu vị. Bất kỳ cái gì đồ vật, bọn chúng cơ hồ đều ăn đến say sưa ngon lành, sức ăn cực dai. Thằn lằn trạng quái thú dài đến vài chục trượng thân hình khổng lồ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cực nhanh khô quắt xuống dưới. Ba mười mấy con lưng sắt con bọ ngựa mặc dù không có khả năng đem khổng lồ như vậy một đầu độc trùng cắn nuốt không còn một mảnh, nhưng một quãng thời gian dài như vậy, lại đầy đủ bọn chúng đại lượng thôn vệ độc trùng thể nội ẩn chứa tinh hoa. Những cái kia cứng rắn ra cùng xương cốt, không tại thôn vệ phạm vi bên trong. Tinh hoa hút sạch, bất kỳ cái gì dữ dội ra hỏa đều sẽ trở nên khô quắt không chịu nổi. Tiếp qua một trận, suy suy suy, không ngừng, thằn lằn trạng quái thú trở nên u ám không sáng ra, bị vung vẩy cự ngao phá tan thành từng mảnh, lưng sắt con bọ ngựa nhao nhao hướng sắp xuất hiện đến, trực tiếp tránh tiến vào tiêu phàm linh thú điểm bên trong, bắt đầu tiêu hóa cái này khó được mỹ vị tiệc. Tiêu đạo hữu, cái này mặc dù không phải chân chính các thận thú, nhưng lại có các thận thú thuần chính nhất huyết mạch truyền thừa, ngươi những cái kia tiểu côn trùng cố nhiên khẩu vị cực dai, tổng cũng còn có chút đồ vật cho ngươi còn lại, chẳng lẽ liền một chút hứng thú đều không có a? Tràn ngập ao ước quét tiêu phàm bên hông linh thú điểm một chút, thần toán tử ứng linh trẻ có chút chua chua nói. Tiêu phàm không chút khách khí, cánh tay một dương, ầm vang, âm thanh bên trong, thằn lằn trạng đã khô quắt thân thể lập tức hôi phi yên diệt, chỉ có một đầu tuyết trắng dài gân lưu giữ lại, ước chừng dài mười mấy trượng ngắn. Dài gân bên trên giữ lại 10 phân rõ ràng thằn lằn trạng quái thú khí tức. Đây chính là các thận thú chính tông hậu duệ gân thú. Tiêu phàm tin tưởng, nếu như đem đầu này tuyết trắng dài gân cùng mình, tù long tác, tan luyện đến cùng một chỗ, tù long tác tập kích hiệu quả cùng uy năng còn muốn nâng cao một bước, trở nên càng thêm xuất quỷ nhập thần, không thể nắm lấy. Như vậy to lớn một đầu kỳ trùng, trong chốc lát liền bị diệt sát phải hài cốt không còn, chỉ còn lại có một đầu gân thú. Ứng linh trạch nhìn một chút trên đất cho tàn, lại nhìn một chút tiêu phàm, cũng chỉ có thể lặng lẽ nghiêng đầu đi, đối tiêu phàm loại này độc bá chỗ tốt, thói quen xấu, ứng linh trạch mặc dù không quen nhìn, cũng chỉ có thể tạm thời khoan dung. Hắn cũng không muốn lúc này cùng tiêu phàm toàn diện trở mặt, vậy đối với hắn nửa điểm chỗ tốt đều không có. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1220.